Chương 3215, tinh thần chi kiếm. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trong lòng đều là nổi lên ý tưởng giống nhau. Bọn họ quá choáng váng. Bây giờ, Lăng Tiêu ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên hung danh hiển hách, không cần nói là những người thí luyện kia, tự liền đế thành trấn thủ sứ đều đối với Lăng Tiêu vô cùng kiêng kỵ, ngoại trừ một ít cổ chi thiên kiêu cùng yêu nghiệt ở ngoài, căn bản không người dám cùng Lăng Tiêu tranh đấu. Hơn nữa, gặp Lăng Tiêu cũng không có nhiều người, bọn họ nếu như biến thành Lăng Tiêu dáng vẻ, đồng thời mô phỏng theo Lăng Tiêu khí tức, mới có thể dọa dẫm không ít người chứ. Bạch Long Mã nhìn thấy Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cười bỉ ổi, không do được khinh bỉ nói, các ngươi hai cái hư mất cặn bã ra hỏa, không phải là muốn lợi dụng Lăng Tiêu tên tuổi đến trộm mộ chứ. Lăng Tiêu sớm muộn phải bị các ngươi hại chết. Đi sang một bên, Lăng Tiêu hiện tại nhưng là Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên đại sát khí, nếu như lợi dụng tốt, nói không chắc có thể để cho chúng ta được đầy đủ cơ duyên cùng tạo hóa, lấy tốc độ nhanh nhất bước lên đế quân đỉnh cao. Lão Sơn Dương lườm một cái nói, cơ duyên cùng tạo hóa. Bạch Long Mã mắt nhất thời sáng lên lên. Không sai, các ngươi biết vì sao kiếm hùng vẫn đuổi giết chúng ta sao? Ta cảm thấy được chỉ sợ sẽ là bởi vì chuôi này đoạn kiếm. Vô Lương đạo nhân gật đầu một cái nói, trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, nổi lên một thanh đoạn kiếm. Chuôi này đoạn kiếm, chỉ còn lại có chuôi kiếm cùng nửa đoạn lưỡi kiếm, xem ra cổ điển mà thần bí, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, mặt trên có một tầng hỗn độn màu sắc rỉ sét, xem ra khá là bất phàm. Chỉ có điều, đoạn kiếm mặc dù coi như bất phàm, nhưng cũng căn bản không cách nào thôi thúc, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều đã thử qua, quan tâm lực lượng bản nguyên tiến vào đoạn kiếm bên trong, đoạn kiếm căn bản không có bất kỳ phản ứng. Hơn nữa, đoạn kiếm không cách nào nhận chủ, ngoại trừ đầy đủ kiên cố ở ngoài, không còn gì khác. Chuôi này đoạn kiếm có gì đó quái lạ sao? Bạch Long Mã liếm mặt tiến tới gần hỏi. Chuôi này đoạn kiếm có cực đạo đế uy tràn ngập, hẳn là đã bị hủy diệt cực đạo đế binh. Nhưng trọng yếu hơn chính là, ta lờ mờ cảm giác được, đoạn kiếm bên trong phảng phất phong ấn bí mật nào đó, chỉ cần có thể giải khai bí mật này, đối với chúng ta mà nói đều sẽ có khó có thể tưởng tượng thu hoạch lớn. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra, trong mắt của hắn bên trong lưu động kỳ dị ánh sáng, bát quái đồ án kiện xoay chậm chậm, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Hắn có thể đủ tra xét đến đoạn kiếm một chút bí ẩn, nhưng cũng nhìn không rõ ràng lắm. Hắn cũng lờ mờ có thể cảm giác được, kiếm hùng đuổi giết bọn họ, e sợ cũng không chỉ là bởi vì bọn hắn đào kiếm hùng mộ tổ, cùng chuôi này đoạn kiếm cũng có quan hệ. Chuôi này đoạn kiếm, có thể cho ta nhìn một chút không? Một bên Độc Cô Cầu Bại bỗng nhiên nói ra, không thành vấn đề, Vô Lương đạo nhân hơi sững sờ, hay là đem đoạn kiếm đưa cho Độc Cô Cầu Bại. Con, Độc Cô Cầu Bại nhận lấy, trong ánh mắt lập lòe vẻ kỳ dị, bắn ra đoạn kiếm, nhất thời đoạn kiếm tranh tiếng kêu vang vọng, có thần bí ánh sáng chậm chậm lưu động ra. Giống như là một mảnh vũ trụ mênh mông trải rộng ra, đoạn kiếm bên trên, xuất hiện từng viên một sáng chói tinh thần, lẫn nhau tụ hợp lại một nơi, tạo thành một luồng mênh mông mà bàng bạc kiếm ý. Độc Cô Cầu Bại, dĩ nhiên thúc giục đoạn kiếm. Cái gì, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Ngươi có thể thôi thúc đoạn kiếm, chẳng lẽ này đoạn kiếm cùng ngươi có quan hệ? Vô Lương đạo nhân nghi ngờ hỏi nói, nguyên lai, tinh thần chi kiếm dĩ nhiên trong này. Độc Cô Cầu Bại nhẹ thở dài một cái nói, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Tinh thần chi kiếm, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân càng phát không nghĩ ra được. Không sai, nếu là ta không có đoán sai, đây chính là tinh thần chi kiếm. Thời kỳ thượng cổ kiếm đế bội kiếm, ta đã từng chiếm được kiếm đế kiếm ý truyền thừa, bởi vậy có thể thôi thúc tinh thần chi kiếm. Độc Cô Cầu Bại gật đầu một cái nói. Hắn ở tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ trước, từng tiến vào cấm địa tinh thần kiếm mộ bên trong, ở tinh thần kiếm mộ bên trong, hấp thu ngàn tỷ kiếm khí, đồng thời phát hiện tinh thần kiếm mộ, dĩ nhiên cùng trong truyền thuyết kiếm đế có quan hệ, mai táng kiếm đế kiếm ý. Nhưng kiếm đế truyền thừa cùng bội kiếm, nhưng không ở tinh thần kiếm mộ bên trong. Mà Độc Cô Cầu Bại không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp tinh thần chi kiếm, bất quá bị gãy tinh thần chi kiếm. Kiếm đế bội kiếm, trong này chẳng lẽ ẩn giấu đi kiếm đế truyền thừa? Bạch Long Mã nhất thời hai mắt phóng ánh sáng, chảy nước miếng đều chảy ra. Kiếm đế cũng là thời kỳ thượng cổ một vị tiếng tăm lừng lẫy vô thượng đại đế, để lại các loại truyền thuyết, Bạch Long Mã tự nhiên cũng từng nghe nói qua. Giống như là bây giờ kiếm giới bá chủ, Thiên Kiếm bộ tộc, tự cùng kiếm đế có vô số liên hệ. Thiên Kiếm bộ tộc cũng vẫn đang tìm kiếm kiếm đế truyền thừa, nhưng vẫn không có tìm được. Nếu như đây thực sự là kiếm đế bội phục kiếm tinh thần kiếm, cái kia kiếm đế truyền thừa bí mật, rất có thể tự ẩn giấu ở đây đoạn kiếm bên trong. Có thể, ta có thể cảm giác được, này đoạn kiếm lờ mờ chỉ về một chỗ địa phương. Độc Cô Cầu Bại gật đầu một cái nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì?
Đi mau a, nếu như có thể tìm tới kiếm đế nơi truyền thừa, để Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đi đào kiếm đế mộ, chúng ta đã phát tài. Bạch Long Mã cực kỳ kích động nói. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân mặt nhất thời hắc lên. Cái gì gọi là để hai người bọn họ đi đào mộ? Kiếm đế mộ có thể là tốt như vậy đào sao? Cút sang một bên, Lão Sơn Dương một móng đập vào Bạch Long Mã trên đầu, đưa hắn lay đến rồi một bên, sau đó cực kỳ chăm chú nhìn Độc Cô Cầu Bại nói, Độc Cô Cầu Bại, kiếm đế truyền thừa cần phải phù hợp nhất ngươi đi. Ta dung hợp kiếm đế kiếm ý, bất quá rồi lại cùng kiếm đế bất đồng, ta đi là ta kiếm đạo. Kiếm đế truyền thừa đối với ta mà nói, tham khảo giá trị càng hơn ở truyền thừa. Độc Cô Cầu Bại gật gật đầu, lại lắc đầu nói. Vậy thì không thành vấn đề, chúng ta đi, nếu như ngươi chiếm được kiếm đế truyền thừa, coi như là không có Lăng Tiêu, chúng ta ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên cũng có thể xông pha. Lão Sơn Dương gật đầu một cái nói, ngươi là nói, đào mộ có núi dựa chứ? Bạch Long Mã thò đầu ra, cười nhạo nói, cút, Lão Sơn Dương có chút lúng túng, lại một móng đạp lên, nhưng lần này Bạch Long Mã so sánh cảnh giác, trực tiếp tránh ra. Chúng ta đi, Độc Cô Cầu Bại cười nhạt một cái nói, vù. Trong lòng bàn tay của hắn ánh sáng óng ánh, kiếm ý bốc lên, tràn vào đến rồi đoạn kiếm bên trong, đoạn kiếm hơi chiến minh, tản ra hào quang nhàn nhạt, trôi lơ lửng ở trong hư không. Đoạn kiếm ở dung hợp Độc Cô Cầu Bại kiếm ý phía sau, phảng phất như là cảm ứng được cái gì giống như vậy, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về xa xa lao đi. Vèo, 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 Độc Cô Cầu Bại, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Bạch Long Mã cũng là tung trời mà lên, theo tinh thần chi kiếm mà đi. Kiếm hùng cực kỳ chật vật trốn về tới ngày kiếm đế thành. Chờ đến ngày kiếm đế thành một khắc đó, cảm thấy bốn phía mênh mông thiên đạo khí vận bao phủ, hắn bất cứ lúc nào có thể điều động thiên địa oai thời điểm, trong lòng mới của hắn xem như là thở phào nhẹ nhõm. Cái kia Lăng Tiêu không có đuổi theo, xem ra Lăng Tiêu cũng là kiêng kỵ ngày kiếm đế thành. Trong lòng hắn lại là có chút không cam lòng, nếu như Lăng Tiêu dám đuổi theo thật tốt, như vậy hắn liền có thể lấy mượn ngày kiếm đế thành thiên đạo lực lượng, đem Lăng Tiêu trực tiếp tiêu diệt. Bái kiến trấn thủ sứ đại nhân, ngày kiếm tộc thiếu chủ Kiếm Diệt đang ở trấn thủ sứ bên trong chờ đợi ngài. Một vị thủ vệ quay về Kiếm Hùng quỳ một chân trên đất bẩm báo. Kiếm Diệt, hắn tới làm gì? Nghe được cái tên này phía sau, Kiếm Hùng không do được cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Kiếm Diệt, kỷ nguyên trước thiên kiêu, đã từng cùng thiên đế, ba tuần vô song tranh đấu yêu nghiệt, tuy rằng bị thiên đế cùng ba tuần vô song ánh sáng che giấu, nhưng như cũng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, Kiếm Hùng biết Kiếm Diệt tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, cũng không phải là vì tranh cướp chứng đạo cơ duyên, mà là vì kiếm đế truyền thừa. Chỉ có điều kỷ nguyên trước, Kiếm Diệt không có tìm được kiếm đế truyền thừa, cuối cùng lựa chọn tự phong, ngủ say một cái cơ duyên, rốt cục vào lúc này, lại một lần bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ. Chẳng lẽ, hắn tìm được kiếm đế truyền thừa sao? Kiếm Hùng trong lòng hơi động, vội vã bước nhanh hướng về trấn thủ phủ bên trong đi đến. Trấn thủ phủ cung điện hùng vĩ bên trong, một người mặc áo trắng thân ảnh đứng chắp tay, lưng đối với Kiếm Hùng, quanh thân tản ra một loại nổi bật không bầy khí chất, cường đại kiếm ý ẩn hiện, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Ở cung điện hai bên, thì lại là có thêm mười mấy cái người mặc đồ trắng người trẻ tuổi, thân lưng trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng mà ngạo nghễ, toàn bộ đều là thiên kiếm bộ tộc thiên tài. Bọn họ giờ khắc này nhìn về phía Kiếm Diệt trong ánh mắt, đều là tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Kiếm Diệt tu vi chỉ có đế quân cảnh 8 tầng. Cũng không phải là hắn không cách nào đột phá đến tuyệt thế đế quân cảnh giới, mà là hắn áp chế tự thân tu vi. Đế quân cảnh 8 tầng, là hắn tiếp thu kiếm đế truyền thừa trạng thái tốt nhất, chẳng những có thể để hắn một lần đột phá đến tuyệt thế đế quân, thậm chí còn có thể bước ra cái kia một bước. Nhìn bên trong cung điện cái kia một đạo bóng lưng, Kiếm Hùng trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, nhưng hắn vẫn là cất bước đi vào bên trong cung điện. Kiếm Hùng, người đã đến rồi. Kiếm Diệt không có quay đầu lại, thanh âm đạm mạc vang lên. Kiếm Diệt, tiền bối, không biết ngươi lần này đến đây có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn tranh cướp siêu thoát bí mật sao? Kiếm Hùng nhắm mắt nói ra. Kiếm Hùng mặc dù là ngày kiếm đế thành trấn thủ sứ, nhưng bọn họ này một nhánh cũng thuộc về ngày kiếm tộc Bàng Chi, chỉ có điều ở mấy cái kỷ nguyên trước cũng đã rời vào đến rồi Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong. Hơn nữa bàn về bối phận, Kiếm Diệt xác thực cao hơn hắn ra rất nhiều. Siêu thoát bí mật đương nhiên phải tranh cướp, bất quá trước đó, vẫn là trước phải tìm được kiếm đế truyền thừa quan trọng nhất. Kiếm Diệt chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một bộ tuấn lãng mà lãnh đạm khuôn mặt. Hắn một đôi mắt óng ánh lóa mắt, phảng phất có kiếm khí từ trong đó tràn ra, ác liệt cực kỳ, để người không dám cùng chi nhìn thẳng. Kiếm đế truyền thừa, có mặt mày sao? Kiếm Hùng mắt cũng là không do được hiện ra lên. Hắn chính là ngày kiếm tộc một thành viên,
tương tự đối với kiếm đế truyền thừa cảm thấy rất hứng thú. Chuôi này đoạn kiếm đây, Kiếm Diệt nhàn nhạt hỏi, đoạn kiếm, ngài là nói kỷ nguyên trước, ngài để cho phụ thân ta chuôi này đoạn kiếm. Kiếm Hùng hơi sững sờ, không sai, lấy ra đi, Kiếm Diệt lạnh nhạt nói. Kiếm Hùng sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng vẫn là nhắm mắt nói ra, Kiếm Diệt tiền bối, chuôi này đoạn kiếm giờ khắc này đã rơi ở Lăng Tiêu trong tay. Kiếm Hùng đem sự tình trải qua nói một lần, nguyên lai, chuôi này đoạn kiếm chính là kỷ nguyên trước, Kiếm Diệt từ một chỗ trong di tích tìm được, bất quá không có nghiên cứu ra manh mối, sau đó tự phong trước, sẽ để lại cho phụ thân của Kiếm Hùng. Phụ thân của Kiếm Hùng cũng là nghiên cứu cả đời, phát hiện đoạn kiếm ngoại trừ cứng rắn ở ngoài, căn bản không nhìn ra chỗ đặc biệt gì. Lâu dần tự không có người để ý, thậm chí ở phụ thân của Kiếm Hùng ngã xuống phía sau, tùy theo đồng thời táng vào đến trong phần mộ. Nhưng không nghĩ tới, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cái kia hai cái thiếu đạo đức bốc khói đổ vật, dĩ nhiên sẽ đào nhân tổ mộ phần, đoạt đi rồi đoạn kiếm. Lăng Tiêu, Kiếm Diệt trong con ngươi hàn mang lóe lên, hắn tiến nhập Vĩnh Hằng Đế Lộ thời gian không tính ngắn, tự nhiên cũng đã từng nghe nói Lăng Tiêu, giờ khắc này nghe được Lăng Tiêu đoạt đi rồi đoạn kiếm, trong con ngươi có một tia sát ý tràn ngập ra. Kiếm Diệt tiền bối, chẳng lẽ chuôi này đoạn kiếm cùng kiếm đế truyền thừa có quan hệ? Kiếm Hùng thăm dò hỏi, không nên hỏi nhiều như vậy. Chúng ta đi, Kiếm Diệt lạnh lùng liếc Kiếm Hùng nhất nhãn, sau đó ống tay áo vung lên, mang theo ngày kiếm tộc đông đảo thiên tài, trực tiếp rời đi trấn thủ sứ phủ đệ. Đi không tỉ can giòn gọn gàng, để Kiếm Hùng đều là không nghĩ tới, Kiếm Diệt dĩ nhiên không có truy cứu hắn thất lạc đoạn kiếm khuyết điểm, dĩ nhiên quả quyết như vậy rồi rời đi. Có lẽ là hắn sợ ta đưa hắn chân áp, hắn chắc chắn biết kiếm đế truyền thừa ở đâu bên trong, có lẽ ta có thể theo sau nhìn. Kiếm Hùng trong con ngươi tinh mang lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không do được tim đập thình thịch lên. Kiếm Hùng ý nghĩ hơi động, nhất thời thôi thúc Minh Mông Thiên Đạo lực lượng, điều tra Kiếm Diệt nhất cử nhất động. Kiếm Diệt rời đi ngày kiếm đế thành phía sau, trong lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một thanh kiếm nhọn, xem ra cổ điển cực kỳ, lưu động thần bí ánh sáng, kiếm ý phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Theo Kiếm Diệt thôi thúc, mũi kiếm như là cảm ứng được cái gì, nháy mắt ở trong hư không vạch ra một đạo cầu vồng, hướng về xa xa lao đi. Thật sự bị bọn họ tìm được, Kiếm Diệt vô cùng lạnh lùng trong con ngươi, lộ ra vẻ kích động. Hắn toàn bộ người ánh sáng óng ánh, như một đạo thiểm điện, nháy mắt mang theo đông đảo đệ tử thiên tài, hướng về mũi kiếm đuổi theo. Hắn thật sự biết kiếm đế truyền thừa ở đâu bên trong. Ngày kiếm đế thành bên trong, thấy cảnh này Kiếm Hùng trong lòng cũng là khiếp sợ, hừng hực cực kỳ. Hắn do dự chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái, tương tự là tung trời mà lên, hướng về Kiếm Diệt đuổi theo. Trong truyền thuyết kiếm đế truyền thừa, nếu như cứ như vậy bỏ qua, trong lòng hắn không cam lòng. Có lẽ, hắn có thể khi một khi trong truyền thuyết hoàng tước. Thiếu chủ, Kiếm Hùng cần phải hãy cùng ở chúng ta phía sau. Trong hư không, một cái thân lưng trường kiếm thanh niên, quay về Kiếm Diệt kính cẩn nói. Không biết sống chết ngu xuẩn, hắn theo vừa vặn, Kiếm Diệt cười lạnh một tiếng nói. Để Kiếm Hùng phát hiện đến không đúng, thậm chí theo dõi mà đến, vốn là kế hoạch của hắn, muốn có được kiếm đế truyền thừa, làm sao có khả năng thiếu được Kiếm Hùng cái này mồi nhử đây. Cho tới Kiếm Diệt mũi kiếm trong tay, chính là cái này kỷ nguyên, ngày kiếm tộc trong lúc vô tình phát hiện, cùng chuôi này đoạn kiếm dĩ nhiên cùng thuộc về một nguyên, căn cứ Kiếm Diệt khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn suy đoán cái kia đoạn kiếm bên trong rất có thể ẩn chứa kiếm đế truyền thừa bí mật. Chỉ là, hắn vẫn là tới chậm, không nghĩ tới đoạn kiếm rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Nhưng Kiếm Diệt nhưng không có chút nào lo lắng, hắn tự tin kiếm đế truyền thừa là chuẩn bị cho hắn, trừ hắn ra căn bản không ai có thể được kiếm đế truyền thừa. Cho tới cái kia Lăng Tiêu, nếu như không thức thời, trực tiếp làm thịt chính là. Cái gì liền tàn sát hai đại trấn thủ sứ, ở hắn loại này tuyệt thế thiên kiêu trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Vèo, 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 ở mũi kiếm chỉ dẫn xuống, bọn họ ngang qua ngàn tỷ dặm hư không, đi tới không gian hỗn độn nơi sâu xa. Ở đây đã thuộc về hỗn độn hoang dã khu vực. Nhưng càng đến gần ở đây, mũi kiếm chiến minh tiếng tự càng mãnh liệt, mà Kiếm Diệt trong ánh mắt vẻ chờ mong cũng càng phát nồng nặc. Chương 3216, Kiếm Linh. Ở đây đã là hỗn độn hoang dã, chẳng lẽ kiếm đế truyền thừa giấu ở hỗn độn trong hoang dã sao? Lão Sơn Dương có chút hiếu kỳ nói ra, bọn họ đi theo chuôi này đoạn kiếm, bay mấy trăm ngàn dặm, tiến vào hỗn độn trong hoang dã, nhưng vẫn như cũ không có tìm được kiếm đế nơi truyền thừa. Nếu như kiếm đế truyền thừa giấu ở hỗn độn trong hoang dã, lấy hỗn độn hoang dã bao la, không có người tìm tới kiếm đế truyền thừa, cũng là có thể chấp nhận. Hẳn là, ta cảm giác được cũng không xa. Độc Cô Cầu bại gật đầu một cái nói, trong con người có một tia kỳ dị. Vù, đoạn kiếm ong ong rung động, phía trước xuất hiện một mảnh sương mù,
sương mù mờ mịt, thần bí khó lường, đoạn kiếm như là cảm ứng được nào đó loại khí cơ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào sương mù bên trong. Có không gian rung động, chúng ta đi, Độc Cô Cầu Bại mắt sáng lên nói. Bọn họ nháy mắt tăng nhanh tốc độ, đi theo đoạn kiếm xông vào sương mù bên trong. Ầm ầm, giống như là có lôi đình nổ vang, bốn phía hư không nháy mắt nhăn nhó. Bốn người bọn họ lại như là thông qua đường hầm không gian, tiến vào một phe khác thế giới giống như vậy, cảm thấy cực kỳ mãnh liệt không gian rung động. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền xuyên qua sương mù, tiến vào một mảnh kỳ dị trong khu vực. Vèo, 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 bọn họ còn đến không kịp điều tra hoàn cảnh chung quanh, từng đạo kiếm khí ngang trời mà đến, ẩn chứa sắc bén vô cùng khí tức, hướng về bọn họ chém rơi xuống. Những kiếm khí kia xen vào chân thực cùng hư huyễn trong đó, ẩn chứa một loại thần bí sóng sức mạnh, khiến người ta run sợ không ngớt. Mọi người cẩn thận, những kiếm khí này đều là nguyên thần kiếm. Độc Cô Cầu Bại cao giọng nói ra, quanh người hắn mênh mông mà kinh khủng kiếm ý bạo phát, lăng không một trường đánh ra, nhất thời trong lòng bàn tay có nóng rực kiếm quang càn quét ra, nhất thời đem xung quanh chu vi trăm trượng bên trong kiếm khí tiêu diệt ra. Những kiếm khí kia đều là nguyên thần kiếm, chính là nhắm thẳng vào nguyên thần công kích pháp môn, cường hãn tuyệt luân, hơn nữa để người khó lòng phòng bị. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Bạch Long Mã đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, đều là nháy mắt trúng chiêu. Bất quá bọn hắn bất diệt nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa các có bài tẩy, cho dù cái kia chút nguyên thần kiếm tiến vào trong biển ý thức của bọn họ, cũng không có đối với bọn họ bất diệt nguyên thần tạo thành tổn thương gì, dồn dập bị bọn họ hóa giải. Đây là một mảnh trận pháp không gian. Vô Lương đạo nhân trong con ngươi tinh mang lóe lên, lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Trước mắt là một mảnh cực kỳ thần bí không gian, ánh sáng óng ánh, muôn màu muôn vẻ, từng đạo kiếm khí đan xen mà đến, còn như thác nước một loại thần bí khó lường. Những kiếm khí kia rậm rạp chằng chịt, tung hoành tứ phương hư không, đan dệt ra một mảnh cực kỳ kinh khủng sát phạt lĩnh vực. Đây chẳng lẽ là kiếm đế lưu lại vô thượng đế trận sao? Bạch Long Mã có chút kích động nói. Bù, giờ khắc này, Độc Cô Cầu Bại thúc dục chuôi này đoạn kiếm trôi nổi ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên, rơi ra hạ đạo đạo hào quang óng ánh, đem bốn người bọn họ bao phủ lại. Bốn phía kiếm khí bay tới, ở chạm tới cái kia hào quang óng ánh thời gian, nháy mắt tự vô ảnh vô tung biến mất. Này cũng càng thêm ấn chứng mọi người suy đoán, chỉ sợ bọn họ đã đến kiếm đế nơi truyền thừa. Oanh, Độc Cô Cầu Bại lăng không lấy tay chộp tới, nhất thời cái kia chút mãnh liệt kiếm khí bên trong, có một đạo cực kỳ trong suốt cái bóng bị Độc Cô Cầu Bại bắt được. Cái kia một đạo trong suốt cái bóng đang kịch liệt giãy giụa, xem ra giống như là hình người giống như vậy, nhưng cũng ẩn chứa cực kỳ thần bí kiếm ý, không ngừng ở hình người cùng kiếm hình trong đó chuyển biến. Dĩ nhiên là kiếm linh, Độc Cô Cầu Bại trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Kiếm linh, ngươi là nói đây là trong truyền thuyết kiếm linh? Vô Lương đạo nhân cả người chấn động, có chút khó tin nói ra. Kiếm linh là cái gì? Kiếm linh trên thực tế cũng là khí linh một loại, nhưng từ mặt khác một loại về mặt ý nghĩa tới nói, kiếm linh nhưng còn xa so với thông thường khí linh muốn thật đắt rất nhiều. Thông thường khí linh muốn dựa vào ở pháp bảo đồ vật mà tồn tại, nhưng kiếm linh nhưng đã có thể được xem là một loại sinh linh, có thể tự mình tu luyện, tự mình trưởng thành. Nếu như được một thanh chuẩn đế binh, đem kiếm linh hòa vào trong đó, chỉ cần kiếm linh lên cấp, chuẩn đế binh tự rất có thể lên cấp là cực đạo đế binh. Có thể nói, có kiếm linh kiếm, giống như là có linh hồn giống như vậy, đã biến thành trưởng thành hình vô thượng chí bảo. Vèo, Bạch Long Mã hai mắt phóng ánh sáng, hắn bỗng nhiên phát hiện, bốn phía cái kia chút mãnh liệt trong kiếm ý, thậm chí có mấy chục đạo trong suốt cái bóng. Tất cả đều là kiếm linh, chỉ có điều, cái kia chút kiếm linh đều là vô cùng cảnh giác, phảng phất bị kinh hãi giống như vậy, dồn dập chạy tứ tán bốn phía ra. Kha kha, tới đây cho lão tử đi. Bạch Long Mã nháy mắt triển khai cực tốc, như một đạo thiểm điện, xuất hiện ở một đạo kiếm linh phía sau, sau đó lộ ra móng, hướng về kiếm linh vỗ tới. Ngươi là, xấu người, cái kia một đạo kiếm linh, thất kinh bên dưới, dĩ nhiên miệng nói tiếng người, thanh âm chát chúa dễ nghe, như hài đồng. Không được, Long Mã, mau trở lại. Độc Cô Cầu Bại sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã lên tiếng nói. Nhưng vẫn là đã muộn, chỉ thấy cái kia một đạo kiếm linh thất kinh bên dưới, quanh thân nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ, thân thể dĩ nhiên hóa thành một thanh trong suốt cổ kiếm, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí gợn sóng. Ầm ầm ầm, bốn phía mênh mông kiếm khí chen chúc mà đến, dồn dập rót vào đến đó chui trong suốt cổ kiếm bên trong, để kiếm linh khí tức biến đến cực kỳ kinh khủng lên. Kiếm linh bỗng nhiên một kiếm hướng về Bạch Long Mã chém tới. Cái kia một ánh hào quang óng ánh, trong phút chốc tăng vọt hơn vạn trượng, đồng thời vô cùng vô tận kiếm khí phun trào, còn như bão táp một loại đem Bạch Long Mã bao phủ lại. Bạch Long Mã căn bản không nghĩ tới,
cái kia một đạo kiếm linh dĩ nhiên nháy mắt biến đến kinh khủng như thế. Phốc, kiếm khí vào cơ thể, Bạch Long Mã cả người run run một cái, ngay sau đó là kiếm khí phô thiên cái địa bao phủ xuống, đồng thời còn có kiếm linh đồng thời chém tới. A, đau chết luôn lão tử, cút đi. Bạch Long Mã trong miệng phát sinh cực kỳ tiếng gào thê thảm, cả người kịch liệt rung động, trong miệng phun máu, từ kiếm khí bên trong vọt ra. Lấy Bạch Long Mã cực tốc, nháy mắt tự lại trở về Độc Cô Cầu Bại bên người. Mà giờ khắc này, Bạch Long Mã xem ra hết sức thê thảm, quanh thân xuất hiện từng đạo vết thương, đặc biệt là trên đầu to lớn vết máu, kém một chút đem đầu của hắn đánh thành hai nửa. Đây là kiếm linh kiệt tác, cái kia cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý phun trào, để Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là cảm giác được kinh hãi không thôi. Độc Cô Cầu Bại, giúp ta giết chết cái kia kiếm linh, tức chết lão tử. Bạch Long Mã khí được cả người run rẩy, thất khiếu phun khói, hiện ra được nổi trận lôi đình. Trước hắn vô cùng tham lam, nghĩ muốn bắt một đạo kiếm linh trở về, nhưng cũng không nghĩ tới trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo, liền hắn đều kém một chút bị kiếm linh cho chém. Đáng đời, ai cho ngươi trêu chọc kiếm linh? Kiếm linh cùng chúng ta cũng giống như nhau, hơn nữa trời sinh tinh thông kiếm đạo, chính là chân chính kiếm tu, chiêu kiếm này không có đánh chết ngươi, ngươi nên cảm giác được may mắn. Lão Sơn Dương nhìn có chút hả hê nói ra, nói, hắn còn đi lên, đưa ra màu đen móng, nghĩ muốn sờ một cái Bạch Long Mã sắp bị chém thành hai nửa đầu. A, đau quá đau, Lão Sơn Dương, ta và ngươi liều mạng. Bạch Long Mã đau được nhe răng trợn mắt, thảm kêu một tiếng, nhất thời hướng về Lão Sơn Dương nhào tới. Các ngươi những người xấu này, mau thả tiểu 19. Các ngươi nếu là dám thương tổn tiểu 19, Gia Gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đến thời điểm để Gia Gia đem bọn ngươi tất cả đều chém chết. Làm sao bây giờ, tiểu 19 bị bọn họ bắt được, ta cảm thấy được cần phải đi tìm Gia Gia. Sợ cái gì, bọn họ tự bốn người, chúng ta mười mấy huynh đệ cùng tiến lên, đưa bọn họ đánh chết, cứu ra tiểu 19. Xôi trào mãnh liệt kiếm khí bên trong, cái kia mấy chục đạo kiếm linh, đồng thời hóa thành mấy chục đạo bóng người, xem ra giống như là 2-3 tuổi hài đồng, mập mạp, hết sức khả ái. Bọn họ giờ khắc này trên người đều là tản ra cường đại kiếm ý, quay chung quanh ở Độc Cô Cầu Bại bốn người xung quanh, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng phẫn nộ vẻ mặt. Bất quá, chuôi này gãy mất tinh thần chi kiếm, phảng phất để cho bọn họ hết sức kiêng kỵ, tuy rằng vẫn líu ra líu díu, nhưng cũng không có một cái kiếm linh dám xông lên. Nhiều như vậy kiếm linh, hơn nữa còn giống như không chỉ. Độc Cô Cầu Bại nhìn trước mắt mấy chục đạo kiếm linh, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm tư. Ngươi, ngươi người xấu này, thả ta. Độc Cô Cầu Bại trong lòng bàn tay, cái kia bị xưng là tiểu 19 kiếm linh, không ngừng giãy giụa thân thể, vô cùng phẫn nộ nói. Độc Cô Cầu Bại để hắn vừa giận phẫn nộ lại e ngại, Độc Cô Cầu Bại trên người có một loại khí tức, để hắn cảm giác được có chút thân cận, nhưng cũng có một loại bắt nguồn từ ở sâu trong linh hồn hoảng sợ. Ngươi gọi tiểu 19, ở đây có bao nhiêu kiếm linh? Độc Cô Cầu Bại nhìn trước mắt tiểu 19, chậm rãi hỏi. Chỉ cần có thể câu thông, chính là chuyện tốt. Chúng ta có hơn 100 cái anh chị em, còn có Gia Gia lợi hại nhất. Ngươi nếu dám gây bất lợi cho ta, Gia Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu 19 lấy dũng khí, thở phì phò nói. Hơn 100 đạo kiếm linh sao? Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng với Bạch Long Mã nhất thời con mắt đều hiện ra lên. Kiếm linh là bảo vật vô giá, nếu như mang đi ra ngoài, chỉ sợ coi như là cực đạo kim loại đều có thể hối đoái. Hơn 100 đạo kiếm linh, đây chính là thật sự phát tài. Gia Gia, Độc Cô Cầu Bại trong lòng hơi động, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, trước mắt kiếm khí rừng rực lóa mắt, trong phút chốc tỏa ra mênh mông mà kinh khủng kiếm ý, tứ phương hư không đều đang kịch liệt vặn vẹo. Kiếm quang như mưa, phong mang vô cùng, còn như thác nước một loại bay xuống, phảng phất có thể hủy diệt tất cả. Ở đằng kia vô cùng vô tận kiếm khí bên trong, phảng phất có nào đó loại vĩ đại tồn đang thức tỉnh giống như vậy, để Độc Cô Cầu Bại bốn người đều là không do được cả người chấn động. Vù, một đạo trong suốt cái bóng hiện ra, hóa thành một cái lão giả râu tóc bạc trắng, thân mặc một bộ áo bào trắng, khuôn mặt hiền lành mà hòa ái, trong con người ẩn chứa thông suốt năm tháng tang thương cùng tầm nhìn. Nhưng hắn trên người cái kia cỗ mênh mông kiếm ý đại thế, vô cùng vô tận, như tuyệt thế đại đế giống như vậy, khủng bố tới cực điểm. Lão Sơn Dương, Bạch Long Mã cùng Vô Lương đạo nhân đều là mắt lộ ra vẻ cảnh giác, như gặp đại địch. Gia Gia, là Gia Gia đến, ha ha, tiểu 19 được cứu rồi. Gia Gia đến, những tên bại hoại này phải xong rồi. Cái kia chút kiếm linh đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, dồn dập hướng về lão giả áo bào trắng bay tới, vô cùng thân mật, từng cái mồm năm miệng mười nói, đem chuyện mới vừa phát sinh giảng thuật một lần. Lão giả áo bào trắng ánh mắt đảo qua Lão Sơn Dương, Bạch Long Mã,
Vô Lương đạo nhân cùng Độc Cô Cầu Bại, ở Độc Cô Cầu Bại trên người dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi ở này chuôi đoạn kiếm bên trên. Tinh thần chi kiếm, hơn nữa có khí thức của đại đế, không lạ được các ngươi có thể tìm được ở đây. Lão giả áo bào trắng nhẹ thở dài một cái nói, âm thanh chất phác mà cổ lão. Ngươi là ai? Lão Sơn Dương vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Lão giả áo bào trắng khí thức như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, vừa rồi nhìn hắn nhất nhãn, để hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, dĩ nhiên có một loại phải lập tức hiện ra bản thể xu thế. Ngươi cùng tinh thần chi kiếm là quan hệ như thế nào? Độc Cô Cầu Bại cũng là nhìn chằm chằm ông lão hỏi, trong lòng hắn mơ hồ có suy đoán, nhưng còn cần xác định. Cùng trong lòng ngươi nghĩ tới một dạng, lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, vẻ mặt hết sức thản nhiên. Hắn cất bước đi tới, bốn phía kiếm khí dồn dập tránh ra, đang hơi rung động, giống như là ở hướng bái vua của bọn nó người. Lão giả áo bào trắng đi tới gãy mất tinh thần chi kiếm trước mặt, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve một cái tinh thần chi kiếm. Đã lâu, lão đầu, tinh thần chi kiếm hơi chiến minh, mình mông đế uy bốc lên, nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ. Ngươi là tinh thần chi kiếm khí linh, Độc Cô Cầu Bại sâu sắc nhìn lão giả áo bào trắng một cái nói. Không sai, xác thực nói, ta đã từng là tinh thần chi kiếm khí linh. Nhưng hiện tại, ta chẳng qua là ta, một cái người thủ mộ thôi. Lão giả áo bào trắng nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Tinh thần chi kiếm khí linh, lão Sơn Dương hơi kinh ngạc, tinh thần chi kiếm cũng đã gãy lìa. Cực đạo đế binh tổn hại, khí linh không có tùy theo yên diệt, dĩ nhiên còn sống. Mà người thủ mộ ba chữ, càng là để Độc Cô Cầu Bại bốn người trong lòng khẽ nhúc nhích. Tinh thần chi kiếm khí linh làm là người thủ mộ, thủ là của ai mộ? Kiếm đế, trong lòng bọn họ đều là nổi lên đồng dạng đáp án. Mục đích của ngươi, là vì kiếm đế đại nhân truyền thừa chứ? Ngươi ngưng tụ bất diệt bản nguyên kiếm thể, có tư cách thành là kiếm đế đại nhân truyền nhân, chỉ cần ngươi thông qua kiếm đế đại nhân sau cùng thử thách. Tự có thể có được kiếm đế đại nhân truyền thừa. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng nói. Ánh mắt của hắn vô cùng tầm nhìn, phảng phất liếc mắt liền nhìn ra Độc Cô Cầu Bại chờ mục đích của người. Cứ việc đã sớm đoán được, đây là kiếm đế nơi truyền thừa, nhưng giờ khắc này từ lão giả áo bào trắng trong miệng nghe được đáp án, lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã vẫn là vô cùng hưng phấn. Độc Cô Cầu Bại vẻ mặt tương đối lạnh nhạt, hắn nhìn lão giả áo bào trắng một cái nói, ngươi nếu là tinh thần chi kiếm khí linh, mới có thể nhìn ra. Ta cùng kiếm đế đi không là đồng dạng con đường, ta cũng không phải là hắn thích hợp nhất truyền nhân. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng nói, người nói không sai. Người cùng kiếm đế đại nhân đi đúng là con đường khác nhau, nhưng đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, làm sao tình hình là kiếm đạo đây? Kiếm đạo không phân cao thấp, có thể phân cao thấp chỉ có người thôi. Bây giờ nhìn lại, người càng ngày càng phù hợp kiếm đế truyền nhân. Kiếm đế truyền thừa là cái gì? Đế kinh vẫn là đế binh. Nếu như là này chút thì thôi, ta đã chiếm được kiếm đế kiếm ý truyền thừa, này chút đối với ta vô dụng, có thể để cho người hữu dụng. Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói, hắn có đạo của chính mình, cũng có tự thân kiêu ngạo. Kiếm đế truyền thừa tuy tốt, nhưng hắn vẫn là càng thêm coi trọng con đường của chính mình, hơn nữa chính là bởi vì hắn chiếm được kiếm đế kiếm ý truyền thừa, sở dĩ đối với kiếm đế vô cùng kính trọng, hy vọng kiếm đế có thể tìm được một cái chân chính truyền nhân. Hắn có lẽ, cũng không phải là kiếm đế lựa chọn tốt nhất. Chương 3217, kiếm đế thử thách, ta đạo không cô. Kiếm đế đại nhân truyền thừa, không phải đế kinh, cũng không phải đế binh. Trên thực tế, ngươi chiếm được kiếm đế đại nhân kiếm ý truyền thừa, cũng đã chiếm được kiếm trải qua, trong tay ngươi tinh thần chi kiếm cũng là kiếm đế đại nhân bội kiếm. Kiếm đế truyền thừa là một loại đạo, một loại tinh thần, chỉ là đáng tiếc là, vô số năm qua, đều không có người có tư cách này. Nhưng hiện tại, ta đối với ngươi càng phát tràn ngập lòng tin. Lão giả áo bào trắng quay về Độc Cô Cầu Bại cười nhạt một tiếng nói. Một loại đạo, một loại tinh thần, Độc Cô Cầu Bại trong con ngươi lộ ra một tia tia sáng kỳ dị, lão giả áo bào trắng, đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn. Đi theo ta, người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể thông qua kiếm đế thử thách. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng nói, sau đó cất bước hướng về xa xa mà đi. Độc Cô Cầu Bại trầm ngâm chốc lát, lần này hắn không có cự tuyệt. Nhưng là theo lão giả áo bào trắng đồng thời hướng về không gian nơi sâu xa mà đi. Nhưng bỗng nhiên, lão giả áo bào trắng dừng bước, thú vị, lại vẫn có một vị người truyền thừa cũng đến nơi này bên trong sao. Lão giả áo bào trắng trong ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt. Vù, trong hư không ánh sáng óng ánh, một dải lụa cầu vồng xuyên qua trận pháp kết giới, tiến vào bên trong vùng không gian này. Theo sát mà đến, là mười mấy người mặc bạch y, gánh vác trường kiếm người trẻ tuổi, từng cái vẻ mặt lạnh lùng. Ngạo nghễ cực kỳ. Đặc biệt là một người cầm đầu người trẻ tuổi, quanh thân kiếm ý mênh mông, khí tức sâu không lường được,
dĩ nhiên không kém chút nào Độc Cô Cầu Bại. Ở đỉnh đầu của hắn bên trên, nổi lơ lửng một cắt đứt mũi kiếm, lưu động thần bí ánh sáng, đưa bọn họ bao phủ lại, tách rời ra xung quanh sôi trào mãnh liệt kiếm khí. Bọn họ chính là Thiên Kiếm tộc Kiếm Diệt, cùng với đông đảo đệ tử thiên tài. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Kiếm Diệt ánh mắt đảo qua mọi người trước mắt, cuối cùng rơi ở Độc Cô Cầu Bại trên người, lãnh đạm nói ra. Ngươi cũng có thể như thế nhận thức là, ngươi là người phương nào, tinh thần chi kiếm nửa kia, dĩ nhiên sẽ ở trong tay ngươi. Độc Cô Cầu Bại nhìn cái kia một đoạn mũi kiếm, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta chính là Kiếm Diệt, kiếm đế hậu duệ. Kiếm Diệt lãnh đạm nói ra, ánh mắt rơi ở áo bào trắng trên người ông lão, như là nghĩ tới điều gì, lộ ra một tia vô cùng kích động vẻ mặt. Xem ra ngươi đã đoán được thân phận của ta. Bất quá, kiếm đế hậu duệ thân phận, có thể không đủ để cho ngươi trực tiếp được truyền thừa. Muốn có được kiếm đế truyền thừa, nhất định muốn trước tiên thông qua kiếm đế thử thách. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng nói. Kiếm đế thử thách, ngoại trừ ta, lại có ai có thể thông qua? Tinh thần đại nhân, ta đồng ý tiếp thu thử thách. Kiếm Diệt nói thật, hắn một khẩu tự vạch trần áo bào trắng thân phận của ông lão, đối với kiếm đế sự tình, so với hắn Độc Cô Cầu Bại đám người phải biết rõ ràng. Rất tốt, đã như vậy, cái kia hai người các ngươi đi theo ta đi. Có thể thông qua hay không thử thách, tự xem các ngươi tạo hóa. Lão giả áo bào trắng cười nhạt nói, sau đó vẫn là xoay người bồng bềnh mà đi. Vù, Độc Cô Cầu Bại cùng Kiếm Diệt nhìn nhau nhất nhãn, ánh mắt còn như thực chất hóa ánh kiếm giống như vậy, ở trong hư không va chạm, phảng phất có đốm lửa bắn tứ tung ra. Bọn họ đều là thấy được lẫn nhau trên đỉnh đầu tinh thần đoạn kiếm, cũng đều biết, kiếm đế truyền thừa liền muốn rơi ở hai người bọn họ trên người. Bất quá bọn hắn cũng không nói gì nhiều, đều là theo lão giả áo bào trắng, tiến vào mãnh liệt kiếm khí không gian nơi sâu xa. Cái kia Kiếm Diệt dĩ nhiên là Thiên Kiếm tộc người. Thiên Kiếm tộc còn giống như thực sự là kiếm đế hậu duệ, kiếm đế truyền thừa sẽ không bị cái tên này cướp đi chứ. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác vẻ mặt, truyền âm cho Vô Lương đạo nhân cùng Bạch Long Mã nói. Khó nói, cái này Kiếm Diệt cũng là cổ chi thiên kiêu, thực lực mạnh mẽ tuyệt luân, tuy rằng chỉ có đế quân cảnh 8 tầng tu vi, nhưng tuyệt đối có tuyệt thế đế quân sức chiến đấu. Vô Lương đạo nhân lắc đầu nói, quản nhiều như vậy làm gì? Nếu như kiếm đế truyền thừa thật sự rơi ở tiểu tử này trên người, đến thời điểm chúng ta rời đi nơi này, trực tiếp đánh lén, đem kiếm đế truyền thừa từ tiểu tử này trong tay đoạt tới chính là. Bạch Long Mã một mặt hỗn vui lòng nói, điều này cũng đúng, dù sao cũng kiếm đế truyền thừa, chúng ta là muốn định rồi. Còn có này chút kiếm linh, cũng đều là của chúng ta. Lão Sơn Dương hiếm thấy tán đồng rồi Bạch Long Mã quan điểm, gật gật đầu cười nói. Ba tên này đều là bại hoại, chúng ta đi tìm ra ra. Cái kia chút kiếm linh cảm giác hết sức nhạy cảm, thấy được Lão Sơn Dương ba cái vẻ mặt gian rảo dáng vẻ, hơn nữa thỉnh thoảng liếc về phía chúng nó, nhất thời tự bắt đầu cảnh giác. Đông đảo kiếm linh dồn dập hóa thành đạo đạo lưu quang, tương tự là hướng về lão giả áo bào trắng đuổi theo. Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã nhất thời tự trợn tròn mắt. Cho tới tùy tùng Kiếm Diệt mà đến những thiên kiếm kia tộc cường giả, từng cái trong con người có sát ý tràn ngập, lẫn nhau ánh mắt đan dệt, tương tự là ở truyền âm cho nhau lập mưu cái gì. Đồng thời, cái kia mười mấy thiên kiếm tộc cường giả, trong mơ hồ phảng phất tạo thành một tòa trận thế, đem Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Bạch Long Mã bao vây lại. Nhưng bọn họ đều sợ ảnh hưởng Độc Cô Cầu Bại cùng Kiếm Diệt, lại thêm lão giả áo bào trắng mệnh lệnh, bọn họ cũng không có dám lập tức động thủ. Một đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí vô cùng quỷ dị. Độc Cô Cầu Bại cùng Kiếm Diệt, đi theo lão giả áo bào trắng, đi tới kiếm khí không gian nơi sâu xa. Phía trước, sương mù hỗn độn lượn lờ, hai khối đá tảng trôi nổi ở hỗn độn bên trong, đồng thời mỗi trên một tảng đá lớn lại vẫn cắm vào một thanh cổ kiếm. Cổ kiếm lấy tảng đá điêu khắc mà thành, đại xảo vô công, có từng tia một hồng hoang cổ xưa khí tức lưu động, để tứ phương không gian hỗn độn đều ở hơi rung động. Nhìn thấy cái kia hai thanh kiếm sao? Cái kia chính là của các ngươi thử thách, ai có thể trước đem kiếm nhổ ra, người đó liền thông qua kiếm đế thử thách. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng nói, trong ánh mắt có một tia vẻ chờ mong. Kiếm đế thử thách, rút kiếm, Độc Cô Cầu Bại cùng Kiếm Diệt đều là ánh mắt lóe lên. Bọn họ tự nhiên không thể thiên chân cho rằng, này thử thách chính là muốn rút ra thạch trung kiếm. Dù sao đây là kiếm đế truyền thừa, bất kể là cái kia phương đá tảng, vẫn là mặt trên cổ kiếm chỉ sợ đều có gì đó quái lạ. Hai vị, mời cố gắng lên, hy vọng gặp lại được các ngươi thời điểm, các ngươi đã có người chiếm được kiếm đế truyền thừa. Lão giả áo bào trắng quay về bọn họ cười nhạt một tiếng, nhưng mà sau đó xoay người biến mất ở rừng rực chói mắt kiếm quang bên trong. Vèo, vèo, Độc Cô Cầu Bại cùng Kiếm Diệt nhìn nhau nhất nhãn, đều là nháy mắt tung trời mà lên, như thiểm điện giống như vậy.
trong nháy mắt tựu rơi ở lớn trên đá. Ầm ầm, Độc Cô Cầu Bại nắm lấy Thạch Trung kiếm, quanh thân vô cùng thần lực bộc phát ra, Bất Diệt Bản Nguyên kiếm thể cũng bị hắn hoàn toàn thúc dục, bỗng nhiên hướng về bên ngoài rút. Nhưng bất kể là dưới chân đá tảng, vẫn là trong tay cổ kiếm, đều là vẫn không nhúc nhích, ngược lại là xung quanh lôi đình rừng rực, tàn phá bát phương, như lôi long một loại đan dệt, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Quả nhiên có gì đó quái lạ, Độc Cô Cầu Bại tâm rơi xuống nhưng mà trong lòng bàn tay của hắn Thạch Trung kiếm, dĩ nhiên vào đúng lúc này nháy mắt biến đến trở nên mờ ảo, trực tiếp từ Độc Cô Cầu Bại trong lòng bàn tay biến mất rồi. Một luồng cường đại mênh mông tinh thần năng lượng từ đá tảng bên trong bộc phát ra, đem Độc Cô Cầu Bại bao phủ lại. Hoảng hốt trong đó, Độc Cô Cầu Bại phảng phất tiến vào mặt khác một phiến thế giới. Đó là thế giới của tinh thần, vẫn đang quan sát Độc Cô Cầu Bại kiếm diệt, nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại vẫn duy trì cầm kiếm động tác, dĩ nhiên như là bị định ở lớn trên đá giống như vậy, trong mắt của hắn bên trong lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn không phải không nghĩ tới, thừa dịp cái này cơ sẽ xuất thủ, đem Độc Cô Cầu Bại chém giết, cái kia kiếm đế truyền thừa nhất định sẽ rơi ở trong tay của hắn. Nhưng khi trong lòng hắn hiện ra cái ý niệm này thời điểm, nhất thời cũng cảm giác được một loại 10 phần cảm giác không ổn, phảng phất chỉ cần hắn dám động thủ, ngay lập tức sẽ có nào đó loại bất trắc phát sinh. Cuối cùng, kiếm diệt do dự một cái, vẫn là như Độc Cô Cầu Bại như vậy, rơi ở lớn trên đá, bắt được Thạch Trung kiếm. Ầm ầm ầm, sau một khắc, kiếm diệt cũng là bị nóng rực lôi đình bao phủ, bốn phía thần quang mênh mông, kiếm ý ngút trời, che giấu tất cả. Hoảng hốt trong đó, Độc Cô Cầu Bại xuất hiện ở một mảnh hỗn độn bên trong. Trước mắt là một mảnh mênh mông không gian hỗn độn, thời gian cùng không gian trong này đều mất đi ý nghĩa, Độc Cô Cầu Bại ngồi xếp bằng ở trong đó, bốn phía tất cả đều biến mất. Nhưng ngay lúc này, một đạo hồng trung đại lữ một loại thanh âm vang lên, để linh hồn của hắn đều ở hơi rung động. Gì là kiếm, cổ xưa thanh âm tang thương, uy nghiêm mà thần bí, giống như là một đạo lợi kiếm, đâm vào Độc Cô Cầu Bại trong óc, ở tra hỏi Độc Cô Cầu Bại linh hồn. Độc Cô Cầu Bại nháy mắt tự ý thức được, đây là kiếm đế thử thách. Nhưng, gì là kiếm? Vấn đề này quá rộng rãi, có người nói kiếm chủ sát phạt, có người nói vương giả kiếm, có người nói quân tử kiếm, có người nói thiên đạo kiếm. Kiếm ở người khác nhau lý giải bên trong, có hàm nghĩa khác nhau. Nhưng vấn đề này, nhưng không cho được Độc Cô Cầu Bại nhiều nghĩ, hắn chỉ có thể vâng theo bản tâm, đáp ra trong lòng nghĩ. Kiếm giả, sát phạt vậy. Cuối cùng, kiếm là binh khí, hơn nữa còn là sát phạt chi binh, từ xuất hiện bắt đầu từ giờ khắc đó, tự đại diện cho giết chóc. Cho tới về sau rất nhiều ý nghĩa, đều là người là ban cho, ở kiếm bản thân, cũng không hề khác gì nhau. Vù, theo Độc Cô Cầu Bại trả lời phía sau, một đạo sáng chói kiếm quang nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn, để hắn cả người như là bị gột rửa giống như vậy, kỳ ảo trong suốt, nguyên thần cũng thay đổi được càng tinh khiết lên. Gì là đạo, trong hư không, cái kia một đạo hồng trung đại lữ một loại thanh âm lại một lần vang lên. Vẫn là nhắm thẳng vào nội tâm tra hỏi, ẩn chứa thông suốt linh hồn sức mạnh. Này vẫn là một cái cực kỳ trống rỗng vấn đề. Cái gọi là đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo không chỗ nào mà không bao lấy, bao quát tất cả, chư thiên vạn giới, vạn vật lý lẽ, phảng phất đều thâu tóm ở một chữ này trong đó. Nhưng bây giờ, vấn đề này buộc Độc Cô Cầu Bại cho một cái đáp án xác thực. Hóa vô hình là có hình, đạo người, trật tự vậy. Độc Cô Cầu Bại suy tư chốc lát, chậm rãi nói ra. Cái này cũng là nội tâm hắn đáp án. Từ hỗn độn khai thiên tích địa, âm dương phân chia, ngũ hành phân chia bắt đầu, chính là trật tự thành lập quá trình. Thiên đạo vận chuyển, thủy chung là thành lập ở giữ gìn trật tự cơ sở bên trên. Lớn đến thế giới vận chuyển, chúng sinh sinh sôi, pháp tắc biến hóa, nhỏ đến bốn mùa vận chuyển, nhân gian vương triều, hình danh luật pháp, đều là trật tự. Như không có trật tự, thế giới chỉ là hỗn độn. Sở dĩ, nhất định phải cho đạo một cái cụ thể hàm nghĩa, cái kia đạo chính là trật tự. Oanh, theo Độc Cô Cầu Bại trả lời, một đạo càng càng mênh mông kiếm ý ngang trời đem gần, mênh mông cuồn cuộn dung nhập vào Độc Cô Cầu Bại trong cơ thể, để Độc Cô Cầu Bại nguyên thần đều là tăng vọt một đoạn dài. Gì là ta, trong hư không, thanh âm tang thương vang lên, hướng về Độc Cô Cầu Bại hỏi ra vấn đề thứ ba. Gì là ta, vấn đề này, thậm chí so với đằng trước hai vấn đề còn khó trả lời. Đằng trước hai vấn đề, chỉ ít còn để lại dấu vết, nhưng vấn đề này nhưng có thể nói có vô số cái đáp án, lại có thể nói không có đáp án. Ta chính là ta, là chúng sinh bên trong một thành viên. Nhưng ta cũng không phải ta, dù sao người như có kiếp trước, cái kia ta không phải ta, như người có kiếp sau, ta cũng như cũ không phải ta. Thậm chí có thể nói, chỉ có thời khắc này ta, mới là ta. Đây là một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu vấn đề. Độc Cô Cầu Bại trầm tư hồi lâu, hơi nhíu mày,
quanh thân kiếm ý bốc lên, nguyên thần óng ánh lóa mắt, vô số ý nghĩ ở va chạm, dĩ nhiên như khai thiên tích địa giống như vậy, để hỗn độn đều đang kịch liệt rung động cùng sôi trào. Bất quá tất cả những thứ này, hắn đều không tự biết. Đến cuối cùng, Độc Cô Cầu bại ngọn lửa sinh mệnh đều giống như sắp dập tắt giống như vậy, toàn bộ người tựa hồ cũng muốn lâm vào đèn cạn dầu thời khắc. Rất khó tưởng tượng, lấy Độc Cô Cầu bại mãnh liệt như vậy tu vi, dĩ nhiên sẽ bởi vì một vấn đề, mà biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Độc Cô Cầu bại thậm chí có một loại dự cảm, hắn nếu như không đáp lại được vấn đề này, hắn sẽ chết. Theo Độc Cô Cầu bại khí thức càng ngày càng suy yếu, trong lòng hắn cũng từ từ có đáp án. Ta là Độc Cô Cầu bại. Độc Cô Cầu bại từng chữ từng câu nói, như là dùng hết khí lực toàn thân. Chí ít vào lúc này, hắn là Độc Cô Cầu bại. Cái này cũng là trong lòng hắn đáp án. Câu nói này nói ra miệng phía sau, Độc Cô Cầu bại nhất thời cảm giác được toàn thân đều biến đến cực kỳ dễ dàng hơn. Ầm ầm ầm, mênh mông mà mãnh liệt kiếm ý, dĩ nhiên như thiên hà giống như vậy, mênh mông cuồn cuộn chảy ngược hạ xuống, dung nhập vào Độc Cô Cầu bại trong cơ thể. Độc Cô Cầu bại khí tức bắt đầu nhanh chóng bạo tăng, máu thịt của hắn nhanh chóng tinh thể hóa, như từng đạo hơi nhỏ kiếm quang, lẫn nhau đan dệt, tỏa ra mênh mông mà bàng bạc kiếm ý. Hắn nguyên thần phóng ra sáng chói phong mang, nguyên bản hình người nguyên thần, ở dung hợp mênh mông kiếm ý bên dưới, dĩ nhiên hóa thành một thanh trong suốt cổ kiếm, tiếng kiếm reo vang vọng hư không, đạo ánh kiếm đan dệt, phảng phất đang không ngừng mở mang thế giới. Ha ha ha, ta đạo không cô vậy. Một đạo tiếng cười lớn vang lên, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động. Cái kia trong tiếng cười ẩn chứa ung dung, hy vọng mà tâm tình kích động, phảng phất là thấy được vô cùng vô tận hy vọng. Răng rác, theo cái kia một đạo tiếng cười vang lên, bốn phía không gian hỗn độn còn như chiếc gương giống như vậy, ầm ầm phá nát ra. Độc Cô Cầu bại như cũ đứng ở đó một phương lớn trên đá, chỉ là cái kia một thanh cổ kiếm, đã bị hắn rút ra. Ầm ầm ầm, bốn phía mênh mông kiếm ý mãnh liệt mà đến, ẩn chứa bàng bạc lực lượng bản nguyên, dung nhập vào Độc Cô Cầu bại trong cơ thể, dĩ nhiên đem Độc Cô Cầu bại tu vi, trực tiếp đẩy tới đế quân cảnh 7 tầng. Hắn khí tức cả người đều ở tăng vọt, kiếm ý càng phát thuần túy, trong con người phong mang vô cùng, phảng phất theo hắn hơi suy nghĩ, liền có thể lấy khống chế bốn phía mênh mông kiếm trận lực lượng. Mà Độc Cô Cầu bại đối diện kiếm diệt, cái kia một đạo ba thước cổ kiếm đã rút ra hai thước, nhưng cuối cùng một thước nhưng vô luận như thế nào đều không thể nhổ ra. Hắn giờ khắc này cũng là giật mình tỉnh lại, nhìn thấy đối diện Độc Cô Cầu bại, trong ánh mắt nhất thời lộ ra khiếp sợ cùng khó tin vẻ mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đường đường thiên kiếm tộc tuyệt đại thiên kiêu, kiếm đế hậu duệ, không có thông qua kiếm đế thử thách. Mà Độc Cô Cầu bại dĩ nhiên thông qua, kiếm diệt trong lòng hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng sát ý nồng nặc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Độc Cô Cầu bại, quanh thân kinh khủng kiếm ý phun trào, ẩn chứa hủy diệt hết thảy sức mạnh, nháy mắt liền đem Độc Cô Cầu bại khóa chặt lên. Chương 3218, kiếm đế truyền thừa. Ngươi nghĩ một trận chiến sao? Độc Cô Cầu bại nhìn kiếm diệt một chút, thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn còn như lôi đình một loại nổ vang, đồng thời quanh thân đều tản ra một luồng mênh mông vô cùng kiếm ý, phảng phất bốn phía bao phủ này một mảnh kiếm trận lực lượng, đều có thể bị hắn tùy ý điều động. Kiếm diệt từ Độc Cô Cầu bại trên người, dĩ nhiên cảm thấy một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Kiếm đế truyền thừa, là của ta. Kiếm diệt nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu bại đạo, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tràn ngập sát ý. Hắn tự phong một cái kỷ nguyên, tự là vì kiếm đế truyền thừa, nếu không thì hắn ở kỷ nguyên trước tự có chứng đạo thành đế cơ hội. Vị trí lấy cam tâm tự phong một cái kỷ nguyên, thậm chí đem tu vi vẫn áp chế ở đế quân cảnh 8 tầng, là bởi vì hắn có lớn hơn dã tâm. Kiếm đế truyền thừa bên trong, ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí mật, cùng siêu thoát người có liên quan bí mật. Kiếm diệt không chỉ nghĩ muốn chứng đạo thành đế, hắn càng phải thu được siêu thoát bí mật. Ngươi không có thông qua thử thách, Độc Cô Cầu bại thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia vẻ mặt kỳ lạ. Giết ngươi, ta coi như là không có thông qua thử thách, kiếm đế truyền thừa cũng là của ta. Kiếm diệt lạnh giọng nói, hắn cất bước hướng về Độc Cô Cầu bại mà đến, quanh thân mênh mông kiếm ý bốc lên, dĩ nhiên còn như mây mù một loại sông lên tận trời, ở vòm trời bên trên ngưng tụ thành một thanh dài vạn trượng kiếm cương. Kiếm cương mênh mông vô cùng, ẩn chứa vô tận sinh diệt lực lượng, đem trước mắt Độc Cô Cầu bại khóa chặt lên. Ngươi có thể thử xem, Độc Cô Cầu bại cười nhạt một tiếng nói, tương tự là tản mát ra mạnh mẽ vô cùng kiếm ý. Hắn bây giờ thông qua kiếm đế thử thách, tuy rằng còn không có được kiếm đế truyền thừa, nhưng một thân kiếm ý vô cùng cô đọng mà thuần túy, sức chiến đấu so với trước càng là tăng vọt một đoạn dài. Trước mắt vị này kiếm diệt, được xưng là cổ chi thiên kiêu, một thân thực lực kinh thiên động địa, càng là kiếm đế hậu duệ. Gặp phải đối thủ như vậy, Độc Cô Cầu bại cũng là thấy hàng là sáng mắt. Chiến,
Kiếm Diệt trong con người phong mang bùng lên, trong lòng bàn tay hào quang rừng rực bốc lên, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, ngang trời hướng về Độc Cô Cầu Bại chém rơi xuống. Cái kia một đạo kiếm khí, chính là Kiếm Diệt kiếm ý biến thành, chí cường chí cương, phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, trong nháy mắt đã đến Độc Cô Cầu Bại trước mặt. Độc Cô Cầu Bại sắc mặt hờ hững, hai căn óng ánh ngón tay duỗi ra, trong nháy mắt tự kẹp lấy cái kia một đạo kiếm khí. Từng đạo hơi nhỏ kiếm quang từ Độc Cô Cầu Bại trên ngón tay bắn ra, đem cái kia một đạo kiếm khí bao phủ, sau đó nháy mắt liền đem sụp đổ rồi ra. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm, Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói, quanh thân nóng rực kiếm ý bốc lên, trong phút chốc ở đỉnh đầu của hắn bên trên phân hóa thành hai đạo hắc bạch kiếm ánh sáng, lẫn nhau đan xen vào nhau, như thái cực đồ. Độc Cô Cầu Bại trên người, hủy diệt cùng sinh mệnh đan dệt, hai đạo tuyệt thế kiếm quang, trong phút chốc tan hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa trường kiếm, hướng về Kiếm Diệt chém rơi xuống. Sinh mệnh kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, đây là Độc Cô Cầu Bại ở không có tiến nhập thần giới trước, cũng đã lĩnh ngộ hai loại chí cường kiếm ý, hiện tại càng là đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Hai đại kiếm ý dung hợp, tạo thành Độc Cô Cầu Bại bây giờ sinh diệt kiếm đạo. Đến hay lắm, Kiếm Diệt tuy rằng cảm thấy một kiếm này mạnh mẽ, nhưng trong con ngươi không có chút nào ý sợ hãi, nháy mắt xông lên tận trời, quanh thân vô tận kiếm ý ngưng tụ, sôi trào mãnh liệt, như một mảnh kiếm chi hải dương. Ầm ầm, vô tận kiếm khí bốc lên, lít nha lít nhít, như trên 9 tầng trời tinh thần giống như vậy, theo Kiếm Diệt một kiếm chém rơi xuống, ngàn tỷ đạo kiếm khí đồng thời hướng về Độc Cô Cầu Bại mà tới. Đây là Vạn Kiếm Quy Tông thức, kiếm đế truyền xuống vô thượng đế thuật, ở Độc Cô Cầu Bại trong tay bạo phát ra chói mắt hào quang chói mắt. Hai đại tuyệt thế kiếm tu trong đó đại chiến, ở nơi này mảnh không gian hỗn độn bên trong triển khai. Độc Cô Cầu Bại tu luyện là sinh diệt kiếm ý, sinh mệnh kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý cực hạn, sinh tử xoay chuyển, thiên địa tịch diệt, kỷ nguyên tân sinh, mỗi một kiếm bên dưới đều có thể chém diệt hư không, phá diệt hỗn độn, cường hãn tới cực điểm. Mà Kiếm Diệt tu luyện thì lại là thuần túy sát lục kiếm ý, là giết mà sinh, một khi bùng nổ ra toàn bộ sức chiến đấu, giống như là sát thần hóa thân giống như vậy, chém giết tất cả. Bọn họ ở hỗn độn bên trong chiến đấu, khác nào khai thiên tích địa giống như vậy, phảng phất có thể yên diệt tất cả. Này một chiến đấu tiếp, chính là hơn 1.000 cái hiệp đi qua. Độc Cô Cầu Bại trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, trước mắt Kiếm Diệt mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của hắn, dĩ nhiên so với Thiên Kiếm Đế Thành trấn thủ sứ, Kiếm Hùng còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Kiếm Diệt thi triển kiếm ý, phảng phất vô cùng vô tận giống như vậy, có thể phá diệt tất cả. Đến cuối cùng, cái kia cỗ sát lục kiếm ý bên trong, rốt cuộc lại sinh ra một loại sinh mạng khí tức, âm cực sinh dương, diễn biến tất cả. Kiếm Diệt dĩ nhiên đồng dạng thi triển ra sinh diệt kiếm ý. Hắn không phải Kiếm Diệt, Độc Cô Cầu Bại cả người chấn động, trong con ngươi lộ ra cực kỳ sáng chói phong mang. Ầm ầm ầm, bốn chu hỗn độn ánh sáng bốc lên, thiên địa cuồn cuộn mà mờ mịt, trước mắt Kiếm Diệt dĩ nhiên đã biến thành Độc Cô Cầu Bại dáng vẻ. Bất kể là khí tức, vẫn là thi triển sinh diệt kiếm ý, đều là giống như đúc. Này vẫn là kiếm đế thử thách, Độc Cô Cầu Bại trong lòng nổi lên một tia hiểu ra. Hắn là ở cùng Kiếm Diệt cách không mà chiến, cũng là đang cùng mình một trận chiến. Cho tới vừa rồi rút ra chuôi này cổ kiếm cảnh tượng, cũng đều là ảo cảnh. Độc Cô Cầu Bại trong lòng thán phục, này kiếm đế thử thách quả nhiên quỷ dị, lấy hắn tâm cảnh dĩ nhiên đều bị nhốt rồi. Cùng mình một trận chiến sao? Này chỉ sợ là gian nan nhất một trận chiến. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói ra, nhưng trong con ngươi nhưng hiện ra mạnh mẽ vô cùng chiến ý. Chính mình, mới là khó khăn nhất chiến thắng kẻ địch. Bởi vì mình đối với chính mình rõ như lòng bàn tay, đối mặt một cái khác chính mình, dựa vào cái gì mới có thể thủ thắng. Nhưng Độc Cô Cầu Bại trong lòng minh bạch, chỉ có chiến thắng chính mình, mới xem như là chân chính thông qua kiếm đế thử thách. Đồng dạng Độc Cô Cầu Bại, tương tự sinh diệt kiếm ý, tương tự bất diệt bản nguyên kiếm thể. Độc Cô Cầu Bại mặt quay về phía mình thời điểm, mới hiểu được sự cường đại của mình. Hắn thủ đoạn ra hết, quanh thân kiếm ý cuồn cuộn như biển, mỗi nhất kích đều có thể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa sức chiến đấu, nhưng cũng chỉ có thể cùng mình miễn cưỡng đánh hòa nhau. Đối diện Độc Cô Cầu Bại, chẳng những có thể dự liệu được xuất thủ của hắn, sớm làm ra phòng ngự, hơn nữa có thể phát hiện đến Độc Cô Cầu Bại kiếm đạo bên trong kẽ hở. Chỉ có chính mình, nhất hiểu rõ chính mình. Trận chiến này vô cùng gian nan, đến cuối cùng Độc Cô Cầu Bại cũng đã bị thương. Hắn sẽ uể oải, sẽ bị thương, nhưng đối diện Độc Cô Cầu Bại, nhưng phảng phất là nào đó loại con rối giống như vậy, sức mạnh vô cùng vô tận. Trạng thái như thế này mới là nhất để người tuyệt vọng. Trong mơ hồ, Độc Cô Cầu Bại phảng phất lại nghĩ tới kiếm đế cái kia ba cái vấn đề. Gì là kiếm, kiếm giả, sát phạt vậy? Gì là đạo, đạo người, trật tự vậy? Gì là ta là Độc Cô Cầu Bại?
hắn phảng phất tìm đánh chiến thắng mấu chốt của mình. Độc Cô Cầu Bại thời khắc này sắc mặt mặc dù có chút thương trắng, nhưng một thân kiếm ý càng phát ác liệt, ánh mắt óng ánh lóa mắt. Hắn lăng không đạp hư, phảng phất quét ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, phía sau cuồn cuộn kiếm chi lĩnh vực, như một phiến thế giới, muốn chấn áp tất cả. Ta kiếm, chủ sát phạt, khi chấn áp thế gian tất cả địch. Độc Cô Cầu Bại thanh âm như huy hoàng lôi đình, kèm theo một đạo kinh thiên động địa kiếm khí, mênh mông cuồn cuộn hướng về trước mắt chính mình chém rơi xuống. Chiêu kiếm này, chính là cực hạn sáng chói một kiếm, cũng là tới nay chưa từng xuất hiện một kiếm. Đối mặt với chiêu kiếm này, trước mắt chính mình rõ ràng có chút bối rối, trên người khí tức cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Oanh, vô cùng kiếm ý nổ ra, trước mắt Độc Cô Cầu Bại bị hắn một kiếm đánh bay ra ngoài. Ta kiếm, định trật tự, khi ly thanh âm dương, biến ảo nhật nguyệt. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt càng phát kiên định, lại là một kiếm ngang trời rơi xuống, mênh mông cuồn cuộn, như huy hoàng đại nhật, nhưng cũng không có mảy may khí sát phạt, phảng phất là quy định thiên đế trật tự. Trước mắt Độc Cô Cầu Bại, lại là bị đánh bay ra ngoài, cả người kịch liệt rung động, quanh thân khí tức bắt đầu từ từ tán loạn. Ta chi kiếm đạo, không thuộc về bất luận người nào, chỉ thuộc về ta Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại tâm cảnh phảng phất đều được thăng hoa, quanh thân kinh khủng kiếm ý ngưng tụ như một, tinh khí thần đều là bốc lên tới cực điểm, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên hoàn toàn kiếm quang, dường như muốn chém vỡ 3000 thế giới. Ầm ầm ầm, vô tận kiếm khí ầm ầm nổ ra, như nóng rực lôi đình giống như vậy, tàn phá mà đến, nháy mắt liền đem trước mắt Độc Cô Cầu Bại bao phủ lại. Trước mắt chính mình, trong con ngươi lộ ra một tia giải thoát vẻ, sau đó toàn bộ người đều biến mất ở hỗn độn bên trong. Trước mắt không gian hỗn độn lại một lần phá diệt ra, Độc Cô Cầu Bại lại lần nữa xuất hiện ở cái kia trên một tảng đá lớn, trong tay nắm vẫn là chuôi này cổ kiếm. Khác biệt là, cổ kiếm hắn như cũ không có nhổ ra, nhưng giờ khắc này nhưng toát ra hào quang óng ánh. Vừa rồi trải qua tất cả, giống như là ảo giác. Mà đối diện kiếm diệt, vẫn chưa có tỉnh lại, thần sắc trên mặt biến ảo, có vẻ hơi dữ tợn, hết sức hiển nhiên còn không có từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Chúc mừng ngươi, thông qua kiếm đế thử thách, mờ mịt mà thanh âm già nua vang lên, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, xuất hiện ở Độc Cô Cầu Bại trước mặt. Chính là tinh thần chi kiếm khí linh ông lão, chỉ thấy ống tay áo của hắn vung lên, nhất thời kiếm diệt cũng là từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại. Rất đáng tiếc, ngươi mặc dù là kiếm đế hậu duệ, nhưng kiếm đế truyền thừa chỉ có thể thuộc về hắn, không phải ngươi. Khí linh ông lão nhìn kiếm diệt, cực kỳ ôn hòa nói ra. Kiếm diệt sắc mặt, nhất thời trở nên âm trầm. Hắn hay là đã thất bại. Vừa rồi ở kiếm đế thử thách bên trong, hắn cũng là bị đã hỏi tới 3 cái vấn đề, cũng đồng dạng cùng Độc Cô Cầu Bại giao thủ một trận chiến. Độc Cô Cầu Bại khó chơi vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cuối cùng nhưng lại biến thành chính hắn. Cùng Độc Cô Cầu Bại một trận chiến, tuy rằng để hắn kinh ngạc, nhưng hắn vẫn như cũ có lòng tin đánh bại Độc Cô Cầu Bại. Mà đối mặt một cái khác kiếm diệt, hắn nhưng không có lòng tin, từ từ lạc lối ở trong ảo cảnh. Kiếm đế truyền thừa, là của ta. Kiếm diệt nhìn chằm chằm khí linh lão giả nói. Lời này ngươi nói không tính, ta nói cũng không tính, hắn là kiếm đế chọn người. Khí linh ông lão khẽ mỉm cười nói. Ta không tin, kiếm đế từ lâu ngã xuống, cái gì kiếm đế thử thách, không đều là ngươi đang cố làm ra vẻ bí ẩn sao? Giao ra kiếm đế truyền thừa, bằng không không nên trách ta đối với ngươi không khách khí. Kiếm diệt nhìn chằm chằm trước mắt khí linh ông lão, âm thanh bá đạo mà lạnh ngạo, tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chờ đợi một cái kỷ nguyên kiếm đế truyền thừa, lại bị Độc Cô Cầu Bại hái quả đào, hắn làm sao có thể cam tâm? Liên đới, tự liền khí linh ông lão đều bị hắn ghi hận. Lòng của ngươi đã rối loạn, bây giờ nhìn lại, ngươi xác thực không thích hợp thành là kiếm đế người truyền thừa. Đi thôi, nhìn ở ngươi là kiếm đế hậu duệ phần trên, ta không ra tay với ngươi. Khí linh ông lão cực kỳ bình tĩnh nói. Động thủ với ta, ngươi một cái khí linh, liền tinh thần chi kiếm đều bị hủy, ngươi có tư cách gì động thủ với ta? Kiếm diệt cười lạnh một tiếng nói, quanh thân sát ý sôi trào, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, dĩ nhiên trực tiếp đối với khí linh ông lão động thủ. Ầm ầm ầm. Vô tận kiếm ý bốc lên, quanh người hắn sát khí tràn ngập, để tứ phương hư không đều ở ầm ầm rung động, một đạo tuyệt thế kiếm quang phá khai hư không, hướng về khí linh ông lão chém rơi xuống. Cút, khí linh ông lão cười nhạt một tiếng, trong con người bỗng nhiên có tinh mang lấp lóe, trong miệng trực tiếp bạo quát một tiếng nói. Bốn phía mênh mông khí tức mãnh liệt, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động không ngừng, một luồng mênh mông đế uy phủ xuống, đem kiếm diệt cuốn lên, trực tiếp ném ra này một mảnh kiếm trận không gian. Ngươi không giết hắn, Độc Cô Cầu Bại nhíu mày một cái nói. Hắn tâm cảnh thất thủ, đạo tâm đã phá, kiếp này đã vô vọng chứng đạo. Hắn là kiếm đế hậu duệ, ta không thể giết hắn. Khí linh ông lão lên tiếng giải thích, đạo tâm đã phá,
Chỉ sợ không hẳn, Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói, trong con ngươi lộ ra một tia phong mang. Hắn là giả bộ, khí linh ông lão hơi sững sờ. Chỉ sợ là, người này tâm cơ thâm trầm, cái nào có như vậy dễ dàng đạo tâm phá nát, chỉ là sợ ngươi giết hắn, cho nên mới giả ngây giả dại thôi. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói ra, người này, quả thật là tâm cơ thâm trầm, nhưng mặc dù hắn không giả ngây giả dại, ta cũng sẽ không giết hắn. Khí linh ông lão cười khổ một tiếng nói, hắn có thể sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, huống hồ, coi như là ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói, kiếm diệt đối với hắn tràn đầy địch ý, hơn nữa coi như là rời khỏi nơi này, chỉ sợ cũng sẽ không giảng hòa, chờ hắn lúc rời đi, bên ngoài e sợ đã là thiên la địa võng. Sở dĩ, hắn cùng kiếm diệt trong đó nhất định có một trận chiến. Vậy ta tự không xen vào, ngươi thông qua kiếm đế thử thách, hiện tại đi theo ta đi. Khí linh ông lão cười khổ lắc đầu nói, hắn hướng về phía trước mà đi, Độc Cô Cầu Bại cùng ở hắn phía sau, hai bên mãnh liệt kiếm ý hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái thần bí cổ lộ. Độc Cô Cầu Bại có thể nhìn thấy, cổ lộ tận đầu, dĩ nhiên là một mảnh kiếm trì. To lớn trong hồ, từng đạo cổ kiếm xuyên ở kiếm trì bên trong, tản ra nóng rực phong mang, kiếm khí ngút trời, khiến người ta run sợ không ngớt. Kiếm trì bên trong kiếm, lít nha lít nhít, không biết có hơn mấy ngàn vạn đạo, có chút tổn hại, có chút mặt trên còn có vết máu màu đen, có chút thậm chí đã hoàn toàn gãy. Cái kia cổ uy nghiêm đáng sợ sát khí, giống như là kinh nghiệm đã từng trải vô số đại chiến giống như vậy, khủng bố vô cùng. Nay chút, đều là kiếm đế đã từng sử dụng qua kiếm. Khí linh ông lão nhẹ thở dài một cái nói, trong thanh âm tựa hồ là có hoài niệm cùng không muốn. Độc Cô Cầu Bại phóng tầm mắt nhìn tới, kiếm chỉ bên trong kiếm khí tranh tiếng kêu, vô tận kiếm ý sôi trào mãnh liệt, đều hướng về kiếm chỉ trung ương tuôn tới. Kiếm chỉ trung ương, kiếm ý đan dệt bên trong, thậm chí có 108 chuôi cổ kiếm, như kiếm bên trong chi hoàng giống như vậy, ở tiếp thu 10 vạn kiếm thờ phụng, bị ngàn tỷ kiếm khí tẩm bổ. Chương 3219, hắc ám sinh linh, không phải chủng tộc ta. Ba hợp một đại chương, 108 chuôi cổ kiếm, toàn thân óng ánh lóa mắt, xem ra không phải vàng không phải ngọc, cổ điển bất phàm, bao phủ minh mông kiếm khí, tản mát ra kinh thiên kiếm ý phong mang. Kiếm chỉ bên trong, rậm rạp chằng chịt cổ kiếm, hầu như tất cả đều là hư hại, mà chỉ có này 108 chuôi cổ kiếm, hết sức hoàn chỉnh, đồng thời không ngừng cắn nuốt chung quanh kiếm ý, đang ở uẩn nhướng tự thân. Lấy Độc Cô Cầu Bại ánh mắt xem ra, này ngay ngắn một cái tòa kiếm chỉ, tự là vì uẩn nhướng này 108 chuôi cổ kiếm mà tồn tại. Cái kia 108 chuôi cổ kiếm, chẳng lẽ chính là kiếm đế lưu lại truyền thừa sao? Độc Cô Cầu Bại trong con ngươi phong mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Hắn có thể đủ cảm giác được, này 108 chuôi cổ kiếm, tất cả đều là vô thượng kiếm khí, tản ra minh mông cực đạo đế uy, tuy rằng không phải cực đạo đế binh, nhưng lại có thành là cực đạo đế binh tiềm lực. Này 108 chuôi cổ kiếm, bị chung quanh kiếm khí uẩn nhướng, xem ra hoàn chỉnh không thiếu sót, không biết ở chỗ này uẩn nhướng bao nhiêu năm, nói vậy chính là kiếm đế lưu lại vô thượng chí bảo. Người biết này 108 chuôi cổ kiếm lai lịch sao? Khí linh ông lão không có trực tiếp trả lời Độc Cô Cầu Bại, mà là khẽ thở dài một tiếng hỏi, trong thanh âm có vô tận tang thương tâm ý. Xin lắng tai nghe, Độc Cô Cầu Bại gật đầu một cái nói. Kiếm đế ngã xuống thời khắc, lấy tự thân tinh huyết mà dẫn, lấy quanh thân xương cốt là kiếm, dựa vào cực đạo kim loại cùng vô số thiên tài địa bảo, ngưng tụ thành này 108 chuôi cổ kiếm, này 108 chuôi cổ kiếm, kỳ thực chính là kiếm đế a. Khí linh ông lão trong ánh mắt tràn đầy bi thương vẻ. Kiếm đế, Độc Cô Cầu Bại cũng là không do được chấn động trong lòng, kiếm đế cũng thật là thật lớn khí phách, dĩ nhiên cam nguyện lấy tự thân làm trụ cột, luyện chế được này 108 chuôi cổ kiếm. Bất quá, kiếm đế là như thế nào ngã xuống? Nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại nghi ngờ ánh mắt, khí linh ông lão lắc đầu nói, không thể nói, không thể nói. Cái kia dẫn đến kiếm đế ngã xuống người, sao không phải ngươi hiện tại có thể chống lại? Kiếm đế lưu lại này 108 chuôi cổ kiếm, cũng chỉ là muốn cho người truyền thừa nhiều mấy phần thắng thôi, mà này chút cũng không tính được là kiếm đế truyền thừa, chỉ là lễ vật nhỏ thôi. Độc Cô Cầu Bại khẽ nhíu mày, khí linh ông lão rõ ràng là biết nội tình gì, nhưng cũng không muốn nói ra. Hoặc là, hắn căn bản không nói ra được, tất cả những thứ này đều để Độc Cô Cầu Bại cảm thấy áp lực thực lớn, có thể dẫn đến kiếm đế ngã xuống hắc thủ sau màn, đến cùng nên mạnh bao nhiêu. Trong truyền thuyết vượt qua đại đế siêu thoát người. Như này 108 chuôi cổ kiếm chỉ có thể coi là lễ vật nhỏ, cũng là rất lớn thủ bút. Bù, khí linh ông lão vung tay lên, nhất thời sương mù hỗn độn rung động, từng đạo hào quang óng ánh ngang trời mà đến. Tất cả đều là từng đạo trong suốt tiểu kiếm,
mọc ra người mặt, vô cùng có linh tính, chính là cái kia chút kiếm linh. Tổng cộng là 108 đạo kiếm linh. Ra, chúng ta phải rời đi nơi này sao? Ra, hắn chính là đại đế người truyền thừa sao? Cái kia chút kiếm linh mồm năm miệng 10 nói, thanh âm chát chúa dễ nghe, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tò mò. Bọn nhỏ, hắn gọi độc cô cầu bại, là đại đế người truyền thừa, cũng là các ngươi sau này chủ nhân. Các ngươi sau đó cầu tiến tốt bảo vệ hắn, bảo vệ này chút kiếm, hiểu chưa? Khí linh ông lão trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến không rời vẻ mặt, cực kỳ hiền hòa nói ra. Ra, thế nhưng chúng ta xá không được ngài. Không sai, ra, chúng ta nghĩ muốn cùng với ngài. Cái kia chút kiếm linh cũng đều là lộ ra khó bỏ khó phân vẻ mặt, từng cái ở khí linh lão giả xung quanh bơi lội, tràn đầy quyến luyến. Nghe lời, bọn nhỏ, ra già rồi, ra cũng có chuyện phải làm của mình. Các ngươi đi theo hắn, này mới là tốt nhất quy tụ. Khí linh ông lão ôn nhu cười nói, cái kia chút kiếm linh đều là cái hiểu cái không gật gật đầu, cực kỳ quyến luyến nhìn khí linh ông lão nhất nhãn, nhưng mà sau đó xoay người hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về cái kia 108 chuôi cổ kiếm phi đi. Cái kia 108 chuôi cổ kiếm, đều là chưa thành hình kiếm phôi, giống như là kiếm linh Donnie đóng giày giống như vậy, chúng nó 10 phần dễ dàng tự cùng cổ kiếm tan hợp lại cùng nhau. Oanh, 108 chuôi cổ kiếm, đồng thời phóng ra hào quang óng ánh, như là được trao cho sinh mệnh giống như vậy, tản mát ra vô cùng là mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Tiếng kiếm reo chấn động hư không, như rồng ngâm giống như vậy, lẫn nhau đan xen vào nhau, tản mát ra một luồng cực kỳ kinh khủng kiếm ý. Kiếm đến, khí linh ông lão hờ hững nói ra, ầm ầm, kiếm chỉ bên trong, tất cả cổ kiếm đều là đồng thời bắt đầu run rẩy, kiếm khí sôi trào mãnh liệt, tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động. Cái kia 108 chuôi cổ kiếm, nháy mắt từ kiếm chỉ bên trong sông lên tận trời, lướt ngang hư không mà đến, như từng đạo giải lụa cầu vồng, trong nháy mắt tự xuất hiện ở độc cô cầu bại trước mặt. Này 108 chuôi cổ kiếm, hiện tại thuộc về ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt thiện đợi chúng nó cũng sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi. Khí linh ông lão chăm chú nhìn độc cô cầu bại, chậm rãi nói ra. Độc cô cầu bại gật gật đầu, trong lòng cảm giác được nặng trình trịch, đây là một loại khó tả tín nhiệm. Trước mắt này 108 chuôi cổ kiếm, không chỉ là vô thượng kiếm phôi, có thể thành là cực đạo đế binh vô thượng chí bảo, càng là kiếm đế hóa thân. Giống như là kiếm đế ở đây 108 chuôi cổ kiếm bên trên, trọng sinh. Yên tâm, độc cô cầu bại trong lòng bàn tay có huyết quang tràn ngập, trong phút chốc có 108 giọt màu vàng nhạt huyết châu bay ra, dung nhập vào cái kia 108 chuôi cổ kiếm bên trên. Cổ kiếm chiến minh không ngừng, để tứ phương hư không đều ở rung động, kích phát ra rừng rực chói mắt hào quang. Nhất thời, độc cô cầu bại cũng cảm giác được này 108 chuôi cổ kiếm, giống như là cánh tay của hắn giống như vậy, như cánh tay chỉ huy, ung dung thoải mái, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Sau đó, tên của các ngươi tự kêu là đế gần. Độc cô cầu bại chậm rãi nói ra, đế gần kiếm, như đế thân gần, 108 chuôi cổ kiếm chiến minh không ngừng, phảng phất là ở đáp lại độc cô cầu bại. Chúng nó cùng độc cô cầu bại tinh huyết dung hợp phía sau. Trong phút chốc tự hóa thành tuyệt thế kiếm khí, bị độc cô cầu bại luyện hóa. Độc cô cầu bại mi tâm phóng ra hào quang óng ánh, 108 chuôi cổ kiếm nhanh chóng bay vào đến rồi mi tâm của hắn trong óc, bị độc cô cầu bại bất diệt nguyên thần bao hàm nuôi. Khí linh ông lão trong ánh mắt, tràn đầy nồng nặc không muốn, tương tự còn có sâu sắc chờ đợi. Được rồi, hiện tại, ngươi nên phải tiếp nhận kiếm đế truyền thừa. Khí linh ông lão hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng nói. Kiếm đế truyền thừa là cái gì? Độc cô cầu bại có chút hiếu kỳ hỏi, dưới cái nhìn của hắn, này 108 chuôi cổ kiếm đã có thể được xem là kiếm đế truyền thừa, dù sao 108 chuôi cổ kiếm chính là kiếm đế huyết nhục biến thành, chính là vô thượng kiếm khí chí bảo, chờ độc cô cầu bại chứng đạo thành đế phía sau, chúng nó tự là chân chính cực đạo đế binh. Hơn nữa, độc cô cầu bại đem luyện hóa phía sau, càng là đã nhận ra này 108 chuôi cổ kiếm khủng bố, càng là ẩn chứa một loại cực đạo đế trận, một khi triển khai ra, là có thể hóa thành vô thượng kiếm trận. Chu diệt tất cả, hết sức lợi hại. Nếu như này cũng không tính là kiếm đế truyền thừa, cái kia kiếm đế truyền thừa rốt cuộc là cái gì? Kiếm đế truyền thừa, ở nơi này kiếm chỉ bên trong. Ngươi vào đi thôi, đến thời điểm ngươi tự sẽ minh bạch hết thảy. Khí linh ông lão thật sâu nhìn độc cô cầu bại một cái nói. Tốt, độc cô cầu bại gật đầu một cái nói, sau đó căn cứ khí linh lão giả chỉ dẫn, cất bước vào kiếm chỉ bên trong. Ầm ầm, phảng phất là cảm thấy độc cô cầu bại sóng sinh mệnh. Kiếm chỉ bên trong từng đạo cổ kiếm dồn dập lui tránh ra. Kiếm khí bốc lên, sương mù hỗn độn mờ mịt,
Độc Cô Cầu Bại cảm thấy một luồng cực kỳ cường đại thời không gợn sóng, sau đó cảnh tượng trước mắt biến ảo, hắn nháy mắt tự xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Bái kiến Kiếm Đế đại nhân, Kiếm Đế đại nhân phù hộ, bình định hắc ám, loại bỏ quỷ dị, hộ tống ta kiếm giới. Kiếm Đế đại nhân, ngài nhất định muốn thắng a. Từng đạo cầu nguyện âm thanh vang lên, cổ xưa thần bí, phảng phất là thượng cổ tiên dân ngâm sướng, vô cùng thành kính. Độc Cô Cầu Bại giờ khắc này lăng không đạp hư, hắn nhìn đến phía dưới ngàn tỷ sơn hà, vô cùng đại lục bên trong, có vô số sinh linh đều ở hướng về hắn quỳ lạy, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Vòm trời bên trên, mây đen lăn lộn, lôi đình rừng rực, có quỷ dị sương mù màu đen sương tràn ngập, trong đó phảng phất ẩn giấu đi nào đó loại sức mạnh to lớn, để Độc Cô Cầu Bại đều cảm giác được khiếp đảm không ngớt. Ta bây giờ là Kiếm Đế. Độc Cô Cầu Bại chấn động trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Dung mạo của hắn khí tức đều đã hoàn toàn cải biến. Tuy rằng Độc Cô Cầu Bại có thể cảm giác được, hắn lăng không đạp hư, sừng sững hư không, nhưng dung mạo nhưng biến đến cực kỳ anh tuấn, phong thần như ngọc, vóc người thon dài cực kỳ, quanh thân đều tản ra một loại mênh mông như biển khí tức. Kiếm ý phong mang tràn ngập ra, để toàn bộ thế giới bên trong tất cả kiếm khí đều phát sinh thanh thúy tiếng kiếm reo, như là ở hướng bái vua của bọn nó người. Độc Cô Cầu Bại có thể cảm giác được, hắn hôm nay so với trước đâu chỉ cường đại rồi nghìn lần vạn lần. Trong cơ thể hắn có một luồng mạnh mẽ vô cùng cực đạo đế uy, đó là thuộc về kiếm đạo sức mạnh, Độc Cô Cầu Bại có thể cảm giác được, hắn bây giờ chính là kiếm đạo chính là hắn, tiện tay trong đó đều có thể bùng nổ ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Độc Cô Cầu Bại trong tay, càng là nắm một thanh thần bí cổ kiếm, mặt trên có ngàn tỷ tinh không lấp lóe, vô tận tinh quang lưu động, óng ánh lóa mắt, hoa lệ vô cùng. Chính là tinh thần chi kiếm, này căn bản không phải hắn cơ thể chính mình, đây là trong truyền thuyết kiếm đế. Đây là kiếm đế lưu lại dấu ấn sao? Nhưng vì sao ta lại sẽ biến thành kiếm đế? Kiếm đế rốt cuộc muốn nói cho ta cái gì? Độc Cô Cầu Bại trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn hiện tại mới phát hiện, nguyên lai hắn là lấy một loại cực kỳ đặc thù trạng thái tiến vào kiếm đế trong cơ thể, nhưng hắn cũng chỉ là có tự mình ý thức thôi, mà không cách nào điều khiển kiếm đế thân thể. Hắn tuy rằng cùng kiếm đế hòa làm một thể, nhưng cũng chỉ có thể lấy một người đứng xem góc độ, đến quan sát đến hết thảy trước mắt. Trạng thái như thế này hết sức kỳ diệu, ầm ầm ầm, vòm trời bên trên, màu đen lôi đình hội tụ, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động, từng đạo lôi đình như sơn mạch một loại tráng kiệt, ẩn chứa thuần túy sức mạnh hủy diệt, giống như là muốn diệt thế. Đặc biệt là màu đen kia sương mù bên trong, có một luồng cực kỳ sát cơ nồng nặc, đem kiếm đế khóa chặt lên. Đây chẳng lẽ là kiếm đế trước khi vẫn là cảnh tượng sao? Độc Cô Cầu Bại chấn động trong lòng, hắn có thể đủ cảm giác được màu đen kia sương mù khủng bố. Coi như là dấu ở kiếm đế trong cơ thể, linh hồn của hắn vẫn cứ ở rừng không ngừng run rẩy. Sương mù màu đen sương bên trong sinh linh quá kinh khủng, để kiếm đế đều là như gặp đại địch. Ầm ầm, sau một khắc, vòm trời bên trên vô tận lôi đình phủ xuống. Đồng thời, màu đen kia sương mù bên trong, có từng đạo màu đen hủy diệt trùm sáng đan dệt mà đến, hướng về kiếm đế quanh thân xuyên thủng mà đi. Giết, một tiếng như lôi đình hét lớn tiếng vang lên, kiếm đế ánh mắt như sắt, phong mang vô cùng. Quanh thân tản ra ngập trời chiến ý, trong tay tinh thần chi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Bù, hắn một kiếm càn quét ra, nhất thời vô tận kiếm khí bốc lên, như một mảnh màn ánh sáng lớn, trong phút chốc rơi xuống, đem toàn bộ thế giới đều bao phủ lại. Từng đạo hủy diệt lôi đình rơi xuống, khí tức vô cùng khủng bố, thế nhưng ở tiếp xúc được cái kia mảnh kiếm màn ánh sáng thời điểm, tự dồn dập yên diệt ra. Phía dưới đông đảo sinh linh, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ hoảng sợ vẻ mặt. Nhưng nhìn thấy cái kia trúc diệt thế lôi đình đều bị tiêu diệt, lại biến đến vô cùng kích động lên. Bọn họ đều đang cầu khẩn, toàn bộ thế giới sinh linh phảng phất đều cống hiến ra một tia tín ngưỡng chi lực, lẫn nhau hội tụ ở cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn tràn vào đến rồi kiếm đế trong cơ thể, để kiếm đế khí tức càng phát sâu không lường được lên. Cong, 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 tinh thần chi kiếm lăng không mà chém, như một đạo kiếm khí sông dài, cùng sương mù màu đen sương bên trong bắn ra hủy diệt trùm sáng va chạm, đến cuối cùng đồng thời quy về yên diệt. Tinh thần chi kiếm chiến minh không ngừng, sức mạnh bị kích phát tới cực điểm, từng đạo xích thần trật tự nổi lên, hóa thành một mảnh mênh mông mà mãnh liệt kiếm vực, hướng về vòm trời bên trên sương mù màu đen sương bao phủ mà đi. Cực đạo đế uy mãnh liệt, kiếm khí ác liệt vô cùng, có thể chém diệt tất cả. Độc Cô Cầu Bại trong lòng kinh thán không thôi, cực kỳ trực quan cảm thấy kiếm đế mạnh mẽ, hắn nếu như ở kiếm đế trước mặt, e sợ một kiếm đều không tiếp được, sẽ chết ở kiếm đế trong tay. Vị này kiếm đế, e là cho dù là ở đại đế bên trong, cũng là chí cường giả một loại vô địch tồn tại. Ầm ầm ầm, sương mù màu đen sương càng phát sôi trào mãnh liệt,
từ trong đó phát ra công kích cũng càng phát ác liệt, cái kia loại hắc ám sức mạnh, vô cùng khủng bố, có thể ăn mòn tất cả, tự liền kiếm đế đều là vô cùng nghiêm nghị, như gặp đại địch. Sương mù màu đen sương bên trong tồn tại tuy rằng không có lộ mặt, nhưng cùng kiếm đế trong đó chiến đấu nhưng vô cùng kịch liệt. Kiếm đế, đã thân hợp kiếm đạo sao? Độc cô cầu bại chấn động trong lòng không ngớt, hắn tận mắt thấy kiếm đế chiến đấu, kiếm đế giống như là hóa thân thành thiên đạo giống như vậy, cùng kiếm đạo hòa vào nhau, tiện tay một đòn đều là chí cường chí cương vô thượng kiếm thuật, hư không cùng năm tháng ở hắn thủ hạ đều là tùy ý bắt bí đối tượng. Kiếm đế cho thấy cực kỳ cường hãn tuyệt luân sức chiến đấu, để độc cô cầu bại mở mang tầm mắt, trong lòng đối với đại đế cảnh giới càng phát hướng tới lên. Kiếm đế cùng sương mù màu đen sương đại chiến, vẫn rằng co hồi lâu, cứ việc kiếm đế sức chiến đấu vô cùng khủng bố, thậm chí chém sương mù màu đen sương bên trong tồn tại ho ra máu, không ngừng có to lớn vảy cùng máu đen thịt bay ra ngoài, nhưng kiếm đế đối mặt áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Độc cô cầu bại có thể nhìn thấy, ở đằng kia cỗ hắc ám lực lượng tập kích bên dưới, kiếm đế sức mạnh phảng phất bị suy yếu giống như vậy, tự liền tinh thần chi kiếm cũng là biến đến ảm phai nhạt. Hắc ám sức mạnh, có thể ăn mòn tất cả, tự liền cực đạo đế binh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Oanh, nhưng bỗng nhiên trong đó, sương mù màu đen sương bên trong, một đạo bàn tay lớn màu đen ngang trời mà đến, đan xen cực kỳ huyền ảo nhân quả lực lượng, xuyên thủng tầng tầng hư không, trong nháy mắt tự xuất hiện ở kiếm đế trước mặt. Tinh thần chi kiếm trong phút chốc toát ra rừng rực chói mắt hào quang, như là cảm thấy uy hiếp cực lớn giống như vậy, bắt đầu tự động hộ chủ, ngưng kết ra ngàn tỷ đạo kiếm ánh sáng, chắn kiếm đế trước mặt. Nhưng này một đạo bàn tay lớn màu đen, mờ mịt mà thần bí, phảng phất có thể chém gãy tất cả nhân quả liên hệ, siêu nhiên thần bí, từng đạo kiếm quang còn như giấy mỏng giống như vậy, dồn dập phá nát ra. Răng rác, bàn tay lớn màu đen ở tinh thần chi kiếm trên, tinh thần chi kiếm kịch liệt rung động, nóng rực phù văn ầm ầm bộc phát ra, như là đạt tới lực lượng cực hạn. Một đạo cực kỳ âm thanh lanh lảnh vang lên, tinh thần chi kiếm dĩ nhiên là trực tiếp gãy thành hai đoạn. Phốc, hắc ám sức mạnh, vô thanh vô tức xâm nhập vào kiếm đế trong cơ thể, để kiếm đế cả người kịch liệt rung động, trong miệng bỗng nhiên phun ra một khẩu dòng máu màu vàng óng. Này hắc ám lực lượng, dĩ nhiên cùng cực đạo đế uy tuyệt nhiên ngược lại. Thuộc tính khác nhau sức mạnh sao? Độc cô cầu bại trong lòng rung mạnh, hắn có thể đủ cảm giác được, nếu như hắn bị hắc ám sức mạnh xâm nhiễm phía sau, e sợ bất diệt nguyên thần cùng thân thể, đều sẽ nháy mắt yên diệt ra. Dù sao, tự liền vô thượng đại đế thân thể đều không thể chịu đựng hắc ám tập kích, có thể thấy được này hắc ám lực lượng chỗ kinh khủng. Kiếm đế như là nổi điên giống như vậy, râu tóc đều dựng, cả người khí tức sôi trào mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn cực đạo đế uy càn quét ra, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt vặn vẹo. Hắn nhìn về phía màu đen kia sương mù nơi sâu xa, trong con ngươi tràn đầy kiêu căng khó thuần vẻ mặt, phía sau mênh mông cuồn cuộn kiếm ý xông lên tận trời, kiếm đại đạo như trụ trời giống như vậy, cụ hiện tại bên trong đất trời. Kiếm đến, theo kiếm đế một tiếng hét lớn, nhất thời toàn bộ thế giới bên trong, từng đạo kiếm khí ngang trời mà đến, lít nha lít nhít, đầy đủ có ngàn tỷ đạo, che kín bầu trời. Vô tận kiếm khí ở kiếm đế trong tay, hóa thành một thanh cực kỳ thông thường ba thước thanh phong kiếm, thậm chí còn lượn lờ từng trận khói lửa hơi thở, như người phàm sử dụng binh khí. Nhưng độc cô cầu bại, nhưng từ thanh kiếm này bên trên, cảm thấy một loại lực lượng vô địch gợn sóng. Răng rác, kiếm đế một bước tung trời, trong tay ba thước thanh phong kiếm phóng ra hào quang óng ánh, ngang trời hướng về cái kia một con cánh tay màu đen chém rơi xuống. Cái kia một con cánh tay màu đen chủ nhân, phảng phất cũng là hơi có chút nổi giận, hừ lạnh một tiếng, vô tận nhân quả lực lượng đan dệt, dĩ nhiên cũng là tạo thành cường hãn vô cùng kiếm khí phong mang, tương tự là hướng về kiếm đế mi tâm đâm tới. Ầm ầm ầm, hai cỗ đến lực lượng mạnh đụng vào nhau, giống như là quang minh cùng hắc ám sức mạnh, để tứ phương hư không đều đang run rẩy không ngừng, hư không vô tận phá diệt ra, tự liền một giới này, phảng phất đều sẽ bất cứ lúc nào đổ nát. Hai đạo kiếm quang đan vào với nhau, trong phút chốc bạo phát ra núi lở sóng thần một loại lớn sóng, đinh tai nhức óc, hào quang óng ánh chói lóa mắt, che đậy độc cô cầu bại sở hữu cảm giác. Kiếm đế bỏ mình sao? Độc cô cầu bại trong lòng tràn đầy nghi vấn. Thời khắc này, hắn cực kỳ hy vọng tất cả những thứ này đều là giả, kiếm đế có thể cầm kiếm chiến thiên, phá nát hắc ám, gột rửa càn khôn, trấn áp tất cả địch. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, mà không có cách nào đi làm những gì. Phốc, hào quang óng ánh tản ra phía sau, có huyết quang tràn ngập, cái kia một đạo kiếm khí màu đen xuyên thủng kiếm đế mi tâm, hắc ám sức mạnh sôi trào mãnh liệt, trong phút chốc liền đem kiếm đế toàn bộ người đều bao phủ lại. Mà trong hư không, cũng có dòng máu màu đen rơi ra, cái kia một con cánh tay màu đen, lại bị kiếm đế cho chặt đứt, cánh tay chủ nhân phát sinh ngập trời gào thét tiếng. Hết sức hiển nhiên, cũng là bị thiệt lớn.
Nhưng Độc Cô Cầu bại nhưng phát hiện, kiếm đế bị hắc ám sức mạnh xâm nhiễm, đã đến đèn cạn dầu thời khắc, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ vẫn lạc. Oanh, nhưng ngay lúc này, gãy thành hai khúc tinh thần chi kiếm, bỗng nhiên phóng ra vô tận sáng chói hào quang, một đạo kiếm quang từ trong đó phóng ra, lăng không chém một cái, trực tiếp mở ra một đạo cánh cửa không gian, sau đó cuốn lên toàn thân màu đen kiếm đế, tiến vào cánh cửa không gian trong đó. Hết sức hiển nhiên, sương mù màu đen xương bên trong tồn tại đều không ngờ rằng, đã bị hắn đập gãy cực đạo đế binh, lại vẫn có thừa lực mang theo kiếm đế chạy trốn. Sương mù màu đen xương bên trong, có kinh khủng sát ý tràn ngập ra, trong phút chốc đuổi theo không gian rung động, hướng về kiếm đế đuổi giết tới. Đây chính là kiếm đế trước khi vẫn là cảnh tượng sao. Hắc ám sức mạnh, quả nhiên khủng bố. Độc Cô Cầu bại tự lẩm bẩm, nháy mắt, trước mắt của hắn cảnh tượng biến ảo, lại lần nữa xuất hiện ở kiếm chỉ bên trong. Mới vừa tất cả, đều tựa như là ở mộng cảnh bên trong. Bất quá, Độc Cô Cầu bại nhưng phát hiện, bốn phía kiếm chỉ bên trong cổ kiếm, toàn bộ đều biến thành đồng nát sắt vụn, mênh mông mà mãnh liệt kiếm ý đã biến mất rồi, dồn dập dung nhập vào trong cơ thể hắn, bị hắn luyện hóa. Mà trước mắt kiếm chỉ, cũng là hoàn toàn bị hỏng. Đó không phải là ảo cảnh, là chân thật tồn tại qua cảnh tượng, là kiếm đế lưu lại dấu ấn. Hắn là muốn thông qua trận chiến này, nói cho ta cái gì không? Độc Cô Cầu bại tự lẩm bẩm, hắn mới vừa tiến vào đến rồi kiếm đế trong cơ thể, bản thân đã trải qua kiếm đế chống lại hắc ám trận chiến đó. Trận chiến này, để Độc Cô Cầu bại được lợi rất nhiều, bản thân cảm nhận được kiếm đế sức mạnh, cảm nhận được kiếm đạo khủng bố, đây đối với hắn tương lai chứng đạo thành đế, có giúp đỡ cực lớn. Nhưng trọng yếu hơn chính là, Độc Cô Cầu bại thấy được hắc ám khủng bố. Tự liền được xưng vô địch, đã từng trấn áp chư thiên kiếm đế, đều ngã xuống ở trong bóng tối, thậm chí đến cuối cùng, đều không nhìn thấy trong bóng tối sinh linh là bộ dáng gì. Đó là một con cánh tay của người, hắc ám phía sau màn hắc thủ, chẳng lẽ là một vị đại đế sao? Độc Cô Cầu bại trong lòng suy đoán nói, xem ra, người đã chiếm được kiếm đế đại nhân truyền thừa. Khí linh lời của lão giả, cắt đứt Độc Cô Cầu bại dòng suy nghĩ. Không sai, đây là một phần cực kỳ chân quý truyền thừa, cùng phần này truyền thừa so với, cái kia 108 chuôi cổ kiếm, xác thực không coi vào đâu. Độc Cô Cầu bại thật lòng gật đầu một cái nói, vẻn vẹn là cùng kiếm đế hòa làm một thể, cùng hắc ám đại chiến trải qua, đối với Độc Cô Cầu bại tới nói cũng đã bảo vật vô giá, chứ đừng nói chi là ở trận đại chiến này bên trong, Độc Cô Cầu bại càng là lờ mờ thấy được kiếm đế lưu cho hắn một ít tin tức. Trước đây Lăng Tiêu đã từng nhắc qua sương mù màu đen xương bên trong quỷ dị sinh linh sự tình, bây giờ xem ra, này hắc ám sinh linh khủng bố, xa xa nằm ngoài dự liệu của chúng ta, tự liền kiếm đế dĩ nhiên đều là ngã xuống ở hắc ám sinh linh trong tay. Độc Cô Cầu bại trong lòng âm thầm suy nghĩ, mới vừa cảnh tượng, nói vậy ngươi cũng đã nhớ rồi, kiếm đế đại nhân nghĩ muốn cho ngươi lưu lại tin tức, đều giấu ở trong đó, đợi một thời gian ngươi nhất định sẽ rõ. Ta chỉ thay kiếm đế đại nhân nói cho ngươi một câu nói, hắc ám sinh linh, không phải chủng tộc ta. Khí linh ông lão sâu sắc nhìn Độc Cô Cầu bại một cái nói. Hắc ám sinh linh, không phải chủng tộc ta. Độc Cô Cầu bại trong lòng hơi động, câu nói này hàm nghĩa rất sâu. Kiếm đế chứng đạo thành đế phía sau, uy áp chư thiên, vạn giới thần phục, chư thiên vạn giới theo kiếm đế, tất cả sinh linh cũng không có gì khác biệt. Nhưng kiếm đế lại nói hắc ám sinh linh không phải chủng tộc ta, chẳng lẽ hắc ám sinh linh không thuộc về chư thiên vạn giới. Nghĩ đến đây, Độc Cô Cầu bại trong lòng rung mạnh, như là phát hiện một cái nào đó không phải bí mật lớn. Chương 3220, kiếm chém trấn thủ sứ. Ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể so sánh kiếm đế đại nhân đi càng xa hơn. Khí linh ông lão thật sâu nhìn Độc Cô Cầu bại một cái nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi cùng mong ước. Vậy còn ngươi, Độc Cô Cầu bại hỏi, tinh thần chi kiếm khí linh, là một vị khả kính ông lão. Độc Cô Cầu bại có thể nhìn thấy, ở hắn chiếm được kiếm đế lưu lại truyền thừa phía sau, khí linh ông lão giống như là giải quyết xong tâm nguyện giống như vậy, quanh thân tử khí tràn ngập, đã là thời gian không lâu. Tuy rằng khí linh thọ mệnh dài lâu, nhưng khí linh ông lão hết sức hiển nhiên đã từng bị thương thế không nhẹ, đã nỗ lực chống đỡ lâu như vậy. Khí linh ông lão đối với kiếm đế trung thành để người thay đổi sắc mặt, hơn nữa hắn cũng như kiếm đế mong đợi như vậy, tìm được một vị người thừa kế thích hợp. Ta sao, ta có chuyện của ta muốn làm, kiếm đế tinh thần bất diệt, ta tự phải tiếp tục đi theo xuống. Người trẻ tuổi, sau này chư thiên vạn giới, hy vọng toàn bộ ở trên người của các ngươi, nỗ lực đi về phía trước đi. Khí linh ông lão cười nhạt một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy ung dung và giải thoát vẻ. Hắn lời nói xong, không chờ Độc Cô Cầu bại đáp lại, liền xoay người hướng về hỗn độn nơi sâu xa mà đi, quanh thân kiếm ý mờ ảo mà mênh mông, hết sức tiêu sái. Độc Cô Cầu bại trong lòng lặng lẽ,
đưa mắt nhìn khí linh ông lão vẫn biến mất ở hỗn độn bên trong. Nếu nói là tinh thần kiếm mộ bên trong, có kiếm đế lưu lại kiếm ý truyền thừa, cái kia nơi này chính là kiếm đế hóa đạo đất, các ngươi tự vĩnh viễn ở lại chỗ này, bồi tiếp kiếm đế đại nhân đi. Độc Cô Cầu bại nhẹ giọng tự nói, trong lòng bàn tay hai thanh đoạn kiếm lẫn nhau khẽ run, đã một lần nữa tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh tinh thần chi kiếm. Bất quá, tuy rằng tan hợp lại cùng nhau, nhưng chuôi này tinh thần chi kiếm như cũ bị thương thâm hậu, đã không còn nữa cực đạo đế binh uy năng. Nhưng tinh thần chi kiếm, bây giờ ý nghĩa tượng trưng, càng hơn ở sức mạnh của bản thân. Vèo, theo Độc Cô Cầu bại tâm ý hơi động, tinh thần chi kiếm như một đạo lưu quang, hướng về hỗn độn bên trong bay đi. Nơi đó, chính là khí linh ông lão phương hướng ly khai. Bù, chốc lát phía sau, có tiếng kiếm reo vang vọng hư không, trong suốt cực kỳ, phảng phất là ở đáp lại cái gì. Độc Cô Cầu bại biết, tinh thần chi kiếm đã rơi ở khí linh trong tay ông lão. Tuy rằng ngươi không có nói, nhưng kiếm đế thủ, ta Độc Cô Cầu bại tiếp nhận. Độc Cô Cầu bại nhìn khí linh ông lão phương hướng ly khai, nghỉ chân rất lâu, chậm rãi nói ra. Sau đó, hắn xoay người ly khai. Kiếm diệt, người xác định là cái kia giả mạo Lăng Tiêu chiếm được kiếm đế truyền thừa. Kiếm Hùng trấn thủ sứ, sắc mặt khó coi nhìn Kiếm Diệt hỏi. Hắn mới vừa từ Kiếm Diệt trong miệng chiếm được một cái tin, đưa hắn dọa chạy dĩ nhiên không phải thật Lăng Tiêu, mà là giả mạo, chính là một người tên là Độc Cô Cầu bại người. Độc Cô Cầu bại, danh tự này cũng thật là ngông cuồng a. Lão phu không ưa nhất người như vậy, hôm nay tựu để hắn nếm thử thảm bại tư vị. Kiếm Hùng trấn thủ sứ bên một bên, một cái thân ông lão mặc áo bào đen, tóc bạc trắng, dung nhan quắc thước, con mắt lạnh lùng mà sắc bén, cười lạnh một tiếng nói. Hắn tu vi, thình lình cũng đạt tới tuyệt thế đế quân cảnh giới. Đao Hà trấn thủ sứ, không thể khinh thường cái này Độc Cô Cầu bại, hắn tâm cơ thâm trầm, đê tiện giảo hoạt, đoạt đi rồi vốn nên thuộc về ta kiếm đế truyền thừa, một khi xuất quan, nhất định là thực lực tăng mạnh. Kiếm Diệt cười nhạt một tiếng nói, xem ra hết sức tiêu sái, chút nào không có truyền thừa bị cướp không cam lòng cùng chật vật. Sau lưng bọn họ, còn có một đám trên người mặc giáp trụ, khí tức lãnh khốc đế quân thủ vệ, lẫn nhau trong đó ngưng tụ thành một tòa cường đại chiến trận, lờ mờ đem trước mắt một mảnh không quen địa vực vây nhốt lại. Đây là hỗn độn trong hoang dã, kiếm đế nơi truyền thừa bên ngoài. Mất đi kiếm đế truyền thừa phía sau, Kiếm Diệt dự định cùng Kiếm Hùng trấn thủ sứ hợp tác, cộng đồng đối phó Độc Cô Cầu bại. Vì thế Kiếm Hùng trấn thủ sứ còn đem Thiên Đao Đế thành trấn thủ sứ, Đao Hà triệu hoán đến. Ba đại nắm giữ tuyệt thế đế quân chiến lực cường giả, ở kiếm đế nơi truyền thừa ở ngoài, bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ Độc Cô Cầu bại xuất hiện. Sợ cái gì, cái kia Độc Cô Cầu bại mạnh hơn, cũng bất quá là một cái trung giai đế quân thôi, liền cao cấp đế quân đều không phải là, lại có gì đáng sợ chứ. Chúng ta ở đây có ba đại tuyệt thế đế quân, liền tính cái kia Độc Cô Cầu bại có thông thiên khả năng. Hôm nay cũng muốn để hắn chết không có chỗ chôn. Đao Hà cười ngạo nghễ nói, trong con ngươi tràn đầy khinh thường vẻ. Hắn tính tình vốn là kiêu căng khó thuần, coi trời bằng vung, lại thêm cũng không có cùng Độc Cô Cầu bại từng giao thủ, sở dĩ tự nhiên đối với Độc Cô Cầu bại một điểm đều không để ý. Đao Hà huynh nói không sai, toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, dám miệt thị trấn thủ sứ uy nghiêm người, bất quá Lăng Tiêu một người thôi. Coi như là Lăng Tiêu, bây giờ cũng là chuột chạy qua đường. Hốt hoảng trốn vào đến rồi hỗn độn trong hoang dã. Này Độc Cô Cầu bại tính là thứ gì? Kiếm Hùng cũng là cười lạnh một tiếng nói. Tính tình của hắn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, trước bị Độc Cô Cầu bại giả mạo Lăng Tiêu dọa chạy, giờ khắc này biết được chân tướng phía sau, càng là dẫn cho rằng vô cùng nhục nhã, trong lòng đối với Độc Cô Cầu bại hận tới cực điểm. Hai vị trấn thủ sứ đại nhân tự tin như thế, cái kia chờ sẽ chỉ cần Độc Cô Cầu bại vừa ra tay, chúng ta lập tức đem bắt giết, làm sao? Kiếm Diệt cười nhạt một cái nói. Trong lòng hắn làm sao không phải là đối với Độc Cô Cầu bại hận đến phát điên. Thế nhưng ở nơi truyền thừa, hắn đã lĩnh hội tới Độc Cô Cầu bại mạnh mẽ, bây giờ chiếm được kiếm đế truyền thừa, càng là không biết chiếm được cái gì nghịch thiên truyền thừa, đợi một thời gian, đợi đến Độc Cô Cầu bại đem kiếm đế truyền thừa triệt để tiêu hóa, nhất định thành đại họa tâm phúc. Sở dĩ, bất kể là vì kiếm đế truyền thừa cũng tốt, vẫn là vì chém giết đại địch, Độc Cô Cầu bại đều nhất định phải chết. Đương nhiên, Kiếm Diệt vô cùng thận trọng, cũng không có đem tất cả hy vọng đều ký thác vào hai vị này trấn thủ sứ trên người, hắn khác có bài tẩy. Nói tóm lại, lần này đã bày ra thiên la địa võng, vô tận sát cơ, chỉ chờ Độc Cô Cầu bại vào cuộc. Tốt, tự nghe lời ngươi, Kiếm Hùng cùng Đao Hà nhìn nhau nhất nhãn, đều là gật đầu một cái nói. Bọn họ ở kiếm đến nơi truyền thừa ở ngoài chờ hơn một tháng thời gian, rốt cục đợi đến có người từ trong đó đi ra. Đó là bốn bóng người, một người, một đạo, một dê, một con ngựa. Bốn bóng người, đều là tản ra mênh mông cuồn cuộn khí tức,
đế uy bốc lên, cường hãn vô cùng. Đặc biệt là cái kia một bóng người, quanh thân tràn ngập trùng tiêu kiếm ý, khí thế cuồn cuộn, phong mang vô cùng, phảng phất tiện tay trong đó là có thể bùng nổ ra tuyệt thế kiếm thuật. Động thủ, Kiếm Hùng cùng Đao Hà đều là không do được ánh mắt sáng lên, nháy mắt quanh thân mênh mông lực lượng bản nguyên bốc lên, tuyệt thế đế quân sức chiến đấu triệt để bộc phát ra, một đao một kiếm, ngang qua hư không mà đi, đồng thời hướng về bốn bóng người kia chém rơi xuống. Kiếm khí tung hoành khắp nơi, như mênh mông tinh hà, xuyên qua ngàn tỷ dặm hư không. Đao quang bá đạo ác liệt, như là thiên hà mãnh liệt, chém diệt ba thiên giới sinh linh. Kiếm Hùng kiếm, cùng Đao Hà đao, lẫn nhau đan xen vào nhau, dĩ nhiên là uy lực tăng gấp bội, như thương long diệt thế, mênh mông cuồn cuộn, ngông cuồng tự cao tự đại. Chặt chẽ theo bọn họ sau đó, Kiếm Diệt đồng dạng ra tay rồi. Kiếm Diệt kiếm, nhưng là hóa thành ngàn tỷ đạo kiếm khí, đồng thời từ thiên địa tứ cực, bát hoang lục hợp đồng thời bao phủ xuống, như một mảnh kiếm vực giống như vậy, phảng phất có thể phá diệt tất cả. Ba đại tuyệt thế đế quân đồng thời ra tay, cái kia cỗ kinh khủng khí tức để này một mảnh hỗn độn hoang dã, cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, bốn bóng người kia tự bị triệt để bao phủ, không có bất kỳ phòng ngự, thừa nhận rồi tất cả công kích, sau đó hoàn toàn biến thành hư vô, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp. Không được, Kiếm Diệt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ba người bọn họ công kích rơi xuống đi phía sau, hắn mới đột nhiên phát hiện, bốn bóng người kia tuy rằng nhìn như khí tức cường đại, nhưng cũng không có bất kỳ sóng linh hồn. Bọn họ bị gạt, này bốn bóng người chỉ là bốn cái con rối mà thôi. Con, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng hư không, như rồng ngâm một loại cứng cáp mạnh mẽ, sáng chói kiếm quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống, như thần long giống như vậy, mờ mịt mênh mông, nhắm thẳng vào Kiếm Hùng mà đi. Độc Cô Cầu bại ra tay rồi, hắn chiêu kiếm này, nhìn như mờ mịt mà thần bí, nhưng cũng ẩn chứa một loại cực hạn kiếm đạo chân ý, chính là hắn ở mắt thấy kiếm đế cùng hắc ám một trận chiến phía sau, kiếm ý thăng hoa, hình thành tuyệt thế một kiếm. Chiêu kiếm này loáng thoáng, đã có mấy phần kiếm đế phong thái. Muốn chết, Kiếm Hùng cùng Đao Hà cũng đều là phát hiện tất cả những thứ này, từng cái vừa giận vừa sợ, trong con ngươi tràn đầy nóng rực sát ý. Đặc biệt là Kiếm Hùng, căn bản không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thành Độc Cô Cầu bại mục tiêu. Giết, Kiếm Diệt quát to một tiếng đạo, quanh thân kiếm quang bốc lên, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, tản ra ngập trời khí tức sát phạt, tung trời mà lên, hướng về Độc Cô Cầu bại tiến lên nghênh tiếp. Đồ không biết sống chết, cho lão phu cút đi. Đao Hà cũng là một tiếng giận dữ hét lớn. Quanh thân đao ý cuồn cuộn, trong tay chuôi này tạo hình kỳ lạ chiến đao, tỏa ra hổ gầm tiếng rồng ngâm, một đao chém ngang mà ra, như đại sóng bao phủ trời cao, khí thế cuồn cuộn ngất trời. Kiếm Diệt cùng Đao Hà, đều là cảm thấy Độc Cô Cầu bại một kiếm này khủng bố, thậm chí để cho bọn họ nguyên thần nơi sâu xa đều có chút rung động. Chiêu kiếm này, có trọng thương thậm chí là chém giết Kiếm Hùng sức mạnh. Nhưng càng là như vậy, bọn họ vượt phải ra tay, nhất định muốn cứu xuống Kiếm Hùng, ba người bọn họ đồng thời đối mặt với Độc Cô Cầu bại mới có lực đánh một trận. Kiếm Diệt trong lòng càng là nhấc lên cuồn cuộn ngất trời lớn sóng, này mới quá bao lâu. Độc Cô Cầu bại tu vi tuy rằng đột phá đến rồi đế quân cảnh 7 tầng, nhưng sức chiến đấu nhưng xảy ra biến hóa long trời lở đất, để hắn dĩ nhiên đều sinh ra một loại cảm thấy không bằng cảm giác. Mà Kiếm Hùng càng là tức đến nổ phổi, trong ánh mắt còn có một tia không cách nào che giấu vẻ sợ hãi. Độc Cô Cầu bại mạnh mẽ, dĩ nhiên để trong lòng hắn sinh ra ý sợ hãi. Thiếu chút nữa thì muốn trực tiếp trốn. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Hờ hững mà mờ mịt âm thanh vang lên, Độc Cô Cầu bại cong ngón tay khẽ búng, nhất thời từng đạo lưu quang từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, như giải lụa cầu vồng giống như vậy, ở trong hư không hóa thành 108 chuôi cổ kiếm. 108 chuôi cổ kiếm tranh tiếng kêu rung động, tản ra óng ánh chói mắt hào quang, lẫn nhau trong đó ngưng kết thành một tòa minh mông kiếm trận, trong phút chốc tự chặn lại rồi Kiếm Diệt cùng Kiếm Hùng. Ầm ầm ầm, trong kiếm trận, kiếm khí tung hoành như rồng, ác liệt vô cùng, nhắm thẳng vào Kiếm Diệt cùng Kiếm Hùng chỗ hiểm quanh người mà đi, nhanh tới cực điểm, để hai người bọn họ đều là cảm giác được khắp cả người phát lạnh. Kiếm Diệt cùng Đao Hà bị ngăn cản phía sau, Độc Cô Cầu bại một kiếm rơi xuống, phá tan rồi Kiếm Hùng cái kia tràn đầy sơ hở công kích, sau đó trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của hắn. Kiếm đế, đây là kiếm đế sức mạnh. Kiếm Hùng nhìn chòng chọc vào Độc Cô Cầu bại, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng mà khó tin vẻ mặt. Đối mặt với chiêu kiếm này, thân là tuyệt thế đế quân chính hắn, dĩ nhiên không có phản kháng chút nào lực lượng, trực tiếp đã bị chém nát bất diệt nguyên thần. Không sai, Kiếm Hùng bất diệt nguyên thần đã phá nát. Sai, đây không phải là kiếm đế sức mạnh, đây là ta đế gần thiên hạ kiếm. Độc Cô Cầu bại thản nhiên nói, kiếm khí ầm ầm bộc phát ra, trước mắt Kiếm Hùng trực tiếp vỡ nát ra,
thân thể hoàn toàn biến thành một mảnh xương máu, sinh cơ hoàn toàn không có. Tắm đầy trời mưa máu, Độc Cô Cầu Bại cất bước đi tới, lại không có nhìn Kiếm Hùng Nhất Nhãn. Thiên Kiếm Đế Thành, Kiếm Hùng trấn thủ xứ, chết. Cái gì, này, làm sao có khả năng, bị 108 chuôi cổ kiếm vây nhốt lên Kiếm Diệt cùng Đao Hà, đều là sợ ngây người. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Kiếm Hùng dĩ nhiên chết như vậy. Đây chính là một vị trấn thủ xứ, được thiên đạo khí vận che chở trấn thủ xứ, bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm chém giết. Bọn họ trong dự liệu ba người vây công Độc Cô Cầu Bại sự tình cũng không có phát sinh, hiển nhiên là Độc Cô Cầu Bại khám phá âm mưu của bọn họ, đầu tiên là lấy bốn đạo con rối dụ dỗ bọn họ công kích, sau đó một kiếm ra tay, như thiên ngoại phi tiên, đem Kiếm Hùng trực tiếp chém giết. Mặc dù bọn hắn đã rất cao nhìn Độc Cô Cầu Bại, nhưng quay đầu lại phát hiện còn đánh giá thấp. Đánh giá thấp Độc Cô Cầu Bại hậu quả là chí mệnh là, Kiếm Hùng đã chết. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi này chút không biết xấu hổ tiểu nhân, cũng dám cùng chúng ta vĩ đại Độc Cô Kiếm Đế nhất chiến. Thực sự là không biết lợi hại. Bạch Long Mã cười ha ha một tiếng nói, vô cùng đắc ý, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Thật là đại thủ bút a, ba đại tuyệt thế đế quân cường giả, liền vì kiếm đế truyền thừa sao. Nhưng tiếc là các ngươi căn bản không biết Độc Cô tiền bối mạnh bao nhiêu. Vô Lương đạo nhân cũng là khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Kiếm Diệt, cái gọi là kiếm đế hậu duệ quả nhiên vẫn là không thua nổi. Trước Độc Cô Cầu Bại đã bỏ qua ngươi một lần, ngươi một mực còn muốn đến tìm cái chết, thì nên trách không được người khác. Lão Sơn Dương cũng là cười lạnh một tiếng nói. Trên thực tế, bọn họ ba người trong lòng cũng là bị giật mình. Mặc dù biết Độc Cô Cầu Bại rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ mạnh đến một kiếm chém giết một vị trấn thủ sứ mức độ. Kiếm Hùng trấn thủ sứ trong cơ thể thiên đạo khí vận, còn như sương mù một loại tràn vào đến rồi Độc Cô Cầu Bại trong cơ thể, cũng đại diện cho Kiếm Hùng trấn thủ sứ đã hoàn toàn bỏ mình. Hiện tại, đến các ngươi, Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói, bình tĩnh ánh mắt rơi ở Kiếm Diệt cùng Đao Hà trên người. Giết ra ngoài, Đao Hà cùng Kiếm Diệt nhìn nhau nhất nhãn, đều là đồng thời bạo quát một tiếng nói. Kiếm Hùng bị chém giết, chiến ý trong lòng bọn họ nháy mắt tiêu tán hơn nửa, minh bạch đan dựa vào hai người bọn họ, e sợ rất khó đánh bại Độc Cô Cầu Bại, thậm chí còn sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Bọn họ cực kỳ quả quyết lựa chọn lui lại. Ầm ầm ầm, Đao Hà cùng Kiếm Diệt bùng nổ ra chí cường sức mạnh to lớn, kiếm ý đao cương đan dệt, phá tan rồi chặn ở trước mặt tầng tầng kiếm khí, sau đó trực tiếp đem một thanh cổ kiếm đánh bay ra ngoài, liền muốn thoát ly kiếm trận. Đón thêm ta một kiếm đi, Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói. Dứt lời, kiếm đến, từng đạo sáng chói kiếm khí như xích thần trật tự một loại ngang trời xoắn tới, ẩn chứa mênh mông sinh diệt lực lượng, phảng phất ở hỗn độn bên trong mở ra một phương thế giới của kiếm. Nhưng này phương thế giới của kiếm bên trong, nhưng ẩn chứa vô tận sát cơ. Vô lượng kiếm giới, vẫn là Độc Cô Cầu Bại mắt thấy kiếm đế cùng hắc ám một trận chiến thời gian, lĩnh ngộ một đạo tuyệt thế kiếm thuật. Mênh mông kiếm ý mãnh liệt, trong mơ hồ Độc Cô Cầu Bại phảng phất thân hóa kiếm đại đạo, kiếm ý cực điểm thăng hoa, hóa thành một mảnh cực đạo đế uy, hướng về Kiếm Diệt cùng Đao Hà bao phủ hạ xuống. Chiêu kiếm này, có thể khai thiên, có thể diệt thế. Kiếm Diệt cùng Đao Hà sắc mặt, nháy mắt liền biến. Chương 3221, kiếm đến, chém đế quân. Đó là một loại bao phủ ở sâu trong linh hồn hoảng sợ. Giống như là sâu kiến lần thứ nhất nhìn thấy thần long, cái kia loại đột phá tưởng tượng sức mạnh, mang tới sâu sắc hoảng sợ, để cho hoàn toàn đông lại. Kiếm Diệt cùng Đao Hà giờ khắc này chính là như vậy cảm giác, ở trong mắt bọn họ, Độc Cô Cầu Bại thân ảnh vô hạn cao to, phảng phất đã biến thành một vị xuyên qua cổ kim, quét ngang vô địch vô thượng kiếm đế. Cái kia loại mênh mông sức mạnh to lớn, để thân là tuyệt thế đế quân chính bọn họ, vẫn là cảm thấy nguy cơ rất chí mạng. Giết, Đao Hà bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, bạo quát một tiếng, ánh mắt biến đến cực kỳ điên cuồng. Quanh người hắn phun trào điên cuồng đao ý, nóng rực phong mang quét sạch tứ phương, trong cơ thể như là có ngọn lửa màu đen bốc lên, cuối cùng ở vòm trời bên trên, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm đao cương. Hỏa diễm đao cương, như cự long một loại xẹt qua thiên địa, hướng về Độc Cô Cầu Bại tiến lên nghênh tiếp. Kiếm Diệt trong con người cũng là lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng, quanh thân kiếm khí bốc lên, vô tận hủy diệt kiếm ý tràn ngập, tương tự là lăng không một kiếm, phá tan rồi hỗn độn hư không, hóa thành một đạo to lớn sát lục kiếm khí, tiến lên nghênh tiếp. Đao Hà cùng Kiếm Diệt, đều là bắt đầu liều mạng. Nếu như không liều mạng, hai người bọn họ rất có thể đều phải chết ở Độc Cô Cầu Bại trong tay. Ầm ầm ầm, Độc Cô Cầu Bại, Đao Hà cùng Kiếm Diệt, nháy mắt tự va chạm vào nhau. Ba đại có tuyệt thế đế quân chiến lực trí cường giả tranh đấu, cái kia cỗ kinh khủng hủy diệt gợn sóng, như tràn ngập ra lớn sóng giống như vậy, trong phút chốc đêm này một mảnh hỗn độn hư không đều bao phủ lại. Nóng rực thần quang bên trong,
ngay sau đó là tiếng nổ kịch liệt, còn như lôi đình giống như vậy, chấn người nổ vang rung động. Tự liền Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Bạch Long Mã ba người, nằm ở đại chiến biên giới, bị dư âm quét ngang, đều là cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, vội vã rút lui ra. Thật mạnh, Vô Lương đạo nhân con mắt co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cũng không biết, bây giờ chiếm được kiếm đế truyền thừa độc cô cầu bại, nếu như gặp Lăng Tiêu, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Lão Sơn Dương cũng là cực kỳ sợ hãi than nói ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Không quản ai mạnh ai yếu, nhưng hôm nay e sợ độc cô cầu bại cũng muốn danh chấn vĩnh hằng đế lộ. Cha cha, liền giết hai đại chấn thủ sứ, đủ để cùng Lăng Tiêu nổi danh. Bạch Long Mã cũng là con người nhất chuyển, cực kỳ hưng phấn nói. Đi tới vĩnh hằng đế lộ phía sau, bị Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân hai tên khốn kiếp này liên lụy, nó phần lớn thời gian đều là xuất phát từ chạy trối chết trạng thái, cảm giác được tâm tính thiện lương mệt. Mà độc cô cầu bại xuất hiện, rốt cục để hắn tìm được chỗ dựa, tìm được an tâm cảm giác. Sau đó còn ai dám vọng ngôn để Long Mã đại gia làm thú cưỡi? Hỏi trước một chút độc cô cầu bại kiếm có đáp ứng hay không? Ầm ầm, cái kia mảnh nóng rực thần quang bên trong, như to lớn hủy diệt vòng xoáy nổi lên, tiếp theo hai bóng người bay ngang mà ra. Chính là kiếm diệt cùng đao hà. Bất quá bọn hắn hai người xem ra đều là vô cùng chật vật cùng thê thảm, trong miệng không ngừng ho ra máu, cả người quần áo phá nát. Quanh thân còn có một cổ mãnh liệt kiếm ý tàn phá. Đao hà trên cánh tay, nổ tung một mảnh xương máu, huyết nhục toàn bộ biến mất rồi, chỉ còn lại có màu vàng sậm xương cốt, trước ngực càng là có thêm một đạo to lớn vết kiếm, kém một chút đem hắn toàn bộ người đánh thành hai nửa. Kiếm diệt mặc dù coi như khá hơn một chút, nhưng cái kia trên mặt anh Tuấn, nhưng lưu lại một vết máu, phối hợp hắn cái kia mặt mũi dữ tợn, để hắn xem ra có một tia điên cuồng khí tức. Vèo, 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 108 đạo cổ kiếm tỏa ra tuyệt thế phong mang, như trụ trời một loại nối liền trời đất, lẫn nhau trong đó ngưng tụ ra lớn đại kiếm trận, lại một lần đem đao hà cùng kiếm diệt bao phủ ở trong đó. Kiếm diệt, ngươi nếu không chọn đường sống, vậy thì đem mệnh ở lại đây đi. Độc cô cầu bại thản nhiên nói, hắn lăng không đạp hư, cất bước đi tới, quanh thân kiếm ý bốc lên, mênh mông như biển, toàn bộ người như kiếm bên trong đế hoàng giống như vậy, ngôn xuất pháp tùy, chấn động hư không. Kiếm diệt sắc mặt, nhất thời liền biến e rằng so với khó coi, trong con ngươi có vẻ dữ tợn sát ý. Giết ta, chỉ bằng ngươi, kiếm diệt giận quá mà cười nói. Mà một bên đao hà nhìn chằm chằm độc cô cầu bại, cuối cùng nhẹ thở dài một cái nói, độc cô cầu bại, ta cũng là bị kiếm hùng lừa dối, mới đến nơi này, ngươi thả ta ly khai, ta từ đây đối với ngươi nhượng bộ lui binh. Hắn dĩ nhiên là lựa chọn chịu thua, bị kiếm hùng lừa dối. Chẳng lẽ không phải là vì kiếm đế truyền thừa sao? Nghĩ sống mệnh cũng được, giết kiếm diệt. Ta có thể tha cho ngươi không chết. Độc cô cầu bại tựa như cười mà không phải cười nhìn đao hà một cái nói. Độc cô cầu bại cũng học xấu. Lão Sơn Dương thầm nói, liếc Bạch Long Mã nhất nhãn. Ngươi nhìn ta làm gì, theo ta lại không có quan hệ. Ta nhìn, hắn chính là theo Lăng Tiêu tên kia học cái xấu, bây giờ dĩ nhiên cũng biết xua hổ nuốt sói. Bạch Long Mã có chút thẹn quá thành giận nói. Xua hổ nuốt sói sao, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vô Lương đạo nhân trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang. Nghe được độc cô cầu bại phía sau, đao hà sững sờ, lập tức sắc mặt có chút khó coi nói, độc cô cầu bại, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Để hắn giết kiếm diệt, lại không nói hắn có thể hay không giết được kiếm diệt, coi như là giết được, độc cô cầu bại tự thật có thể buông tha hắn. Rõ ràng là độc cô cầu bại đang đùa bỡn bọn họ. Đao hà chấn thủ sứ, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Quá mức tử chiến, kiếm diệt cười lạnh một tiếng nói. Đồng thời, hắn lại truyền âm cho Đao Hà nói, Đao Hà chấn thủ sứ đại nhân, chờ sẽ ngươi ngăn cản độc cô cầu bại chốc lát, ta có biện pháp phá trận. Chỉ cần phá khai kiếm trận, đến thời điểm coi như là độc cô cầu bại mạnh hơn, cũng không ngăn được chúng ta ly khai. Ngươi có biện pháp phá trận, ngươi không phải là muốn vứt hạ ta một mình chạy trốn chứ? Đao Hà có chút hồ nghi hỏi, làm sao có khả năng, ta kiếm diệt tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa, chỉ cần kiếm trận vừa vỡ, lấy thủ đoạn của ngươi. Lẽ nào chạy trốn đều không làm được sao? Nếu như ngươi không tin tưởng ta, ta có thể vì ngươi ngăn cản độc cô cầu bại, ngươi tới phá trận. Kiếm diệt nói thật, ta không có cách nào phá trận. Tốt, lão phu tự tin tưởng ngươi lần này, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta tối đa chỉ có thể đủ ngăn trở độc cô cầu bại hai kiếm, nếu như hai kiếm phía sau, ngươi còn phá không mở kiếm trận, cái kia thì cùng chết đi. Đao Hà cắn răng nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Yên tâm, hai kiếm, vậy là đủ rồi. Kiếm diệt gật đầu một cái nói, hai người bọn họ bí mật truyền âm, độc cô cầu bại tự nhiên cũng không rõ ràng. Nhưng là từ bọn họ lóe lên ánh mắt,
Độc Cô Cầu Bại cũng là nhìn ra, này trong lòng hai người chiến ý đã biến mất rồi hơn nửa, chỉ sợ có muốn chạy trốn ý nghĩ. Độc Cô Cầu Bại, nạp mạng đi. Đao Hà trong con người sát ý bùng lên, bỗng nhiên quát to một tiếng nói. Ầm ầm, quanh người hắn phảng phất có từng đạo lôi đình nổ ra, toàn bộ người râu tóc đều dựng, như một đầu cuồng nộ sư tử, chiến đao trong tay đan sen hủy diệt lôi quang, ngang trời hướng về Độc Cô Cầu Bại đập tới. Thiên Tuyệt Địa Diệt Trảm, Đao Hà bạo phát ra một chiêu vô thượng đế thuật, mình mông đạo ý ở trong hư không nổi lên, lít nha lít nhít, như ngàn tỷ đạo ánh đao, đồng thời hướng về Độc Cô Cầu Bại bao phủ xuống. Mà giờ khắc này, Kiếm Diệt trong con ngươi lộ ra một tia thần sắc quỷ dị, nháy mắt xoay người, hướng về cái kia 108 chuôi cổ kiếm nhào tới. Nghĩ muốn phá trận sao? Độc Cô Cầu Bại thản nhiên nói, phảng phất căn bản không có tính toán ngăn cản Kiếm Diệt, trong lòng bàn tay một đạo sáng chói ánh kiếm nổi lên, sau đó hướng về Đao Hà lăng không đâm một cái. Đối với Độc Cô Cầu Bại tới nói, kiếm thuật của hắn sớm tựu đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, thiên địa vạn vật đều có thể là kiếm, ngàn tỷ ánh kiếm đều là nghe ta hiệu lệnh. Duy nhất quấy nhiễu hắn, bất quá là tu vi cùng với kiếm đạo tìm hiểu thôi. Thế nhưng mắt thấy kiếm đế cùng hắc ám trận chiến đó phía sau, hắn tu vi tuy rằng không có quá lớn tăng lên, nhưng cũng để hắn đối với kiếm đạo tìm hiểu tăng nhanh như gió, đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng mức độ. Trước mắt Đao Hà mặc dù là trấn thủ sứ, nhưng vừa ra tay, theo Độc Cô Cầu Bại, cả người đều là kẽ hở. Hắn một kiếm xuyên thủng hư không, khác nào thiên ngoại phi tiên, kiếm khí tung hoành ngàn tỷ dặm, khác nào tuyệt đại kiếm đế giống như vậy. Lấy kiếm trong tay chấp chưởng bầu trời ngàn tỷ sinh linh sinh tử. Trên 9 tầng trời ánh đao, bá đạo mà ác liệt, đan sen kinh khủng lôi đình, đồng thời giết hướng về Độc Cô Cầu Bại. Nhưng này một ánh kiếm vừa ra, nhất thời tất cả ánh đao dồn dập phá nát ra, còn như giấy mỏng. Sáng chói ánh đao xuyên thủng tất cả, nhắm thẳng vào Đao Hà mi tâm mà tới. Đao Hà trong lòng rung mạnh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ ngưng trọng, chiến đao trong tay lăng không chặn lại. Cong, kiếm khí đâm ở chiến đao bên trên, phát sinh kim thiết giao kích tiếng, tranh tiếng kêu vang vọng. Một luồng tràn trề thần lực kéo tới, khác nào núi lở sóng thần giống như vậy, để Đao Hà cả người rung mạnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Nhanh a, ta sắp không ngăn được. Đao Hà truyền âm cho Kiếm Diệt, trong thanh âm tràn đầy cực kỳ lo lắng gợn sóng. Lại chặn hắn một kiếm, liền muốn phá. Kiếm Diệt trầm giọng nói ra. Giờ khắc này, Kiếm Diệt lăng không đạp hư, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng nét bùa chú bốc lên. Không ngừng hướng về cái kia 108 chuôi cổ kiếm phi đi. 108 chuôi cổ kiếm tuy rằng phóng ra hào quang óng ánh, không ngừng có kiếm khí phá toái hư không, hướng về Kiếm Diệt rơi xuống, nhưng đều bị trước mặt hắn một đạo vô hình bình phong chặn lại rồi. Hơn nữa, theo Kiếm Diệt không ngừng kết ấn, cái kia 108 chuôi cổ kiếm thả ra công kích dĩ nhiên cũng càng ngày càng yếu. Kiếm đế khí tức sao? Có ý tứ, Độc Cô Cầu Bại trong lòng âm thầm suy nghĩ, vẫn cứ mùi ngăn cản Kiếm Diệt. Đao Hà cắn răng một cái, trong con người vẻ điên cuồng càng phát nồng nặc. Ầm ầm ầm, quanh người hắn có ngọn lửa màu đỏ ngòm bốc lên, khí tức cả người cũng bắt đầu nhanh chóng bạo tăng, quanh thân đao ý càng ngày càng thuần túy, ở sau người hắn loáng thoáng, phảng phất nổi lên một vị bao phủ ở trong ngọn lửa thân ảnh. Cái kia một bóng người khí tức mênh mông, thần uy như biển, tràn ngập mạnh mẽ vô cùng cực đạo đế uy, phảng phất có thể yên diệt tất cả. Tuy rằng không nhận ra, nhưng Độc Cô Cầu Bại cũng biết, đây là một vị đại đế chân linh dấu ấn. Đao Hà vì ngăn trở Độc Cô Cầu Bại, cũng là hoàn toàn bắt đầu liều mạng, không chỉ thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, càng là thi triển ra một đạo thuật cấm kỵ. Giết, theo Đao Hà một tiếng giận dữ hét lớn, cái kia một bóng người phảng phất hóa thành một đạo nối liền trời đất óng ánh ánh đao, hướng về Độc Cô Cầu Bại bổ xuống. Đến hay lắm, Độc Cô Cầu Bại trong con ngươi lộ ra một tia cường đại chiến ý. Như vậy Đao Hà, mới có thể để hắn chân chính sản sinh hứng thú. Nếu không thì xem như là trấn thủ sứ thì lại làm sao? Không ở đế thành bên trong, không có thiên đạo khí vận gia trì, cùng một loại tuyệt thế đế quân cũng không có gì khác biệt. Một đao này, để Độc Cô Cầu Bại thấy hàng là sáng mắt. Ầm ầm ầm, tứ phương hư không kịch liệt rung động, sương mù hỗn độn bốc lên, từng đạo sáng chói kiếm quang lặng yên không tiếng động hiện lên trong hư không. Rậm rạp chằng chịt kiếm quang, xem ra có ngàn tỷ đạo, mỗi một đạo đều lập lòe bén nhọn phong mang. Sau lưng Độc Cô Cầu Bại, càng là có thêm một đạo to lớn thần kiếm, nối liền trời đất. Như kiếm đại đạo hóa thân giống như vậy, cao quý, uy nghiêm mà thần bí. Kiếm đến, Độc Cô Cầu Bại hờ hững nói ra, ngàn tỷ đạo kiếm ánh sáng ngang trời mà đến, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, theo hắn bỗng nhiên nắm chặt, nhất thời hóa thành một thanh ba thước thanh phong kiếm, sau đó hướng về trong hư không cái kia một bóng người, một kiếm chém xuống. Răng rác, phảng phất vòm trời đều bị xé nứt ra, chói lóa mắt hào quang,
chiếu sáng này một mảnh hỗn độn hoang dã. Kiếm khí cùng đao mang va chạm, bạo phát ra hủy thiên diệt địa ánh sáng, mênh mông cuồn cuộn càn quét ra. Oanh, cái kia một bóng người trực tiếp bị ba thước thanh phong kiếm xé rách, ở trong hư không nổ thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng. Đao Hà nhưng là cả người kịch liệt rung động, nháy mắt phun trào khỏi vô tận xương máu, toàn bộ người đều biến thành một người toàn máu, trực tiếp bay ngang ra ngoài. Sắc mặt của hắn thảm trắng cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hoảng sợ vẻ mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới, thân là tuyệt thế đế quân chính hắn, coi như là thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, ngưng tụ đại đế dấu ấn, sử dụng tới cấm kỵ đao thuật dĩ nhiên cũng không có cách nào làm sao Độc Cô Cầu bại. Trong lòng hắn chiến ý toàn tiêu, nháy mắt xoay người, hướng về kiếm diệt vị trí điên cuồng bỏ chạy. Hắn đã chặn lại rồi Độc Cô Cầu bại hai kiếm, nếu như kiếm diệt phá tan rồi kiếm trận, bọn họ còn có hy vọng chạy ra sinh ngày, nếu như phá không mở, vậy thì lôi kéo kiếm diệt cùng chết đi. Nói tóm lại, Đao Hà là không dám lại đối mặt Độc Cô Cầu bại. Oanh, nhưng vào lúc này, kiếm diệt quanh thân mênh mông khí huyết bốc lên, dĩ nhiên có một luồng cực đạo đế uy tràn ngập ra, sáng chói phù văn lượn lờ ở xung quanh hắn, để hắn toàn bộ người đều tựa như đã biến thành một vị thức tỉnh cổ chi đại đế. Cái kia 108 chuôi cổ kiếm khẽ run lên, dĩ nhiên tự động phân loại ra, lộ ra đường nối. Thật sự phá tan rồi kiếm trận. Ha ha ha, kiếm diệt, lão phu không có nhìn lầm ngươi. Đao Hà trên mặt lộ ra cực kỳ mừng như điên vẻ mặt, ha ha bắt đầu cười lớn. Phá tan rồi kiếm trận không sai, nhưng vì để ta có thể an toàn ly khai, ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi. Kiếm diệt quay về Đao Hà cười nhạt một cái nói, trong lòng bàn tay một đạo giết chóc kiếm nổi lên, sau đó hướng về Đao Hà lăng không chém một cái. Sáng chói kiếm quang chói lóa mắt, phảng phất là kiếm diệt uẩn nhưỡng đã lâu hủy diệt kiếm quang, uy lực vô cùng, để Đao Hà đều cảm giác được tê cả da đầu. Chém ra chiêu kiếm này phía sau, kiếm diệt đầu cũng không quay lại, trong phút chốc hóa thành một đạo lưu quang, lướt ra ngoài kiếm trận, hướng về hỗn độn trong hoang dã thật nhanh na di mà đi. Kiếm diệt, người khốn nạn, ta coi như là thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phía sau, Đao Hà điên cuồng mà oán độc âm thanh vang lên, tràn đầy lửa giận ngập trời. Đao Hà bị kiếm diệt động tác sợ ngây người, hắn căn bản không nghĩ tới, kiếm diệt dĩ nhiên để lại một mình hắn, một mình chạy trốn. Nhưng này một đạo giết chóc kiếm quang rừng rực lóa mắt, uy lực vô cùng, Đao Hà căn bản không cách nào chống đối, chỉ có thể cứng rắn dừng lại thân hình, sau đó hướng về một bên né tránh ra. Mà giờ khắc này, phía sau truyền đến một luồng lạnh như băng kiếm ý khí tức. Đao Hà cực kỳ chật vật quay đầu lại, chính là Độc Cô Cầu bại hờ hững bình tĩnh ánh mắt, còn có một đạo óng ánh chói mắt kiếm khí đập vào mi mắt. Ầm ầm ầm, kiếm khí yên diệt tất cả, xé rách tất cả sinh cơ. Hết thảy đều bị kiếm quang mai táng, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở hỗn độn bên trong. Mưa máu bay tán loạn bên trong, một luồng minh mông thiên đạo khí vận tràn vào đến rồi Độc Cô Cầu bại trong cơ thể. Đao Hà chấn thủ sứ, chết. Chương 3222, đại tranh chi thế. Kiếm Hùng cùng Đao Hà, hai đại đế thành chấn thủ sứ, tất cả đều chết ở Độc Cô Cầu bại kiếm hạ. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng với Bạch Long Mã cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Xem ra, đế thành truy sát lệnh lại muốn nhiều một người. Vô Lương đạo nhân tự lẩm bẩm, thêm một cái người thì lại làm sao? Này chút chấn thủ sứ đều là một đám rác rưởi, chỉ là trốn ở đế thành bên trong không dám ra đây, nếu như không có thiên đạo khí vận gia trì, Lăng Tiêu cùng Độc Cô Cầu bại giết bọn họ như làm thịt chó. Lão Sơn Dương cười ngạo nghễ nói, Độc Cô tiền bối, kiếm diệt trốn, ta dẫn người đi truy sát hắn đi. Bạch Long Mã nhao nhao muốn thử nói ra, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hưng phấn vẻ mặt. Hắn như một đạo thiểm điện, nháy mắt liền đi tới Độc Cô Cầu bại trước mặt, một bộ chân chó dáng dấp, chút nào không có Long Mã kiêu ngạo. Ngươi có thể đuổi được hắn sao? Độc Cô Cầu bại thản nhiên nói, yên tâm đi, còn không có ta Long Mã không đuổi kịp người, coi như là tuyệt thế đế quân, cũng không có tốc độ của ta nhanh. Bạch Long Mã cười ngạo nghễ nói, giờ khắc này, kiếm diệt đã chạy ra khỏi 108 chuôi cổ kiếm phạm vi bao phủ, trong nháy mắt đã đến ngoài vạn dặm. Độc Cô Cầu bại cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, lăng không mà lên, ngồi ở Bạch Long Mã bên trên. Đã như vậy, vậy thì đuổi đi. Theo Độc Cô Cầu bại một tiếng lệnh hạ, Bạch Long Mã cực kỳ hưng phấn vung vẩy bốn vó, như một đạo thiểm điện, trong phút chốc ngang qua hư không mà đi. Long Mã nắm giữ Long tộc cùng Thiên Mã bộ tộc huyết mạch, nắm giữ cực tốc, có thể na di chư thiên, giống như là Bạch Long Mã tìm hiểu, chính là không gian đại đạo bản nguyên. Làm là thời kỳ thượng cổ đại đế vật cưỡi, Long Mã tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, coi như là kiếm diệt tu vi cao hơn hắn ra rất nhiều, nhưng dĩ nhiên cũng bị hắn từ từ kéo gần lại cự ly. Kiếm diệt, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngừng lại chịu chết đi,
nghĩ muốn tránh được ngươi Long Mã Gia Gia truy sát, căn bản là nằm mộng. Bạch Long Mã một bên hướng về kiếm diệt đuổi theo, một bên cực kỳ đắc ý hô lớn. Không sợ chết, cứ đến đuổi. Kiếm diệt ánh mắt lạnh lùng, quay đầu lại nhìn Bạch Long Mã cùng Độc Cô Cầu bại một cái nói. Hắn vẫn là hướng về hỗn độn trong hoang dã bay đi, tốc độ cực nhanh, toàn bộ người phảng phất hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang, chớp mắt vạn dặm. Cái tên này không sẽ là có hậu thủ gì chứ? Bạch Long Mã trong lòng có chút bồn chồn hỏi. Đuổi tới nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Độc Cô Cầu bại thản nhiên nói. Đuổi tự đuổi, ta phụ trách đuổi, người phụ trách giết. Bạch Long Mã ngạo kiều nói, tốc độ càng là tăng nhanh mấy phần. Bọn họ một đuổi một chạy, rất nhanh là đến hỗn độn trong hoang dã, phía trước có một đám mây sương mù bao phủ núi cao, tản ra hồng hoang mà cổ xưa khí tức. Mắt thấy kiếm diệt đang ở trước mắt, Bạch Long Mã trong lòng càng là vô cùng hưng phấn, đang muốn thừa thế xông lên đuổi tới thời điểm, kiếm diệt thân ảnh gặp lại, trực tiếp cướp vào đến đó mảnh trong mây mù, biến mất không thấy tung tích. Bạch Long Mã hơi hơi chần chờ, nhìn thấy Độc Cô Cầu bại cũng không hề nói gì, vẫn là đuổi theo, tiến vào cái kia mảnh núi cao bên trong. Oanh, vừa tiến vào đến cái kia mảnh núi cao bên trong, nhất thời cũng cảm giác được bốn phía hư không nổ vang rung động, một luồng man hoang khí phả vào mặt, giống như là tiến vào thượng cổ hồng hoang thế giới. Quả nhiên có hậu thủ sao? Độc Cô Cầu bại nhẹ giọng tự nói, trong con ngươi lộ ra một tia sáng chói phong mang. Kiếm diệt không có tiếp tục chạy trốn, tự ở trên đỉnh núi. Nhưng đỉnh núi bên trên, lại có 9 đạo trụ đá, mặt trên lượn lờ xiềng xích, xem ra cổ xưa thần bí, tản ra trận pháp mạnh mẽ gợn sóng. Kiếm diệt giờ khắc này, tự đứng ở đó 9 đạo trụ đá trung ương. Độc Cô Cầu bại, ngươi xác thực rất mạnh, kiếm đế truyền thừa tạm thời lưu ở chỗ của ngươi, nếu như ngươi không chết, ta sẽ đích thân tới lấy. Kiếm diệt sâu sắc nhìn Độc Cô Cầu bại một cái nói. Oanh, sau đó, hắn cực kỳ quả quyết vỗ một cái 9 đạo trụ đá. Nhất thời hào quang óng ánh đưa hắn bao phủ lại. Cái kia 9 đạo xiềng xích đều là đứt thành từng khúc, một luồng cường đại không gian rung động tràn ngập ra, trong phút chốc đem kiếm diệt cuốn lên, sau đó biến mất ở Độc Cô Cầu bại cùng Bạch Long Mã trước mặt. Đại đế lưu lại truyền tống trận sao? Nguyên lai đây mới là đường lui của ngươi. Độc Cô Cầu bại thản nhiên nói, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, phảng phất không có chút nào bất ngờ. Ầm ầm ầm, nhưng tự ở đằng kia 9 đạo xiềng xích gãy vỡ phía sau, tứ phương hư không rung động. Từng đạo tiếng gào to vang vọng hư không, 9 vị cực kỳ to lớn hồng hoang cự thú hiện ra, tản ra một đời không ai bì nổi hung sát chi khí, lạnh lùng mà khát máu con mắt nhìn chòng chọc vào Độc Cô Cầu bại cùng Bạch Long Mã. 9 đại hồng hoang cự thú, không tốt, đây là kiếm diệt lưu lại cạm bẫy. Bạch Long Mã kinh hãi đến biến sắc nói, trong lòng hắn vừa giận vừa sợ, căn bản không nghĩ tới kiếm diệt chạy trốn phía sau dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực, trực tiếp thả ra 9 đại hồng hoang cự thú. Đây chính là có thể so với 9 đại tuyệt thế đế quân hồng hoang cự thú, từng cái hung uy cuồn cuộn ngất trời. Không phải thật hồng hoang cự thú, chẳng qua là chiến linh thôi. Chúng nó đều bị trấn áp tại bên trong đại trận kia, kiếm diệt trước khi rời đi phá hủy đại trận, đưa chúng nó phóng ra. Độc Cô Cầu bại thản nhiên nói, coi như là chiến linh cái kia cũng rất mạnh, chúng ta vẫn là chạy mau đường đi. Bạch Long Mã thấp thỏm trong lòng nói, không còn kịp rồi, nghĩ phải rời đi nơi này. Chỉ có làm thịt này 9 đại chiến linh mới được. Long Mã, ta đón lấy có thể không có tinh lực bảo vệ ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Độc Cô Cầu bại cười nhạt một tiếng nói, sau đó lăng không mà lên, nóng rực kiếm quang nở rộ ra, một kiếm hướng về 9 đại chiến linh tiến lên nghênh tiếp. Khốn nạn, Bạch Long Mã nhất thời cảm giác được có chút tê cả da đầu, hướng về xa xa Na Di mà đi. Nhưng này trong vòng ngàn dặm núi cao, phảng phất đều bị trận pháp không gian bao phủ, căn bản không cách nào chạy đi. Giống như là Độc Cô Cầu bại nói như vậy, chỉ có chém giết 9 đại chiến linh, mới có thể ly khai. Nhưng này 9 đại chiến linh, nhưng là hồng hoang cự thú chiến linh, coi như là tu vi kém hơn tuyệt thế đế quân, nhưng cũng là cực kỳ kinh khủng. Độc Cô Cầu bại cùng 9 đại chiến linh đại chiến thời điểm, Bạch Long Mã chỉ có thể chung quanh Na Di, toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra, không ngừng tránh né 9 đại chiến linh công kích, hết sức chật vật. Ầm ầm ầm, kiếm khí tung hoành, thần quang rừng rực, kèm theo cổ xưa hùng hồn tiếng thú gào. Độc Cô Cầu bại cùng 9 đại chiến linh triển khai cực kỳ kịch liệt đại chiến. 9 đại chiến linh đều là linh hồn thân thể, đã không có thân thể, bị phong ấn ở trong trận pháp vô số năm, bây giờ bất quá chỉ có cao cấp đế quân sức chiến đấu thôi. 9 đại cao cấp đế quân, đối với Độc Cô Cầu bại, còn không cách nào tạo thành uy hiếp gì. Chốc lát phía sau, 9 đại chiến linh tự toàn bộ chết ở Độc Cô Cầu bại kiếm hạ. Thực sự là tiện nghi kiếm diệt tiểu tử kia, Bạch Long Mã có chút căm giận nói, còn sẽ gặp lại. Độc Cô Cầu bại cười nhạt một tiếng nói, sâu sắc nhìn xa xa núi cao nhất nhãn,
sau đó cưỡi lên Bạch Long Mã sau lưng, xoay người mà đi. Rất nhanh, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cũng là đuổi theo. Chúng ta đi nơi nào? Lão Sơn Dương hỏi, lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới 12 đế thành. Độc Cô Cầu Bại chậm rãi nói ra, khi lấy được kiếm đế truyền thừa phía sau, Độc Cô Cầu Bại lờ mờ cảm giác được, này Vĩnh Hằng Đế Lộ chỉ sợ cũng muốn không bình tĩnh, có một loại mưa gió nổi lên kiềm chế khí tức. Hắc ám sinh linh, vừa nghĩ tới hắc ám sức mạnh, Độc Cô Cầu Bại trong lòng tự sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Cho tới đế thành trấn thủ sứ chết, cùng hắc ám sinh linh so ra, cái kia tự không coi vào đâu. Tốt, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều là gật gật đầu. Bọn họ một chuyến bốn người, lấy tốc độ cực nhanh rời đi Hỗn Độn hoang dã, hướng về Vĩnh Hằng Đế Lộ tận đầu Na Di mà đi. Cho tới kiếm hùng cùng Đao Hà chết, tự nhiên ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên đưa tới sóng lớn mênh mông. Bất quá, cũng không có người đem bọn hắn chết toán ở Độc Cô Cầu Bại trên người, ngược lại là đem bọn hắn chết toán ở Lăng Tiêu trên người. Kiếm Diệt ly khai phía sau, tự lại mùi từng xuất hiện, sở dĩ cũng không người nào biết trận chiến đó chân tướng. Nhưng kiếm hùng cái kia chút thủ hạ, nhưng là gặp Độc Cô Cầu Bại, hơn nữa còn là ngụy trang thành Lăng Tiêu Độc Cô Cầu Bại. Sở dĩ, Lăng Tiêu xuất hiện ở Thiên Kiếm Đế thành phụ cận, chém giết kiếm hùng trấn thủ sứ cùng Đao Hà trấn thủ sứ sự tình, nháy mắt tự truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Lộ. Lần này, Lăng Tiêu là thật nổi danh. Cái gì? Cái kia Lăng Tiêu xuất hiện ở Thiên Kiếm Đế thành, chém giết kiếm hùng trấn thủ sứ cùng Đao Hà trấn thủ sứ. Kẻ này cũng quá hung tàn đi. Hí, cái này Lăng Tiêu thật không hổ là trấn thủ sứ khắc tinh a, lần này e sợ tất cả đế thành trấn thủ sứ đều cũng không dám nữa ly khai đế thành. Đế thành trấn thủ sứ cũng không phải đại cải trắng a, từng cái đều là tuyệt thế đế quân. Cái kia Lăng Tiêu giết đế thành trấn thủ sứ như cắt rau gọt dưa một loại dễ dàng, hắn mạnh như thế nào? Khó nói, phàm là gặp Lăng Tiêu người đều đã chết. Lăng Tiêu không phải là muốn một đường giết tới 12 đế thành đi thôi. Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, vô số người thí luyện đều đang nghị luận Lăng Tiêu. Trúc Cửu Âm, Vân Không Tử, Kiếm Hùng, Đao Hà. Bốn đại trấn thủ sứ, tất cả đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, để đông đảo người thí luyện đều là kinh thán không thôi, thậm chí để Lăng Tiêu danh tiếng, truyền vào một ít cổ chi thiên kiêu trong tai. Nhưng từ cái kia phía sau, Lăng Tiêu tự cũng không có xuất hiện nữa. Rất nhiều người đều nhận thức là, Lăng Tiêu hoặc là có che giấu hơi thở phương pháp, xen lẫn vào đế thành bên trong, hoặc là chính là tiến vào hỗn độn trong hoang dã. Nhưng không quản bọn họ làm sao suy đoán, Lăng Tiêu đã từ từ thành vì Vĩnh Hằng Đế Lộ một cái truyền thuyết. Theo thời gian trôi đi, Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên chém giết càng phát thảm thiết. Tất cả mọi người nghĩ muốn đặt chân Vĩnh Hằng Đế Lộ tận đầu, đi tranh cướp tạo hóa, chư thiên vạn giới người thí luyện, vô số thiên kiêu yêu nghiệt, ở đây một cái đế lộ bên trên triển khai huyết chiến, lưu lại vô số hài cốt. Cái gọi là thiên kiêu, một khi ngã xuống, cũng còn như bụi bặm giống như vậy, mất đi bất kỳ ánh sáng. Thế nhưng ở Vĩnh Hằng Đế Lộ chinh chiến trong quá trình, nhưng cũng xuất hiện một ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật vô thượng, chói lóa mắt, bị người nhận thức là có khả năng nhất đi tới Vĩnh Hằng Đế Lộ cuối người. Vĩnh Hằng Đế Lộ gió, thổi qua không gian hỗn độn, thổi qua chư thiên vạn giới, chứng kiến vô số đại chiến sinh tử, cũng chứng kiến vô số thiên kiêu chôn xương, anh hùng đẫm máu, để lại từng đoạn xúc động lòng người cảm động cố sự. 10 năm, 50 năm, 100 năm trôi qua. Rốt cục, có người thí luyện thông qua 96 tòa đế thành thử thách, tiến vào sau cùng 12 đế thành bên trong. 12 đế thành, sừng sững ở Vĩnh Hằng Đế Lộ tận đầu. 12 tòa cổ xưa thành trì, cao tới ngàn tỷ dặm, như thái cổ núi thần giống như vậy, ngủ đông ở không gian hỗn độn bên trong, cổ lão, hùng vĩ mà bất hủ. Chúng nó lẫn nhau trong đó vần quanh, phảng phất tạo thành một cái to lớn vòng tròn, đem chính giữa nhất một mảnh hỗn độn bao vây lại. Cái kia mảnh hỗn độn đại diện cho hư vô, chính là một mảnh hư vô chi địa, không có bất kỳ người nào đặt chân qua trong đó, sở dĩ đều đem xưng chi là thế giới tận đầu. 12 đế thành, đều là vô chủ thành, ngoại trừ có bộ phần vận khí tương đối khá người thí luyện, là vừa bắt đầu đã bị truyền đến 12 đế thành bên trong, đại bộ phận tiến vào 12 đế thành người thí luyện, đều là vạn người chưa chắc có được một tuyệt thế thiên kiêu, trải qua vô số chém giết đẫm máu, mới tiến vào ở đây. 12 đế thành tuy rằng vô chủ, không có trấn thủ sứ, nhưng cũng có một chút thổ dân sinh linh, bọn họ sinh hoạt ở 12 đế thành bên trong, nghỉ lại lớn mạnh, cũng đã trở thành một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Bất quá 12 đế thành thổ dân sinh linh, đa số ẩn thế mà ở, hơn nữa trung lập, không tham dự bất kỳ tranh cãi tranh đấu, chỉ là mở các loại tử lâu cửa hàng, cùng người thí luyện làm ăn thôi. Nhưng 12 đế thành thổ dân sinh linh, gần nhất một cái động tác lớn, nhưng đưa tới vô số người thí luyện bàn tán sôi nổi. Chứng đạo bảng, 12 đế thành thổ dân sinh linh, căn cứ đông đảo người thí luyện biểu hiện,
từ ngàn tỷ người thí luyện bên trong Tống gia chứng đạo bảng, tổng cộng có 36 người vào bảng. Tên như ý nghĩa, chứng đạo bảng ý tứ cũng chính là, chứng đạo bảng bên trên người, hầu như người người đều có chứng đạo thành đế hy vọng. Sở dĩ, này 36 người, cũng bị nhiều chuyện người xưng chi là 36 vương. Bất quá 36 vương bên trong, đại bộ phận đều là một ít tự phong cổ chi thiên kiêu yêu nghiệt, đời này thiên kiêu lên bảng cũng không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Nhất để mọi người kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu cũng tới bảng. Chứng đạo bảng người thứ 36, sát vương Lăng Tiêu. Chủ yếu chiến tích, chém giết Trúc Long đế thành trấn thủ sứ Trúc Cửu Âm, chém giết Côn Bằng đế thành trấn thủ sứ Vân Không Tử, chém giết Thiên Kiếm đế thành trấn thủ sứ Kiếm Hùng, chém giết Thiên Đao đế thành trấn thủ sứ Đao Hà, truyền thừa 4 thức cấm kỵ chi trong Đao A Tỷ địa ngục táng thiên đao, hung tàn thích giết chóc, hư hư thực thực tiến nhập hỗn độn hoang dã, tâm tích không rõ. Chứng đạo bảng vừa ra, e sợ này 12 đế thành lại phải loạn chứ. Không phải là, chứng đạo bảng trên 36 người, chỉ cần giết chứng đạo bảng trên người là có thể thay vào đó, ai có thể không động lòng. Tuy rằng trong này chỉ sợ là có cái kia chút thổ dân sinh linh dụng tâm hiểm ác, nhưng rất nhiều người cũng không nhịn được cái này mê hoặc chứ. Chứng đạo bảng trên người không phải là dễ giết, bọn họ đều có hy vọng tiến nhập cuối cùng nơi, bước lên thế giới tận đầu, đi tranh cướp chứng đạo cơ duyên, thậm chí là siêu thoát bí mật. Nếu là có người mắt không mở, chết rồi cũng là chết vô ích. Các ngươi nói, sát vương Lăng Tiêu thế nào? Lăng Tiêu, kha kha, hắn có thể đi vào chứng đạo bảng cũng là vận khí thôi, ta nghe nói hắn chém giết 4 đại đế thành trấn thủ sứ, đều là sử dụng hèn hạ âm mưu thủ đoạn, cũng không phải là bản thân của hắn thực lực chân chính. Bằng không, cũng sẽ không chỉ bị đứng hàng ở vị cuối cùng. Không sai, sát vương, danh tự này vốn là không tốt, ta nhìn Lăng Tiêu nếu như dám xuất hiện ở 12 đế thành bên trong, e sợ ngay lập tức sẽ bị người khiêu chiến, thậm chí chém giết. 12 đế thành bên trong, tất cả mọi người ở dồn dập nghị luận chứng đạo bảng. Mà giờ khắc này, bọn họ trong miệng nghị luận người kia, cuối cùng từ hỗn độn trong hoang dã gió bụi mệt mỏi tiêu sái đến, thấy được cái kia 12 tòa nối liền trời đất hùng vĩ đế thành. Chương 3223, âm dương đế thành. Sốt cục ly khai hỗn độn hoang dã, ha ha ha. Một đạo mừng rỡ như điên thanh âm vang lên, xen lẫn vui sướng đầm đìa tiếng cười lớn, chấn động khắp nơi. Vĩnh hằng đế lộ bên trên, hai bóng người từ hỗn độn bên trong lướt ra khỏi, thấy được phía trước tòa kia cổ xưa hùng vĩ đế thành. Chính là Lăng Tiêu cùng Côn Bằng, chỉ bất quá hai người bọn hắn xem ra đều hết sức chật vật, Lăng Tiêu quần áo trên người phá nát, còn có đạo đạo vết máu nhuộm dần, sợi tóc cuồng loạn không ngớt, một trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, xem ra dường như gọi hoa tử. Mà Côn Bằng trên người, hơn phân nửa cánh chim đều bóc ra, như là một con sắp bị nướng chín gà nướng giống như vậy. Chớp cánh vai, trên người còn có một đạo đạo rậm rạp chằng chịt miệng vết thương, không ngừng có vết máu chảy ra. Tiếng cười điên cuồng chính là từ Côn Bằng trong miệng phát ra. Quá không dễ dàng, bọn họ rốt cục rời đi cái kia ác mộng một loại hỗn độn hoang dã. Nếu như hiện tại lại cho Côn Bằng một lần cơ hội, hắn tình nguyện đi chết, đều không nghĩ lại tiến vào hỗn độn trong hoang dã. Quả thực so với địa ngục còn đáng sợ hơn. Ở đế thành truy sát lệnh phía sau, Lăng Tiêu cùng Côn Bằng bất đắc dĩ bên dưới tiến vào hỗn độn trong hoang dã, một đường trên đã trải qua thiên tân vạn khổ, vô số lần hiểm chết còn sinh, đến cuối cùng bọn họ quả thực đều sắp tuyệt vọng. Hỗn độn trong hoang dã, đâu đâu cũng có một mảnh hỗn độn, quạnh hiu cùng u ám là chủ đề vĩnh hằng, ở đây không chỉ có các loại các dạng hồng hoang cự thú, kỳ kỳ quái quái viễn cổ ma trùng, còn có đế chiến ngã xuống chỗ, thế giới phá toái di tích, các loại các dạng nguy hiểm đơn giản là khó lòng phòng bị. Tuy là Lăng Tiêu chiến lực cường đại, tuy là Côn Bằng nắm giữ cực tốc có thể na di chư thiên, bọn họ vô số lần vẫn là kém một chút chết ở hỗn độn trong hoang dã. Bọn họ là dựa vào một luồng niềm tin, chống đỡ đến bây giờ. Hỗn độn trong hoang dã, không có bất kỳ người thí luyện, có chỉ là không ngừng giết chóc cùng đếm không hết hiểm cảnh tuyệt địa, đến cuối cùng bọn họ càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng sa sút, nhưng ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén, quanh thân sát khí cũng càng ngày càng dày đặc. Đương nhiên, cũng có cơ duyên. Hỗn độn trong hoang dã có một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo, cũng có một chút cường giả lưu lại truyền thừa, sở dĩ để Lăng Tiêu cùng Côn Bằng tu vi đều là tăng lên không ít. Nhưng cùng nguy cơ sống còn so với, cơ duyên tựu không tính cái gì. Gần trăm năm, bọn họ đi ngang qua hỗn độn hoang dã, hoàn thành một lần khó có thể tưởng tượng tráng cử. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là xông đi ra, thấy được cái kia một tòa nối liền trời đất, bất hủ bất diệt hồng hoang thành lớn. Không sai, chúng ta đi ra, 12 đế thành. Chúng ta hẳn là đã đi tới vĩnh hằng đế lộ tận đầu. Lăng Tiêu trong con người cũng là lóe lên vẻ kích động, ánh mắt óng ánh mà sáng sủa. 100 năm, dù hắn tâm cảnh đã bị chui luyện giếng nước yên tĩnh, nhưng giờ khắc này nhìn thấy trước mắt tòa kia hồng hoang thành lớn,
Lăng Tiêu vẫn là không kìm nén được tâm tình kích động. Âm Dương Đế Thành, ha ha, quả nhiên là 12 đế thành, lại cũng không có đáng chết trấn thủ sứ làm khó dễ chúng ta, đi một chút đi, vào thành. Lão tử muốn 12 cái nữ nhân hầu hạ ta mặc quần áo, muốn tốt nhất đầu bếp cho ta làm một bàn mỹ vị chân hào. Côn Bằng ánh mắt rơi ở đế thành phía trên bốn chữ lớn bên trên, vô cùng hưng phấn, tầng tầng không ngớt nói ra. Trước mắt tòa này hồng hoang thành lớn, chính là Âm Dương Đế Thành. Từ xa nhìn lại, Âm Dương Đế Thành đan xen âm dương nhị khí, xem ra mờ mịt mà thần bí, lưu động các loại đạo vận, phảng phất cùng tứ phương hỗn độn hư không hợp thành một thể. Lăng Tiêu đã biết rồi, này 108 tòa đế thành, chính là cái kia 108 loại bí thuật đại biểu đại đạo chi lực, Âm Dương Đế Thành thuộc về 12 chí tôn bí thuật một trong, bọn họ tự nhiên cũng là đến rồi 12 đế thành. 12 đế thành bên trong, không có trấn thủ sứ, giữ gìn trật tự chính là thiên đạo lực lượng, cho nên tới đến rồi 12 đế thành, tự lại cũng không có trấn thủ sứ khó vì bọn họ. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân bọn họ cần phải cũng đã tới 12 đế thành chứ. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, tràn đầy mong đợi. Ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên chinh chiến chém giết lâu như vậy, trong lòng uể oải đến cực điểm, tự càng phát nhớ nhung những cố nhân kia. Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút lo lắng, Vĩnh Hằng Đế Lộ hung hiểm dị thường, không biết bọn họ có mạnh khỏe hay không. Lăng Tiêu cùng Côn Bằng hướng về Âm Dương Đế Thành đi đến. Từ Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, không ngừng có khí tức cường đại người thí luyện lướt ra khỏi, từng cái trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hưng phấn cùng kích động vẻ mặt, hướng về Âm Dương Đế Thành hội tụ đến. Tức chính là thông qua 96 tòa đế thành thí luyện, từng bước đi tới, so với tiến nhập hỗn độn hoang dã muốn an toàn rất nhiều, nhưng có thể đi tới cuối cùng, đi tới 12 đế thành bên trong, không có chỗ nào mà không phải là vạn người chưa chắc có được một thiên chi kiêu tử. Lăng Tiêu cùng Côn Bằng đều có thể phát hiện, những người thí luyện kia từng cái khí tức ngưng tụ, thực lực khủng bố, hầu như tất cả đều là cao cấp đế quân trở lên cường giả. Đương nhiên, tình cờ có một ít thấp cấp đế quân cùng trung giai đế quân, rất có thể là một ít người may mắn, trực tiếp bị truyền đến 12 đế thành bên trong. Hả, Hắc Ám Lăng Tiêu dĩ nhiên ở Âm Dương Đế Thành bên trong. Lăng Tiêu không do được trong lòng hơi động, hắn dĩ nhiên từ Âm Dương Đế Thành bên trong cảm thấy Hắc Ám Lăng Tiêu khí tức. Hắn vị này phân thân, trước bởi vì cách xa nhau khá xa, sở dĩ cũng không có cách nào phát hiện đến Hắc Ám Lăng Tiêu vị trí cụ thể. Thế nhưng tới gần Âm Dương Đế Thành bên trong thời điểm, Lăng Tiêu dĩ nhiên cảm thấy Hắc Ám Lăng Tiêu ở nơi này Âm Dương Đế Thành xung quanh khu vực. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu cùng Côn Bằng nhìn thấy Âm Dương Đế Thành hai miếng cổ lão trong cửa chính, không ngừng có người thí luyện bay ra, thậm chí đưa tới không nhỏ rối loạn. Bọn họ 3, 5 phần 17, từng cái thực lực mạnh mẽ, nhưng đều là hướng về cùng một phương hướng mà đi, hơn nữa hai bên còn ở trò chuyện với nhau cái gì. Các ngươi nói, Tử Khô Lâm trận chiến này, Triệu Nhật Thiên cùng Sở Cuồng trong đó, đến tột cùng ai thắng ai thua? Khó nói. Ta cảm thấy được Triệu Nhật Thiên không hẳn sẽ là Sở Cuồng đối thủ, dù sao Sở Cuồng phía sau, chính là chứng đạo bảng thứ 18 Đao Ma. Triệu Nhật Thiên phía sau cũng có người nói Triệu Nhật Thiên cùng ma chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, ma chủ hung uy cuồn cuộn ngất trời, nhưng là bị danh tiếng là không kém gì chứng đạo bảng trên cường giả. Ma chủ tuy mạnh, nhưng cùng Đao Ma so ra, cũng kém không ít chứ. Mọi người tiếng bàn luận truyền vào Lăng Tiêu cùng Côn Bằng trong tai, nhất thời để hai người bọn họ sửng sốt. Triệu Nhật Thiên, Lăng Tiêu không do được trong lòng hơi động, nghe chúng nhân nói chuyện với nhau ý tứ, dĩ nhiên là Triệu Nhật Thiên muốn cùng người khác ước chiến sao. Theo sau nhìn, Lăng Tiêu vỗ vỗ Côn Bằng đầu nói, Côn Bằng tuy rằng hết sức nghĩ thế khắc tiến vào Âm Dương Đế Thành bên trong, nhưng tương tự là bị trận chiến này tin tức hấp dẫn, gật gật đầu, nhanh chóng đi theo. Rất nhanh, từ mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, Lăng Tiêu cùng Côn Bằng liền biết rồi chuyện ngọn nguồn. Nguyên lai. 12 đế thành bên trong xuất hiện một phần chứng đạo bảng, mặt trên tổng cộng có 36 vị tuyệt đại thiên kiêu lên bảng, mỗi một vị đều là kinh tài tuyệt diễm chi tư, vạn cổ khó tìm yêu nghiệt, bị xưng là nhất định có thể chứng đạo thành đế người. Đao Ma, chứng đạo bảng thứ 18, ma tộc thượng cổ thiên kiêu, yêu nghiệt vô song, thực lực vô cùng khủng bố. Mà hắn Lăng Tiêu, dĩ nhiên cũng bị người xếp vào đến rồi chứng đạo bảng, chỉ có điều đứng hàng 36, vị cuối cùng. Lăng Tiêu chém giết bốn đại trấn thủ sứ chuyện tích ở 12 đế thành bên trong truyền lưu, rất nhiều người đều nhận thức là như Lăng Tiêu có thể từ hỗn độn trong hoang dã đi ra, chỉ sợ thực lực chân chính, sẽ càng mạnh hơn. Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần hai người này theo Hắc Ám Lăng Tiêu đồng thời, sớm liền đi tới Âm Dương Đế Thành, đúng lúc gặp bọn họ nghe được Đao Ma người theo đuổi Sở Cuồng, đối với Lăng Tiêu nhiều có nói năng lỗ mãng, thậm chí nói Lăng Tiêu có tiếng không có miếng, coi như là còn sống, cũng quyết định tiếp không hạ Đao Ma một đao. Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần đều tức giận,
hơn nữa bị hữu tâm nhân sở kích bên dưới, Triệu Nhật Thiên dĩ nhiên cùng Sở Cuồng định ra rồi ước chiến, hơn nữa còn là cuộc chiến sinh tử. Tựu ở hôm nay, Âm Dương Đế Thành ở ngoài Tử Khô Lâm bên trong. Triệu Nhật Thiên cái tên này, hà tất như vậy? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, nhưng trong lòng thì hiện ra một tia dòng nước ấm. Không đúng vậy, Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên không phải kẻ thù của ngươi sao? Luôn luôn ham muốn đánh bại ngươi, làm sao sẽ vì ngươi cùng người khác cuộc chiến sinh tử? Tiểu tên béo da đen côn bằng, có chút hoài nghi nói ra. Nói nhăng gì đó, chúng ta đó là cũng địch vừa bạn, hơn nữa tiểu tử này lòng dạ rất cao, tự xưng là không kém gì ta. Nếu là ta không có tư cách trên chứng đạo bảng, hắn chẳng phải là cũng không có tư cách. Ta nhìn cái tên này, là mình muốn trên chứng đạo bảng mới sẽ bị người sở kích đi. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, suy đoán của hắn, cũng là 89/10, lấy Triệu Nhật Thiên cái kia khinh thường hết thảy tính khí, chư thiên vạn giới bên trong có thể bị hắn coi làm đối thủ chỉ có Lăng Tiêu một người thôi. Không cần nói là chỉ là chứng đạo bảng thứ 18 đao ma, coi như là đệ nhất tên kia, hắn cũng không có để ở trong mắt. Cái này Triệu Nhật Thiên, sẽ là cái kia cái gì Sở Cuồng đối thủ sao? Côn bằng đối với này biểu thị hoài nghi, dù sao, từ mọi người qua đối thoại có thể thấy được. Cái kia Sở Cuồng mặc dù là đao ma người theo đuổi, nhưng tu vi cũng đã đạt đến đế quân cảnh 9 tầng, tuyệt thế đế quân cảnh giới. Mà Triệu Nhật Thiên tu vi, thật giống chỉ là đế quân cảnh 8 tầng. Mặc dù chỉ là một tầng kém, nhưng là đối với loại cấp bậc này thiên tài tuyệt thế tới nói, đó chính là khác nhau một trời một vực. Yên tâm đi, tuy rằng ta cũng không biết cái kia Sở Cuồng là ai, nhưng hắn khẳng định không phải là đối thủ của Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, đúng là đối với Triệu Nhật Thiên tràn đầy tự tin. Đường đường thiên đế con trai, nếu như liền một cái không có trên chứng đạo bảng gia hỏa đều không đối phó được, cái kia còn không thấy ngại nói mình là thiên đế con trai sao? Kỷ nguyên trước, Triệu Nhật Thiên cha hắn nhưng là quét ngang quần hùng, tung hoành vô địch, lấy thiên hạ đệ nhất nhân chi tư, hung hăng tuyệt luân, cuối cùng chứng đạo thiên đế, chúa tể chư thiên. Triệu Nhật Thiên nhưng là được xưng muốn vượt qua cha hắn, chỉ là một cái Sở Cuồng, tự nhiên không coi vào đâu. Cái kia ta đối với trận chiến này, cũng thật là càng phát cảm thấy hứng thú. Chính là không biết cái kia đao ma ở không ở, kha kha, người theo đuổi bại ở Triệu Nhật Thiên trong tay, cái kia đao ma chỉ sợ sẽ không giảng hòa chứ. Côn bằng một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn dáng vẻ, cười hắc hắc nói. Đi trước nhìn kỹ hãng nói. Lăng Tiêu không tỏ rõ ý kiến nói. Tử Khô Lâm cự ly Âm Dương Đế Thành cũng không xa, chỉ có 1 triệu dặm cự ly, đối với đế quân cảnh cường giả tới nói, bất quá là khoảnh khắc mà tới. Tử Khô Lâm trong vòng ngàn dặm, mọc đầy một loại màu tím cây cối. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng đã hoàn toàn khô héo, không có bất kỳ sinh cơ. Cây khô thành rừng, nhưng cũng bị hỗn độn khí nhuộm dần, đã biến thành một chỗ cực kỳ kỳ dị địa vực, như là bên trong dấu tiểu thế giới giống như vậy, huyền diệu dị thường. Ở đây cũng là Âm Dương Đế Thành bên trong, vô số nghĩ muốn đại chiến sinh tử người thí luyện, lựa chọn chiến trường. Tử Khô Lâm tử cây khó có thể hủy diệt, hơn nữa ở đây đại chiến, phảng phất càng dễ dàng phân ra sinh tử, bởi vậy bị Âm Dương Đế Thành bên trong người thí luyện coi vì sinh tử chiến trường. Lăng Tiêu cùng Côn Bằng, rất nhanh là đến Tử Khô Lâm. Tử Khô Lâm bên trong, đã hội tụ mấy trăm vị khí tức cường đại người thí luyện, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào giữa không trung hai cái người trên người. Một cái thanh niên mặc áo bào tím, cầm trong tay một thanh màu tím chiến đao, vóc người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, quanh thân đao ý tung hoành, ác liệt vô cùng. Chính là đao ma người theo đuổi, Sở Cuồng. Một cái khác trên người mặc hoàng kim chiến giáp. Quanh thân phảng phất có ngọn lửa màu vàng óng đang thiêu đốt, sợi tóc múa tung, khuôn mặt tuấn lãng, tự có một loại phong thần như ngọc khí tức, khác nào chiến thần ở đời, ngạo nghễ dáng trần. Bất quá cái kia cố cực kỳ tao bao dáng dấp, cùng với trong con ngươi ngạo nghễ điên cuồng phóng, để Lăng Tiêu nhất nhãn tự nhận ra được. Triệu Nhật Thiên, không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một nụ cười, ầm ầm ầm, Triệu Nhật Thiên cùng Sở Cuồng lăng không mà đúng, quanh thân khí tức bốc lên. Như lang yên một loại mãnh liệt, ở trong hư không va chạm, bạo phát ra lôi đình một loại tiếng nổ âm. Cái kia cố cực kỳ khí thế kinh khủng va chạm, để mọi người chung quanh đều là cả người chấn động, từng cái trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mong đợi. Đây chính là một trận đại chiến, thậm chí dính đến chứng đạo bảng mặt trên hai vị vương giả tranh đấu. Bất quá đao ma chứng đạo bảng thứ 18, được xưng đao vương, mà Lăng Tiêu chứng đạo bảng thứ 36, được xưng sát vương. Ở mọi người nhìn lại. Triệu Nhật Thiên tự nhiên là thua nhiều thắng ít. Triệu Nhật Thiên, ngươi nếu như hiện tại nhận thức thua, chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ra ra dập đầu 3 cái vang đầu, sau đó nói một câu Lăng Tiêu là rác rưởi, không xứng đăng gần chứng đạo bảng, ta tạm tha ngươi không chết, làm sao?
Sở Cuồng nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy vẻ hài hước. Chịu thua, ngươi chỉ sợ là ở kiêu ngạo mộng chứ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng đánh giá Lăng Tiêu. Nếu như hắn trong này, ngươi ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp được, thì phải chết. Còn có cái gì đó đao ma, liền mặt đều không dám lộ một chút không? Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, đối chọi tương đối. Giữa ngươi và ta một trận chiến, còn chưa xứng để đao ma đại nhân tự mình giá lâm. Chờ ta chém ngươi, nắm đầu của ngươi trở lại tìm đao ma đại nhân phục mệnh chính là, ngươi ở nơi này tranh đua miệng lưỡi, nói không chắc cái kia Lăng Tiêu đã sớm là đã chôn thây ở hỗn độn trong hoang dã, liền 12 đế thành đều vào không được, thì lại làm sao kết hợp vào chứng đạo bảng. Sở Cuồng lãnh đạm nói ra, trong con ngươi tràn đầy khinh thường vẻ. Ít nói nhảm, ta tuy rằng cũng không ưa Lăng Tiêu tên kia, nhưng như ngươi vậy sâu kiến, còn chưa xứng bình luận hắn. Nếu ngươi không biết lợi hại, cái kia ta trước hết làm thịt ngươi, sau đó làm thịt đao ma, lấy mà thay thế. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi phong mang vô cùng, một thân chiến ý ngút trời, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động. Ầm ầm ầm, quanh người hắn sát ý sôi trào, để tứ phương hư không đều đang kịch liệt rung động, một luồng cực kỳ kinh khủng sát cơ đem trước mắt Sở Cuồng khóa chặt lên. Triệu Nhật Thiên ra tay rồi. Chương 3224, Triệu Nhật Thiên chiến Sở Cuồng. Ầm ầm, Triệu Nhật Thiên đấm ra một quyền, quyền ấn tung hoành vô cùng, như thái cổ thần sơn giống như vậy, ở trong hư không tỏa ra vô cùng vô tận uy thế. Triệu Nhật Thiên quanh thân hỗn độn ánh sáng bốc lên, cú đấm kia như hỗn độn khai thiên, trong phút chốc hiện ra ba thiên giới sinh diệt cảnh tượng. Thiên đế chi quyền, Triệu Nhật Thiên một quyền chấn áp mà đến, để Sở Cuồng con mắt đều là không do được bỗng nhiên co rụt lại. Đối với người của ma tộc tới nói, thì lại làm sao không tiếp thu được thiên đế vô thượng đế thuật. Sở Cuồng vị trí lấy nghĩ muốn giết Triệu Nhật Thiên, nguyên nhân trọng yếu hơn chính là Triệu Nhật Thiên là thiên đế con trai. Ma tộc không cho phép thứ hai thiên đế xuất hiện, thiên đế chi quyền thì lại làm sao? Liên tuyệt thế đế quân đều không phải là, thì lại làm sao có thể bùng nổ ra thiên đế chi quyền chí cao uy lực? Sở Cuồng cười lạnh một tiếng nói, không hề sợ hãi, tương tự là ngang trời hướng về Triệu Nhật Thiên tiến lên đón. Trong tay hắn ma đao, phóng ra hào quang rừng rực, đạo ý còn như thực chất giống như vậy, trong phút chốc che kín bầu trời, tản ra tranh tiếng kêu tiếng, hướng về Triệu Nhật Thiên chém rơi xuống. Thiên ma đồ thần đao, Sở Cuồng một tiếng hét lớn, toàn bộ nhân ma khí cuồn cuộn ngất trời, phảng phất hóa thân thành một vị thượng cổ ma thần, phải lấy trong lòng bàn tay chi đao diệt thế. Hắn thân là ma giới tuyệt đại thiên kiêu, mặc dù là đao ma người theo đuổi, nhưng thực lực nhưng vượt xa quá phần lớn người thí luyện. Tu luyện không có chỗ nào mà không phải là ma tộc đại đế vô thượng đế thuật, uy lực vô cùng. Sở dĩ mặc dù là cùng thiên đế con trai tranh đấu, hắn như cũ không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí nghĩ muốn mượn trận chiến này, đem Triệu Nhật Thiên chém giết, danh chấn 12 đế thành. Oanh, ánh đao cùng quyền ấn va chạm, giống như là chém vào núi cao bên trên, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang, kích thích ra hào quang rừng rực. Triệu Nhật Thiên khuôn mặt lãnh ngạo, phảng phất chút nào đều không sợ Sở Cuồng trong tay chuôi này cực đạo ma đao. Thiên đế chi quyền tung hoành vô cùng, mênh mông cuồn cuộn, từng quyền chấn áp xuống, như sao băng diệt thế, xu thế không thể đỡ. Thiên ma đồ thần đao, lấy tự thời kỳ thượng cổ hỗn độn ma thần đại chiến đao ý, cổ lão hùng hồn, tung hoành vô cùng, cùng thiên đế chi quyền va chạm, chút nào không rơi xuống hạ phong. Triệu Nhật Thiên cùng Sở Cuồng thân ảnh ở trong hư không đan dệt, xung quanh nhấc lên từng luồng hỗn độn bão táp, ánh đao quyền ý tung hoành, không ngừng phát sinh như lôi đình tiếng nổ vang rền. Giữa hai người bọn họ hầu như nháy mắt tự bạo phát cực kỳ kịch liệt đại chiến. Hắc ám phân thân cùng đao ma đều không ở nơi này sao? Chỉ có Diệp Lương thần tên kia ở đây, Sở Cuồng cái kia một phương, đúng là có mười mấy cường giả. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, quan sát một cái phía trên chiến trường tình thế. Triệu Nhật Thiên cái kia một phương, chỉ có một Diệp Lương thần, tu vi cũng là đạt tới đế quân cảnh 8 tầng, có vẻ hơi thân đơn bóng chiếc. Mà Sở Cuồng cái kia một phương, thì lại là có thêm mười mấy ma tộc cường giả. Từng cái ma khí cuồn cuộn ngất trời, khuôn mặt hung ác, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Triệu Nhật Thiên tiểu tử này thực lực không kém a. Bất quá, hắn coi như là chiến thắng Sở Cuồng, e sợ cũng không phải như vậy dễ dàng thoát thân chứ. Côn Bằng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Trong lòng hắn có chút không thăng bằng, đi ngang qua hỗn độn hoang dã, theo Lăng Tiêu ăn nhiều như vậy khổ cực, vô số lần hiểm chết còn sinh, nhưng tu vi chỉ có điều miễn cưỡng đạt tới đế quân cảnh 7 tầng mà thôi. Mà chung quanh những người thí luyện này, đế quân cảnh 7 tầng 8 tầng tùy ý có thể thấy được, tuyệt thế đế quân cũng không ít. Này để Côn Bằng rất bị đả kích, có chút phờ phạc. Ngươi nói không sai, trận chiến này không quản ai thắng ai thua, ma tộc chỉ sợ đều quyết tâm muốn Triệu Nhật Thiên mệnh. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói,
trong con ngươi lộ ra một tia tinh mang. Hắn có thể đủ cảm giác được, chung quanh đông đảo người thí luyện bên trong, mơ hồ có một ít khí tức cường đại mà mịt mờ cường giả, đều đối với Triệu Nhật Thiên tràn đầy địch ý. Này cái gọi là sinh tử ước chiến, chỉ sợ là một cái bẫy. Giết, trên hư không, Sở Cuồng bạo quát một tiếng, ánh mắt băng lãnh như sắt, sát ý sôi trào. Trong tay hắn ma đao hư không đánh xuống, trong phút chốc mấy chục đạo sáng chói ánh đao, ngang trời hướng về Triệu Nhật Thiên trấn áp xuống. Mỗi một đạo ánh đao, đều như màu đen ma long giống như vậy, tung hoành vòng trời, uy áp vô cùng, phảng phất có thể chém diệt tất cả. Triệu Nhật Thiên lăng không đạp hư, quanh thân khí thế bốc lên, toàn bộ người kim quang óng ánh, khác nào một vị hoàng kim chiến thần. Hắn một bước một quyền, mỗi một quyền rơi xuống, đều tựa như ở hỗn độn bên trong mở ra một thế giới, cái kia cỗ khai thiên ích địa sức mạnh vô thượng, cùng ma đao va chạm, không ngừng đem ánh đao nổ nát, đồng thời nghiêng người thẳng tới, hướng về Sở Cuồng trấn áp xuống. Ầm ầm ầm, va chạm kịch liệt tiếng, để chung quanh đông đảo người thí luyện đều là cả người chấn động, sắc mặt hơi có chút phát trắng, khiếp đảm không ngớt. Trước mắt hai vị này, đều có tuyệt thế đế quân sức chiến đấu, thực lực khủng bố vô cùng, chiến đấu dị thường kịch liệt. Đặc biệt là Triệu Nhật Thiên Thiên Đế chi quyền, uy thế khủng bố tới cực điểm. Triệu Nhật Thiên chính là Thiên Đế con trai, nắm giữ Thiên Đế huyết mạch, lại thêm Triệu Nhật Thiên cái kia phát ra từ trong xương kiêu ngạo cùng tùy tiện, cùng Thiên Đế chi quyền cái kia loại tung hoành vô địch, độc đoán vạn cổ vô thượng quyền ý vô cùng là phù hợp. Hắn từng quyền trấn áp xuống, quyền ý đường hoàng chính đại, như đại nhật ngang trời, hoặc như là mở mang thế giới, tùy ý trong đó, bừa bãi đại dương, đừng có thể cùng ngang hàng. Lăng Tiêu cũng tu luyện qua Thiên Đế chi quyền, nhưng không phải không thừa nhận, Thiên Đế chi quyền ở Triệu Nhật Thiên trong tay, mới coi như là chân chính rực rỡ hào quang. Này Thiên Đế chi quyền, phảng phất là Triệu Nhật Thiên đo ni đóng giày giống như vậy, để cho loáng thoáng có một loại vạn pháp bất xâm vô địch tư thế. Thiên ma chảm tiên đao, giết, 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 Sở Cuồng quanh thân ma khí cuồn cuộn ngất trời, trong con người tràn đầy cực kỳ sát ý điên cuồng, toàn bộ người như một vị cái thế hung ma, kinh khủng ánh đao không ngừng hướng về Triệu Nhật Thiên chém rơi xuống. Hắn cái kia không có gì bất lợi ma đao, ở Triệu Nhật Thiên trước mặt phảng phất ăn quả đắng giống như vậy, căn bản không cách nào gần Triệu Nhật Thiên thân, chứ đừng nói chi là thương tổn được Triệu Nhật Thiên. Ngược lại là Triệu Nhật Thiên Thiên Đế chi quyền, để hắn cảm thấy áp lực thực lớn, mỗi một quyền đều cần hắn toàn lực chống lại. Đồng thời, cái kia loại lực lượng kỳ dị phảng phất xuyên thấu qua ma đao, truyền vào trong cơ thể hắn, để cơ thể hắn đều đang kịch liệt rung động, dường như muốn theo Thiên Đế chi quyền cộng hưởng. Loại biến hóa này, để Sở Cuồng trong lòng vừa giận vừa sợ, quanh thân sát ý càng phát rừng rực lên. Sở Cuồng, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thiên Đế đây chính là liền các ngươi ma tộc đại đế, đều tàn sát nhiều cái, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng Thiên Đế con trai chống lại. Ngoan ngoãn đầu hàng, thành là chúng ta ngày thiên đại nhân tọa hạ đồng tử, có lẽ vẫn có thể bảo đảm ngươi một con chó mệnh. Diệp Lương Thần lớn tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ phách lối vẻ mặt. Hắn phảng phất chút nào đều không có chịu đến hai người trước mắt đại chiến ảnh hưởng, trong miệng lải nhải, cực kỳ rõ ràng truyền vào Sở Cuồng trong tai. Cho lão tử chết, Sở Cuồng nhất lúc mới bắt đầu còn không để ý tới dễ Diệp Lương Thần, nhưng đến lúc sau hắn lâu công không hạ, trong lòng vừa kinh vừa sợ, rốt cục không nhịn được, trên chín tầng trời, lăng không một đao hướng về Diệp Lương Thần bổ xuống dưới. Ầm ầm ầm, dài vạn trượng màu đen đao cương, phảng phất phá tan rồi thiên địa, ma khí cuồn cuộn ngất trời, hướng về Diệp Lương Thần phủ đầu rơi xuống. Vèo, Diệp Lương Thần quái kêu một tiếng, triển khai na di thuật, nháy mắt tránh ra một đao kia. Đao màu đen cương đánh xuống ở đại địa bên trên, để đại địa kịch liệt rung động, mấy cây tử cây đều là nháy mắt nổ tung ra, đại địa bên trên xuất hiện một đạo sâu sắc vết rạn nứt. Tử khô lâm bên trong tử cây, tự liền thông thường đế quân cũng rất khó phá hủy, có thể thấy được Sở Cuồng này nén giận một kích khủng bố. Sở Cuồng, người đây là thẹn quá thành giận sao? Chính là lời thật thì khó nghe, ta cái này cũng là đối với ngươi tốt, theo cái kia đao ma có cái gì tiền đồ. Không bằng theo chúng ta Thiên Đế con trai hỗn, sau đó nói không chắc vẫn có thể chứng đạo ma đế, nhất thống ma giới thật tốt. Nếu như ngu xuẩn mất khôn, e sợ sẽ có trời phạt đem gần. Diệp Lương Thần nhẹ thở dài một cái nói. Oanh, 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 thừa dịp khoảng cách, Sở Cuồng lại là hướng về Diệp Lương Thần bổ mấy đao, ánh đao ác liệt, ẩn chứa thuần túy hủy diệt đao ý, nhưng vẫn là bị gian xảo vô cùng Diệp Lương Thần né qua. Ngươi câm miệng, nói thêm câu nữa, đem ngươi đầu lưỡi cắt đi. Đồ không biết sống chết, dám trong này khích bác ly gián, đao ma đại nhân nếu như ở đây, một đao chém ngươi. Sở Cuồng cái kia một phương, những ma tộc kia cường giả cũng đều là không nhịn được, dồn dập quay về Diệp Lương Thần mắng, từng cái sắc mặt không quen, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng.
phảng phất chỉ cần Diệp Lương Thần nói thêm câu nữa, bọn họ tự sẽ lập tức ra tay với Diệp Lương Thần. Này con ruồi một loại gia hỏa quá đáng ghét, cái kia một tấm tầng tầng không ngớt miệng, để cho bọn họ buồn bực mất tập trung, hận không được hiện tại tự làm thịt Diệp Lương Thần. Tốt đẹp tốt, các ngươi đã không muốn nghe, cái kia ta không nói. Bất quá sở cuồng, ngươi không nghe lời của ta, thật sự sẽ bị trời phạt a. Diệp Lương Thần nhẹ thở dài một cái nói, ầm ầm, tiếng nói của hắn vừa ra, sở cuồng cùng Triệu Nhật Thiên lại va chạm một cái, vô cùng quyền ý cùng đao ý ở trong hư không đan dệt, phảng phất hóa thành một mảnh kinh khủng hủy diệt lĩnh vực, trong phút chốc xông lên tận trời, dĩ nhiên ở vòm trời bên trên chồng chất lên. Một đạo hắc kim đan vào lôi đình nháy mắt ngưng tụ mà thành, sau đó từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trong phút chốc đánh xuống ở sở cuồng trên người. Sở cuồng cả người kịch liệt rung động, toàn bộ mái tóc đều bắt đầu dựng ngược lên, chỉ cảm thấy một luồng cực kỳ kinh khủng sức mạnh hủy diệt trào vào bên trong cơ thể, nhanh chóng phá hủy sinh cơ của hắn. Phốc, trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong phút chốc biến đến cực kỳ trắng bệch. Cái gì, mọi người đều sợ ngây người. Sở cuồng dĩ nhiên thật sự bị sét đánh. Mọi người bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Lương Thần, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc quỷ dị. Cái tên này rốt cuộc là cái gì miệng xui xẻo? Cái kia đạo hắc kim sắc lôi đình, chính là sở cuồng đao ý cùng Triệu Nhật Thiên quyền ý ngưng tụ tới cực điểm, ở trong hư không dung hợp biến thành sức mạnh, nhưng loại dung hợp này tỷ lệ bất quá là một phần vạn thôi, hết sức nhỏ bé, này thuần túy là cái bất ngờ. Một cái râu tóc bạc trắng đế quân cường giả, tuốt tròm râu giải thích. Bất ngờ, nếu thật là ngoài ý muốn, vậy làm sao sẽ chỉ bổ chúng sở cuồng, Triệu Nhật Thiên làm sao không có chuyện gì? Có người nghi ngờ hỏi nói, ngạch, trên lý thuyết tới nói. Loại dung hợp này sức mạnh sinh ra phản phệ lôi đình, sở cuồng cùng Triệu Nhật Thiên cần phải đều chạy không thoát, nhưng vì sao chỉ bổ chúng sở cuồng, lão phu thì không rõ lắm. Râu tóc bạc trắng đế quân cường giả, có chút lúng túng nói. Cái này Diệp Lương Thần, thật không hổ là vận rủi thân thể a. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Người khác không rõ ràng, hắn còn có thể không biết sao. Diệp Lương Thần cái tên này, nhất định chính là sao chổi chuyển thế, ai dám đắc tội hắn, người đó liền được xui xẻo. Cái này sở cuồng bị kích thích ra tay với Diệp Lương Thần, hắn không xui xẻo ai xui xẻo. Sở cuồng, người muốn chịu thua sao? Triệu Nhật Thiên cố nén cười hỏi. Trước mắt sở cuồng, tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, xem ra hết sức chật vật, bị rất nặng phản phệ, rõ ràng chính là Diệp Lương Thần cái kia sao chổi làm hại. Mà sở cuồng giờ khắc này cả người kịch liệt run rẩy, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, đã đến bùng nổ biên giới. Sở cuồng. Ta đã nói ngươi sẽ bị trời phạt, ngươi làm sao lại không tin đây? Nếu như ngươi lại như thế ngu xuẩn mất khôn xuống, rất có thể sẽ bị đột tử, hài cốt không còn. Diệp Lương Thần nhẹ thở dài một cái nói, âm thanh cực kỳ rõ ràng truyền vào sở cuồng trong tai. Khốn nạn, ta tào xem mày. Sở cuồng bỗng nhiên nhấc đầu, một đôi tràn ngập tơ máu cùng sát ý con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lương Thần, giống lớn một tiếng nói. Ầm ầm, hắn dĩ nhiên là bỏ qua Triệu Nhật Thiên. Cầm trong tay ma đao bay thẳng đến Diệp Lương Thần bổ xuống. Sở cuồng sắp bị giận điên lên. Hắn hiện tại đầy đầu đều là Diệp Lương Thần, chỉ nghĩ muốn lấy đao đánh chết này con ruồi lại nói. Vèo, Diệp Lương Thần vô cùng cảnh giác, không nói hai lời tự hướng về xa xa na di ra, vừa chạy còn một bên hô lớn. Sở cuồng, ngươi thật sự sẽ chết, ta đây là cứu ngươi a. Ngươi làm sao có thể như vậy ân đền oán trả. Cứu, ngươi, đại, gia. Sở cuồng cả người ma khí cuồn cuộn ngất trời. Trong tay ma đao lập lòe cực kỳ nguy hiểm phong mang, trong phút chốc tung hoành vạn dặm hư không, hướng về Diệp Lương Thần chém rơi xuống. Hắn cũng bị giận điên lên, Triệu Nhật Thiên thân hình lóe lên, nháy mắt tự chắn Diệp Lương Thần trước mặt, sau đó lăng không đấm ra một quyền, quyền ý cuồn cuộn, cùng ma đao ngạnh hám một cái. Cong, ma đao tranh tiếng kêu vang vọng, tứ phương hư không đều đang kịch liệt run rẩy, một luồng vô cùng đao ý ầm ầm bộc phát ra, Triệu Nhật Thiên cùng Sở Cuồng đều là cả người chấn động, đồng thời rút lui ra. Triệu Nhật Thiên, người mau cút đi cho ta, hôm nay ta nhất định muốn làm thịt hắn. Sở cuồng nổi trận lôi đình, giận dữ hét. Sở cuồng, đối thủ của ngươi là ta. Triệu Nhật Thiên cố nén trong lòng ý cười, quay về sở cuồng thản nhiên nói. Ngươi muốn ngăn ta, cái kia ta tự trước hết giết ngươi, lại đi giết hắn. Sở cuồng quanh thân ma diễm sôi trào, trong con ngươi tràn đầy thực chất hóa một loại sát ý, mà đao ngang trời chém rơi xuống, đao ý mãnh liệt, đem Triệu Nhật Thiên bao phủ lại. Lòng của ngươi đã rối loạn, Triệu Nhật Thiên thản nhiên nói, trong con ngươi có nóng rực phong mang lấp lóe. Sau một khắc, một thanh cổ kiếm hiện lên trong bàn tay của hắn, tản mát ra kinh thiên kiếm ý, để bốn phía hỗn độn đều là kịch liệt bốc lên, ở Triệu Nhật Thiên xung quanh tạo thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ.
Giết, Triệu Nhật Thiên hờ hững quát lên, một kiếm ngang trời, ầm ầm ầm, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, sáng chói kiếm quang chói lóa mắt, trong phút chốc để tất cả mọi người là cảm thấy chốc lát thất thần, quanh thân bị thấy lạnh cả người bao phủ. Trong mơ hồ, phảng phất có 3000 đạo phù văn thần bí bốc lên, theo chiêu kiếm đó hướng về Sở Cuồng chém rơi xuống. Thiên đạo đế kiếm, đối mặt với phát điên một loại Sở Cuồng, Triệu Nhật Thiên rốt cục sử dụng Thiên đạo đế kiếm. Thiên đạo đế kiếm, Sở Cuồng con mắt bỗng nhiên co rụt lại, Thiên đế đã từng bội kiếm, chấn động chư thiên vạn giới tuyệt thế đế binh, lại có ai không rõ ràng. Chiêu kiếm này bên trên tích chứa khủng bố kiếm ý, cùng với cái kia cỗ vô cùng sát cơ, để Sở Cuồng cảm thấy nguy cơ rất chí mạng. Hắn không dám chút nào bất cẩn, trong phút chốc thúc dục toàn bộ tu vi, thậm chí thiêu đốt ma đạo bản nguyên, mênh mông đạo ý rót vào đến rồi ma đao bên trên, để ma đao cũng là toát ra ngập trời ma uy, không kém chút nào Thiên đạo đế kiếm. Vù, 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 Thiên đạo đế kiếm cùng ma đao đều là trong phút chốc bạo phát ra một luồng cực kỳ kinh khủng cực đạo đế uy, giống như là đột phá thiên đạo lực áp chế, trong đó cực kỳ thần bí sức mạnh hồi phục. Trong mơ hồ, từ Thiên đạo đế kiếm cùng ma đao bên trên, nổi lên hai đạo thần bí bóng mờ, lượn lờ thời không năm tháng lực lượng, cách hư không vô tận, con mắt óng ánh lóa mắt, xa xa nhìn nhau. Cực điểm thăng hoa sức mạnh to lớn, để này hai cái cực đạo đế binh nháy mắt va chạm vào nhau. Ầm ầm, khác nào khai thiên tích địa giống như vậy, vô tận hỗn độn ánh sáng bốc lên. Trong phút chốc hướng về bốn phía tràn ngập ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Chương 3225, Tử Khô Lâm bên trong lên sát cơ. Thiên đạo đế kiếm cùng chuôi này ma đao, ngược lại giống như một đôi địch thủ cũ. Lăng Tiêu trong con người tinh mang lóe lên, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn có thể đủ cảm giác được, thiên đạo đế kiếm cùng ma đao gặp gỡ phía sau, hai cái đều bị kích phát ra chí cường cực đạo đế uy. Thậm chí không cần Triệu Nhật Thiên cùng Sở Cuồng làm sao động tác, tự bạo phát ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng. Thiên đạo đế kiếm cùng ma đao bên trên hiển hóa ra ngoài thân ảnh, ngược lại giống như hai vị vô thượng đại đế lưu lại dấu ấn. Ai biết được, có lẽ cái kia ma đao chủ nhân, năm đó chết ở thiên đế trong tay, sở dĩ bây giờ ma đao mới sẽ kích động như vậy. Côn Bằng cười hắc hắc nói, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, Côn Bằng lần này suy đoán có lẽ chính là sự thật. Ầm ầm ầm. Trong hư không tiếng nổ vang rền từng bước tản đi, vô tận ánh đao phá nát ra, cái kia ma khí ngập trời bên trong phảng phất có một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ vang lên, Sở Cuồng trực tiếp bay ngược mà ra. Phốc, Sở Cuồng trong miệng phun máu tươi tung tóe, trong tay ma đao không ngừng chiến minh, từ bả vai đến bắp đùi chỗ, dĩ nhiên xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, tràn ngập kiếm khí bén nhọn, kém một chút đem hắn toàn bộ người đều đánh thành hai nửa. Ngươi thất bại, Triệu Nhật Thiên cầm kiếm mà đứng, vẻ mặt ngạo nghễ. Quanh thân hoàng kim óng ánh, càng là có thêm một luồng cực kỳ kiếm ý bén nhọn, để hắn khí thế của cả người đều biến đến càng ngày càng sâu không lường được lên. Hắn ánh mắt lãnh đạm cực kỳ, nhìn phía dưới Sở Cuồng lạnh lùng nói. Đồng thời, Triệu Nhật Thiên trên người, một luồng mênh mông vô cùng kiếm ý đem phía dưới Sở Cuồng khóa chặt lên, thiên đạo đế kiếm ong ong rung động, tỏa ra tuyệt thế sát cơ, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ bùng nổ ra kinh thiên một đòn. Hí, cái này Triệu Nhật Thiên, thật không hổ là thiên đế con trai. Dĩ nhiên thật sự đánh bại Sở Cuồng. Chung quanh đông đảo người thí luyện đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Trận chiến này dưới cái nhìn của bọn họ, Triệu Nhật Thiên vốn là thua nhiều thắng ít, dù sao Sở Cuồng chính là ma tộc thiên kiêu, càng có tuyệt thế đế quân tu vi, thực lực sâu không lường được, khoảng thời gian này đã ở 12 đế thành bên trong sông ra lớn lao uy danh. Chứ đừng nói chi là, Sở Cuồng phía sau còn đứng một vị sâu không lường được đao ma. Trong truyền thuyết, vị kia đao ma chính là cấm kỵ chi đao truyền nhân, từng ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, một đao chém giết một vị hồng hoang cự thú, thực lực vô cùng khủng bố. Khó nói, cái kia Sở Cuồng mặc dù coi như thân bị trọng thương, nhưng không hẳn không có lực đánh một trận. Có người lắc đầu nói, không sai, hơn nữa, coi như là Triệu Nhật Thiên chiến thắng Sở Cuồng sau lưng vị kia đao ma đại nhân, e sợ sẽ xuất thủ chứ. Đây không phải là đơn giản sinh tử quyết đấu. Đây là ma tộc cùng thiên đế trong đó cửu hận kéo dài, không có gì công bằng có thể nói, nhất định lấy nhất phương triệt để hủy diệt mới có thể kết thúc. Tiếp đó, e sợ mới là trò hay lên sàn. Đông đảo người thí luyện đều là nhỏ giọng trò chuyện đạo, trong mơ hồ nhìn thấu trận chiến này phía sau ẩn giấu đồ vật. Sở Cuồng sắc mặt có chút dữ tợn, trong con người sát ý sôi trào, tràn ngập sự không cam lòng. Hắn thì lại làm sao không biết, trong tay hắn chuôi này ma đao chủ nhân, là chết ở thiên đế trong tay. Một cái kỷ nguyên trước, thiên đế giá lâm ma giới, chân ma đại đế nghênh chiến thiên đế, nhưng cũng chết ở thiên đế trong tay, liền bất diệt nguyên thần đều bị thiên đạo đế kiếm mạt sát. Sở dĩ ma đao nhìn thấy thiên đạo đế kiếm phía sau,
mới sẽ điên cuồng như vậy. Ta thua, ha ha ha, Triệu Nhật Thiên, ngươi không nên đắc ý quá sớm, đón lấy một đao này, nếu như ngươi có thể tiếp được, lại nói ngươi thắng ta đi. Sở Cuồng khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ, nhìn chòng chọc vào trước mắt Triệu Nhật Thiên, quanh thân sát ý sôi trào, tản mát ra một luồng cực kỳ kinh khủng khí tức gợn sóng. Ầm ầm, quanh người hắn huyết nhục dĩ nhiên nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, bàng bạc tinh hoa sinh mệnh nháy mắt tự thiêu đốt hơn nửa, tự liền nguyên thần đều là cực điểm thăng hoa, tản mát ra đạo đạo ma quang, cổ xưa thần bí. Sở Cuồng trong cơ thể, trong phút chốc thả ra một đạo lớn chừng bàn tay ánh đao, trong phút chốc cùng ma đao hòa làm một thể, sau đó ở trong hư không bạo tăng. Thiên địa rung động, hỗn độn nổ vang, vô tận ma quang bên trong, trong mơ hồ phảng phất có một mảnh thần bí mênh mông địa ngục phủ xuống. Địa ngục tà ác mà cổ lão, ẩn chứa vĩnh hằng hắc ám cùng trầm luân khí, đem tất cả mọi người bao phủ ở trong đó, đồng thời kèm theo gào khóc thảm thiết thanh âm, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run rẩy không ngớt. Từ cái kia mảnh trong địa ngục, bay ra một đạo đao màu đen ánh sáng, tản ra một loại cực kỳ thần bí đạo vận, đến thẳng Triệu Nhật Thiên mi tâm mà tới. Đây là cái gì đao pháp? Dĩ nhiên như vậy khủng bố, tự liền cực đạo đế thuật, e sợ đều có chỗ không bằng sao. Có người kinh hô một tiếng nói, trong thanh âm tràn đầy che giấu không ngừng run rẩy cùng hoảng sợ. Đây là, cấm kỵ chi đao, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt. Hắn căn bản không nghĩ tới, Sở Cuồng lại có thể sử dụng tới cấm kỵ chi đao. Không đúng, hắn cũng không phải là cấm kỵ chi đao truyền nhân, này là có người ở trong cơ thể hắn, để lại một viên cấm kỵ chi đao hạt giống, làm là lá bài tẩy của hắn, thời khắc mấu chốt có thể thiêu đốt huyết nhục cùng nguyên thần kích phát, bùng nổ ra cấm kỵ chi đao tài năng tuyệt thế. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, âm thầm suy nghĩ, trước mắt Sở Cuồng trong cơ thể bay ra cấm kỵ chi đao, tuy rằng cùng hắn cùng với bá đao cũng khác nhau, nhưng cũng có cùng nguồn gốc, hẳn là bốn thức cấm kỵ chi đao một trong. Triệu Nhật Thiên, tiếp ta một chiêu A Tỵ Địa Ngục Táng Thần Đao. Theo Sở Cuồng gầm lên giận dữ, cái kia một đạo ánh đao màu đen, còn như màu mực xâm nhiễm giống như vậy, quỷ dị khó lường, nháy mắt đã đến Triệu Nhật Thiên trước mặt. Ở Sở Cuồng trong cơ thể bay ra cấm kỵ chi đao thời điểm, Triệu Nhật Thiên trong lòng tự sinh ra cảnh giác, trong tay Thiên Đạo Đế kiếm phóng ra vô lượng ánh sáng, kiếm khí tung hoành tứ phương, như một mảnh kiếm chi hải dương, nghĩ muốn đem một đao kia phá diệt ra. Nhưng Triệu Nhật Thiên nhưng khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, một đao kia xen vào chân thực cùng hư huyễn trong đó, phảng phất không tồn tại ở nơi này thời không, nhưng cũng lại là chân thật tồn tại, hơn nữa đối với cơ thể hắn phảng phất không có ảnh hưởng chút nào, nhưng cũng để Triệu Nhật Thiên bất diệt nguyên thần cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đây là một đạo chém thần chi đao. Triệu Nhật Thiên, ngươi có thể ngăn cản một đao này. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong ánh mắt có một tia lo lắng. Hắn đã tới không kịp ra tay rồi, hơn nữa coi như là ra tay, cấm kỵ chi đao khóa chặt Triệu Nhật Thiên, chính là phải giết một đao, chỉ có thể do Triệu Nhật Thiên chính mình đỡ được. Nhớ lúc đầu cùng bá đao một trận chiến, Lăng Tiêu cũng là dựa vào vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp, mới đưa cấm kỵ chi đao cản lại. Này hư hư thực thực siêu thoát người lưu lại đao pháp. Vô cùng khủng bố, cũng vô cùng quỷ dị, thủ đoạn thông thường, rất khó chống lại. Ầm ầm ầm, thời khắc mấu chốt, Triệu Nhật Thiên vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân kim quang óng ánh, khí huyết bốc lên, phía sau hỗn độn ánh sáng bốc lên, trong mơ hồ nổi lên một đạo thần bí bóng người. Cái kia một bóng người, khuôn mặt mơ hồ, mặc dù coi như vóc người không cao lớn lắm, nhưng cũng tự có một loại chống đỡ khai thiên địa, phá diệt hoàn vũ vô địch tư thế. Triệu Nhật Thiên chắp hai tay, trong con người có chùm sáng rực rỡ bắn ra. Trong miệng bỗng nhiên bạo quát một tiếng, cha. Phảng phất là khai thiên tích địa thanh âm, để hỗn độn ầm ầm rung động. Kinh khủng sóng âm còn như thực chất giống như vậy, trong phút chốc tự hướng về cấm kỵ chi đao tuôn tới. Ầm ầm ầm, màu đen cấm kỵ chi đao, tản mát ra nóng rực tiếng nổ đùng đoàng, không ngừng chém phá trước mắt kinh khủng sóng âm, nghịch lưu bên trên, hướng về Triệu Nhật Thiên mi tâm thức hải chém tới. Đây là chém thần chi đao, không chém nguyên thần không bỏ qua. Nhưng Triệu Nhật Thiên bộc phát ra cái kia cỗ uy lực kinh khủng, nhưng là thiên đế oai, như thiên đế đem gần giống như vậy, để xung quanh tất cả mọi người là cả người rung động không ngớt. Đến cuối cùng, cái kia cỗ khai thiên ích địa thần bí sóng âm bị cấm kỵ chi đao nghịch lưu chảm nát, ánh đao tung hoành hư không, nháy mắt đâm vào Triệu Nhật Thiên mi tâm bên trên. Triệu Nhật Thiên mi tâm có huyết quang lấp lóe, tự liền Triệu Nhật Thiên nguyên thần đều là bị đao ý gây thương tích, hơi có chút ảm đạm, để Triệu Nhật Thiên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Răng rác, nhưng cấm kỵ chi đao phảng phất cũng đã đạt đến cực hạn, biến đến cực kỳ ảm đạm, sau đó nháy mắt phá nát ra. Cấm kỵ chi đao tuy rằng thương tổn tới Triệu Nhật Thiên, nhưng cuối cùng vẫn là bị Triệu Nhật Thiên cản lại. Cái gì? Sở Cuồng ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ kinh hãi.
Giết, Triệu Nhật Thiên trong con ngươi tinh mang bùng lên, bỗng nhiên quát to một tiếng đạo, Thiên Đạo Đế kiếm nháy mắt tua tay mà bay, như một đạo sáng chói lưu quang, trong nháy mắt hướng về Sở Cuồng Mi tâm đâm tới. Chiêu kiếm này ác liệt vô cùng, phong mang rừng rực tới cực điểm, ẩn chứa mênh mông kiếm ý, phải đem Sở Cuồng hoàn toàn chém giết. Dừng tay, Triệu Nhật Thiên, người cản rỡ, ngăn cản hắn, Sở Cuồng bên người cái kia mười mấy vị ma tộc cường giả, từng cái ánh mắt vô cùng lạnh lùng, dồn dập bạo quát một tiếng đạo, đồng thời hướng về Triệu Nhật Thiên đánh tới, nghĩ muốn ngăn cản Thiên Đạo Đế kiếm. Đồng thời, theo số đông nhiều người thí luyện bên trong, cũng là chạy ra khỏi vài đạo khí tức cường đại bóng người, từng cái ánh mắt vô cùng lạnh lùng, quanh thân sát ý sôi trào, hướng về Triệu Nhật Thiên đánh tới. Ai cản ta thì phải chết. Triệu Nhật Thiên tuy rằng khóe miệng chảy máu, nhưng trong con ngươi hàn mang rừng rực, quanh thân sát ý sôi trào, chiến ý ngút trời, để tứ phương hư không đều ở nổ vang vang vọng. Mi tâm của hắn bên trong có nóng rực hỏa diễm bốc lên, Viêm Đế đỉnh nháy mắt ngang trời mà lên, như một tòa thái cổ núi thần, hướng về cái kia mười mấy ma tộc cường giả chấn áp xuống. Đồng thời, Triệu Nhật Thiên đấm ra một quyền, quyền ấn mênh mông cuồn cuộn, bao phủ hỗn độn, như một mảnh hỗn độn vòng xoáy, đem cái kia vài đạo khí tức cường đại bóng người bao phủ. Thiên Đế chi quyền ầm ầm bạo phát, cái kia mấy bóng người bị Thiên Đế chi quyền cản trở, từng cái giận dữ hét lớn liên tục, dồn dập bùng nổ ra cường đại công kích thần thông, nghĩ muốn phá khai Thiên Đế chi quyền, đi cứu viện Sở Cuồng. Nhưng đã muộn, Sở Cuồng trước triển khai cấm kỵ chi đao, hao phí rất nhiều máu thịt tinh hoa cùng nguyên thần lực lượng, để hắn càng là tổn thương càng thêm tổn thương, giờ khắc này đối mặt Thiên Đạo Đế kiếm nén giận một đòn, dĩ nhiên không có phản kháng chút nào lực lượng, trơ mắt nhìn Thiên Đạo Đế kiếm động hư mà đến, một kiếm đâm vào mi tâm của hắn bên trên. Oanh, huyết quang bạo phát, Sở Cuồng đầu lâu nháy mắt nổ ra, cái kia một đạo bất diệt nguyên thần bị Thiên Đạo Đế kiếm đâm thủng, ở trong hư không kịch liệt rung động, sau đó ầm ầm nổ thành một mảnh sáng chói mưa ánh sáng. Một bộ thi thể không đầu, ầm ầm ngã xuống đất. Sở Cuồng, chết, cái gì? Sở Cuồng dĩ nhiên chết rồi. Tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, Sở Cuồng cứ như vậy chết ở trước mặt bọn họ, hoảng như mộng cảnh. Cái kia chút quay về Triệu Nhật Thiên xuất thủ ma tộc cường giả, bị Thiên Đạo chi quyền cùng Viêm Đế đỉnh cản trở chặn, giờ khắc này từng cái cũng đều là sợ ngây người, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ hoảng sợ cùng tức giận vẻ mặt. Sở Cuồng, chính là Đao Ma đại nhân coi trọng nhất một vị người theo đuổi, bây giờ dĩ nhiên tự chết như vậy. Bọn họ đã có thể đoán trước đến, Đao Ma đại nhân đến tột cùng sẽ như thế nào phẫn nộ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu đến hổ cá chi hại. Triệu Nhật Thiên, ngươi nhất định phải chết. Ngươi dám giết Sở Cuồng, Đao Ma đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Nhật Thiên, ngươi nhất định chính là to gan lớn mật, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Thiên Đế con trai thì lại làm sao? Thiên Đế đều đã chết, Thiên Đế con trai cũng có thể cùng đi chết. Những ma tộc kia cường giả, từng cái trong ánh mắt xông ra lửa giận ngập trời, quanh thân sát ý sôi trào, dồn dập vây rồi tới, đem Triệu Nhật Thiên vây vây ở trung ương. Chung quanh người thí luyện, dồn dập lùi lại, chỉ lo bị hồ cá chi hại. Thậm chí có một ít tu vi yếu hơn, cũng đã dọa được rời đi Tử Khô Lâm. Sở Cuồng đã chết, chỉ sợ Đao Ma đại nhân rất nhanh tựu sẽ phủ xuống chứ. Triệu Nhật Thiên chọc vào đại cái sọt, đón lấy chắc chắn muốn nghênh tiếp Đao Ma vô cùng vô tận lửa giận. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn ta. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi có sát ý bốc lên. Trước mắt này chút ma tộc cường giả, tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng phần lớn đều là cao cấp đế quân. Chỉ có một người cầm đầu là tuyệt thế đế quân tu vi, nhưng nhìn khí tức nhưng kém xa Sở Cuồng. Triệu Nhật Thiên tuy rằng bị cấm kỵ chi vết đao nguyên thần, nhưng giờ khắc này chiến ý bốc lên, đối mặt với một đám ma tộc cường giả, vẫn là không sợ chút nào. Không sai, thức thời mau chóng thối lui. Không thấy Sở Cuồng chính là của các ngươi dẫm vào vết xe đổ sao. Diệp Lương Thần cũng là cười lạnh một tiếng nói, từ Triệu Nhật Thiên phía sau nghênh ngang đi ra. Không biết vì sao, nhìn thấy Diệp Lương Thần phía sau. Những ma tộc kia cường giả đều là không tự chủ được lui về sau nửa bước, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ cảnh giác vẻ mặt. Cái này Diệp Lương Thần quá tà môn, có thể nói Sở Cuồng chết cùng cái tên này cũng không tránh khỏi có quan hệ. Chính là bởi vì Diệp Lương Thần, Sở Cuồng mới sẽ tâm cảnh thất thủ, bị Triệu Nhật Thiên tìm được kẽ hở, sau đó mới có thể nhanh như vậy đánh bại. Trận này đại chiến sinh tử kết thúc quá nhanh, thậm chí Đao Ma đại nhân còn không có tới rồi, Sở Cuồng liền chết. Nếu như Đao Ma đại nhân ở đây, Sở Cuồng khẳng định không chết được. Triệu Nhật Thiên, người thật là to gan. Bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng hét lớn ở trong hư không nổ vang. Ầm ầm ầm, xa xa, vô tận ma quang bốc lên, đạo ý mênh mông vô cùng, phảng phất có thể phá khai hỗn độn, ẩn chứa một loại tung hoành vô địch tuyệt thế ý vị, khủng bố tới cực điểm.
Một bóng người đạp hư mà đến, để bốn phía hỗn độn đều ở nổ vang, trong nháy mắt đã đến Tử Khô Lâm bầu trời. Đó là một người mặc da thú thanh niên đầu trọc, xem ra vô cùng cuồng dã, bắp thịt cả người cầu kết, tràn đầy nổ tính sức mạnh. Trong mắt của hắn bên trong ẩn chứa bóng tối vô tận, đồng thời lại có huyết quang tràn ngập, xem ra điên cuồng mà quỷ dị, phảng phất có thể mai táng tất cả sinh cơ. Ở trên người hắn, vác một thanh to lớn chiến đao, toàn thân đen kịt như mực, đao quang tung hoành vô cùng, hòa hợp kinh khủng sát khí, như gào khóc thảm thiết giống như vậy, để người nhìn mà phát khiếp. Không cần nhiều lời, trong lòng của tất cả mọi người đều là nổi lên đồng dạng ý nghĩ. Đao ma, đến rồi. Chương 3226, Đao ma đại nhân. Bái kiến Đao ma đại nhân. Đao ma đại nhân, Triệu Nhật Thiên giết Sở Cuồng, mời ngài vì Sở Cuồng làm chủ. Triệu Nhật Thiên tội đáng muôn chết. Đông đảo ma tộc cường giả, khi nhìn đến đao ma phía sau, đều là không do được cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động vẻ mặt, dồn dập khom mình hành lễ nói. Bọn họ đều là đao ma người theo đuổi, cũng phần lớn đều là ma tộc thiên kiêu yêu nghiệt, giờ khắc này thấy được đao ma, giống như là thấy được người tâm phúc. Ngươi chính là đao ma. Triệu Nhật Thiên nhìn chằm chằm trước mắt đao ma, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Cứ việc, Triệu Nhật Thiên có thể cảm giác được, trước mắt đao ma thực lực cực mạnh, vượt xa quá Sở Cuồng. Đặc biệt là cái kia loại cổ xưa tàn nhẫn sát khí, phảng phất là từ núi thây biển máu bên trong đi ra giống như vậy, có thể mai táng tất cả. Ở đao ma trên người, Triệu Nhật Thiên cũng là cảm thấy áp lực thực lớn. Nhật Thiên huynh, cái tên này không dễ trêu. Diệp Lương thần đầu co rụt lại, quay về Triệu Nhật Thiên nhỏ giọng nói ra. Trước mắt đao ma, quanh thân ma khí cuồn cuộn ngất trời, đao ý sôi trào, toàn bộ người đều tản ra một loại cực kỳ kinh khủng đế uy, như là một thanh vô cùng quỷ dị ma đao, để người khắp cả người phát lạnh. Khiếp đảm không ngớt. Triệu Nhật Thiên, ngươi lại dám giết Sở Cuồng, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Đao ma trong con ngươi tràn đầy tàn nhẫn sát ý, nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên lạnh giọng nói. Hắn kỳ thực cũng không để ý Sở Cuồng sự sống còn, nhưng Sở Cuồng là người theo đuổi của hắn, Triệu Nhật Thiên giết Sở Cuồng, chính là ở đánh mặt của hắn. Huống chi, Triệu Nhật Thiên chính là thiên đế con trai, nói riêng về thân phận này, hắn đáng chết. Từ đâu tới cẩu vật trong này chó sủa? Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, liếc mắt nhìn đao ma nhất nhãn, trong con ngươi phong mang lấp lóe, tràn đầy một đời không ai bị nổi hung hăng cùng ngạo khí. Đừng nói là chứng đạo bảng thứ 18 đao ma, coi như là chứng đạo bảng đệ nhất vị kia tồn tại xuất hiện, lại có thể thế nào? Xa xa, đánh bạo lưu lại một ít người thí luyện, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Triệu Nhật Thiên là không muốn sống sao? Đây chính là đao ma đại nhân, chứng đạo bảng xếp hạng thứ 18 vô địch tồn tại, thực lực nghịch thiên. Vĩnh hằng đế lộ đi tới, trong tay không biết lây dính bao nhiêu sinh linh máu tươi, rất nhiều hồng hoang cự thú, thậm chí còn cường đại người thí luyện thiên kiêu, đều chết ở trong tay hắn, xông ra uy danh hiển hách. Những thứ khác những người thí luyện kia, nhìn thấy đao ma phía sau, ngay lập tức sẽ dọa đến sắc mặt phát trắng, cả người run rẩy. Đây là một loại thực lực tuyệt đối chênh lệch, để cho bọn họ căn bản sinh không ra bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Triệu Nhật Thiên mặc dù là thiên đế con trai, nhưng tu vi không vào tuyệt thế đế quân. Càng không có trên chứng đạo bảng, ở đâu ra sức mạnh cùng đao ma đại nhân chống lại. Không biết lợi hại, liền cha ngươi ở trước mặt ta, đều bất quá là một tên tiểu bối, ngươi nếu muốn chết, cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Đao ma trong con ngươi tràn đầy tàn nhẫn sát ý, quanh người hắn sát khí tràn ngập, mình mông cuồn cuộn bốc lên, đem trước mắt Triệu Nhật Thiên hoàn toàn khóa chặt lên. Đao ma lời ấy cũng không tính là mạnh miệng, dù sao hắn là mấy cái kỷ nguyên phía trước nhân vật thiên kiêu. Mà thiên đế bất quá là một cái kỷ nguyên trước mới chứng đạo thôi. Nhìn đem ngươi có thể, ngươi sao không lên trời đây? Sống được lâu thì lại làm sao, rùa đen vương bát sống được lâu, cũng không thấy nó đến vĩnh hằng đế lộ a. Như ngươi mặt hàng này, nếu như dám xuất hiện ở một cái kỷ nguyên trước, thiên đế một cọng tóc gáy đều có thể đập chết ngươi. Trốn sau lưng Triệu Nhật Thiên Diệp Lương Thần, không nhịn được miệng tiện, mở miệng giễu cợt nói. Lớn mật, muốn chết, đao ma sau lưng những ma tộc kia cường giả. Từng cái trong con người sát ý sôi trào, trước mắt này hai cái đồ không biết sống chết, chết đến nơi lại vẫn dám tranh đua miệng lưỡi. Ha ha ha, rất tốt, có gan, ta nhìn chờ một sẽ các ngươi rơi ở trong tay ta, còn dám hay không như vậy kiên cường. Đao ma cười to một tiếng nói, nụ cười tràn đầy một loại khắc cốt hàn ý. Ầm ầm ầm, hắn từng bước một hướng về Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần bước đến, quanh thân kinh khủng đao ý bốc lên, còn như thực chất hóa giống như vậy. Ở sau người hắn phảng phất có một mảnh đao thế giới hiện ra. Trong hư không, ánh đao tung hoành, tranh tiếng kêu vang vọng, phóng ra hào quang rừng rực, từng đạo bén nhọn đao cương che ngập bầu trời mà đến, đem Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần đều khóa chặt lên. Triệu Nhật Thiên trong con ngươi,
cũng là lộ ra cường đại chiến ý, quanh thân kim quang óng ánh, mênh mông cuồn cuộn hỗn độn khí dâng lên ra. Hắn cùng trước mắt đao ma đối lập, khí thế giao chiến, chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Ở mọi người nhìn lại, một trận đại chiến không thể tránh được. Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên có thể đánh được đao ma sao? Một bên, Côn Bằng nhìn Lăng Tiêu hỏi, chỉ sợ rất khó. Lăng Tiêu lắc đầu nói, Triệu Nhật Thiên dù sao tu vi không có đột phá đến tuyệt thế đế quân cảnh giới, đối với loại trình độ này cường giả tới nói, kém một trong hào, sai chi ngàn dặm, tu vi mang đến chênh lệch, cũng có thể là khác nhau một trời một vực. Nhưng Triệu Nhật Thiên không thể lấy người bình thường đến luật, thực lực đủ để nghiền ép đại bộ phận tuyệt thế đế quân. Nhưng quan trọng nhất là, đao ma chính là cấm kỵ chi đao truyền nhân, trên người hắn có A Tị Địa Ngục Táng Thần Đao, chính là chém nguyên thần vô thượng đao pháp. Triệu Nhật Thiên bây giờ nguyên thần có tổn thương, trận chiến này chỉ sợ sẽ gian nan. Vậy ngươi đánh thắng được cái này đao ma sao? Côn Bằng con ngươi nhất chuyển, nhìn Lăng Tiêu hỏi. Đao ma sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng trong con ngươi lại có cường đại chiến ý tràn ngập ra. Hắn tu vi, bây giờ bất quá là đế quân cảnh 7 tầng, thậm chí còn không bằng Triệu Nhật Thiên. Nhưng trước mắt đao ma, có lẽ là một cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói, cũng không coi vào đâu. Không có ai biết, này gần trăm năm nay Lăng Tiêu đi ngang qua hỗn độn hoang dã gặp dạng gì nguy hiểm, cũng không người nào biết, Lăng Tiêu đi là như thế nào một loại con đường. Lăng Tiêu nguyên trong biển thần thức, 720 viên bản nguyên đạo quả, như tinh thần một xoay quanh vậy ở hắn bất diệt nguyên thần xung quanh, tất cả đều tản ra óng ánh mà viên mãn ánh sáng, đồng thời còn có từng tia một hỗn độn khí tràn ngập. 720 viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả, mới đưa Lăng Tiêu tu vi đẩy tới đế quân cảnh 7 tầng. Nhưng Lăng Tiêu thực lực chân chính, nhưng còn xa không cách nào lấy tu vi để cân nhắc. Chính hắn mạnh bao nhiêu, có lẽ tự liền chính hắn đều không rõ ràng. Trước mắt đao ma, là một khối rất tốt đá mài dao. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hướng về Triệu Nhật Thiên cùng đao ma đi đến. Đao ma, người thật là to gan. Một đạo lạnh nhạt âm thanh như bình địa sấm sét, trong phút chốc ở trong hư không nổ vang. Tất cả mọi người là cả người chấn động. Ánh mắt không tự chủ được rơi ở Lăng Tiêu trên người. Từ đâu tới ăn mày, dĩ nhiên như vậy không biết lợi hại. Đông đảo người thí luyện trong ánh mắt, đều là lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Lăng Tiêu cùng Côn Bằng xem ra đều vô cùng chật vật, Lăng Tiêu cả người quần áo phá nát, Côn Bằng trên người cánh chim đều bóc ra hơn phân nửa, đã biến thành một cái trụi lông chim. Cứ như vậy hai cái người, nghênh ngang đi vào, lại vẫn dám đối với đao ma nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ là ngại mệnh quá dài sao? Lăng Tiêu. Nhưng Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần, nhưng là không do được cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Xa xôi trăm năm, Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, bọn họ rốt cục ở đây gặp nhau. Tuy là Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần tâm cảnh đã sớm thiên truy bách luyệt, nhưng giờ khắc này như cũ cảm giác được hai mắt nóng bỏng, cảm xúc dâng trào, hiện ra một luồng to lớn vui mừng. Ngày tốt huynh, Nhật Thiên huynh, đã lâu không gặp. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, trong lòng cũng là kích động không thôi. Lăng Tiêu, ngươi chính là cái kia giết bốn đại đế thành trấn thủ sứ, như chó mất chủ giống như vậy, trốn vào đến rồi hỗn độn trong hoang dã Lăng Tiêu. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thể sống sót mà đi ra ngoài. Đao ma nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong con ngươi cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đối với hắn loại này cổ chi thiên kiêu tới nói, hỗn độn hoang dã có bao nhiêu hung hiểm, so với hắn bất luận người nào đều rõ ràng, có thể nói từ xưa tới nay, có thể đi ngang qua hỗn độn hoang dã người, ít tồn tại. Phàm là tiến vào hỗn độn trong hoang dã người thí luyện, giống như là bị trục xuất giống như vậy, cũng bị xưng chi là ngày bỏ người, vĩnh viễn chôn xương ở trong vùng hoang dã. Lăng Tiêu dĩ nhiên đi ra, để đao ma trong lòng cũng là hơi có chút chấn động. Lăng Tiêu, hắn chính là chứng đạo bảng thứ 36, cái này kỷ nguyên thiên tuyển chi tử, đã từng chém giết bốn đại đế thành trấn thủ sứ Lăng Tiêu. Mọi người chung quanh cũng đều là không do được cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc tò mò. Tương đối với những người khác tới nói, Lăng Tiêu tuyệt đối là Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên nhân vật huyền thoại. Chém giết bốn đại đế thành trấn thủ sứ, đây là rất nhiều cổ chi thiên kiêu đều không làm được sự tình. Hơn nữa, như không phải một lần này Vĩnh Hằng Đế Lộ so sánh đặc thù, vô số cổ chi thiên kiêu yêu nghiệt từ tự phong bên trong tỉnh lại, lấy Lăng Tiêu thiên tuyển chi tử thân phận, có khả năng rất lớn có thể đi tới cuối cùng, xưng hùng một đời, thậm chí khai sáng một cái kỷ nguyên. Quân bất kiến, kỷ nguyên trước thiên đế. Tuyệt đối là từ cổ chí kim, chói mắt nhất chói mắt tồn tại. Thậm chí, không ai sánh bằng. Nhưng Lăng Tiêu chém giết bốn đại đế thành trấn thủ sứ, cũng đưa tới cái kia chút trấn thủ sứ cùng chung mối thù, đồng thời phát sinh đế thành truy sát lệnh, nghĩ muốn Lăng Tiêu mệnh, mà Lăng Tiêu nhưng tiến vào hỗn độn trong hoang dã.
tiến vào hỗn độn hoang dã, dường như lưu đày. Tuy rằng Lăng Tiêu bị xếp hạng chứng đạo bảng thứ 36, nhưng rất nhiều người đều rõ ràng, Lăng Tiêu có lẽ mãi mãi cũng không cách nào từ hỗn độn trong hoang dã đi ra. Hôm nay trận chiến này, chính là bởi vì Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần vì duy trì Lăng Tiêu, mới sẽ cùng Sở Cuồng cùng với Đao Ma phát sinh tranh cãi. Nhưng người nào từng nghĩ, Lăng Tiêu dĩ nhiên thật sự từ hỗn độn trong hoang dã đi ra. Mọi người trợn to mắt tử, nhìn chằm chằm trước mắt Lăng Tiêu, thoáng như đang nằm mơ giống như vậy, không dám tin vào hai mắt của mình. Ta làm sao cảm thấy được, cái này Lăng Tiêu thật giống thực lực cũng không cường a. Đế quân cảnh 7 tầng, liền Triệu Nhật Thiên cũng không bằng, hắn là thế nào giết 4 đại đế thành trấn thủ sứ. Có người nhỏ giọng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Không biết, hắn khí tức xác thực không mạnh, hơn nữa xem ra như là người bị thương nặng. Chẳng lẽ thật sự như Đao Ma đại nhân nói, hắn là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, mới chém trấn thủ sứ. Có người gật đầu một cái nói, mọi người hoài nghi Lăng Tiêu sức chiến đấu, cũng là không thể tránh được. Dù sao Lăng Tiêu tu vi chỉ là đế quân cảnh 7 tầng, ở 12 đế thành bên trong, cao cấp đế quân một chảo một hàng loạt, tuyệt thế đế quân đều là tùy ý có thể thấy được, đế quân cảnh 7 tầng xác thực hết sức không nổi bật, thậm chí là lót đáy. Ta sống mà đi ra hỗn độn hoang dã, ngươi có phải là rất thất vọng? Ta vừa vặn như nghe các ngươi nói, ta không phối hợp cái gì đó chứng đạo bảng. Lăng Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn Đao Ma một cái nói. Hắn mặc dù coi như quần áo lam lũ, gió bụi mệt mỏi, nhưng cũng tự có một loại siêu nhiên bất phàm khí độ, đi tới ở giữa chiến trường, khí tức mênh mông như biển, dĩ nhiên 10 phần dễ dàng tự hóa giải Triệu Nhật Thiên cùng Đao Ma trong đó khí thế giao chiến, xem ra ung dung thoải mái, không có chút nào tượng khí. Không sai, là ta nói, ngươi xác thực không có tư cách trên chứng đạo bảng. Nếu ngươi không có chết ở hỗn độn trong hoang dã, vậy thì thật là tốt để bản tọa thử xem, ngươi có tư cách gì trở thành cái kỷ nguyên thiên tuyển chi tử. Đao Ma lạnh lùng nói ra, một đôi tàn nhẫn con mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tràn đầy khát máu cùng sát khí. Đúng hợp ý ta cũng muốn nhìn một chút, cái gọi là cổ chi thiên kiêu, mạnh như thế nào. Tiếp ta một đao, nếu ngươi không chết, ta không giết ngươi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm trước mắt Đao Ma, cười nhạt một tiếng nói. Cái gì, cái này Lăng Tiêu quá cuồng vọng đi chứ. Tất cả mọi người là tất cả xôn xao, thực sự là không biết lợi hại a. Đao Ma đại nhân chỉ sợ một đao có thể đánh chết hắn chứ. Cái tên này, ta nhìn chính là cái tinh tướng phạm, không thấy có bao nhiêu bản lĩnh, nói mạnh miệng bản lĩnh đúng là không thua ở cái kia Diệp Lương Thần. Tất cả mọi người là trong lòng cười gằn, đối với Lăng Tiêu hoài nghi càng ngày càng sâu. Ha ha ha, rất tốt, bao nhiêu năm không có người ở trước mặt ta nói quá như vậy lời nói. Coi như là ba tuần vô song, Tuyệt Không Thần Vương cũng không dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Lăng Tiêu, coi như là ngươi tiếp ta một đao không chết, nhưng hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi. Đao Ma thật sâu nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn, trong con ngươi màu máu cùng sát ý càng ngày càng dày đặc. Ba tuần vô song cùng Tuyệt Không Thần Vương, hai vị này đều là cổ chi thiên kiêu, thực lực sâu không lường được, hơn nữa đều là chứng đạo bảng kiếp trước cường giả tuyệt thế. Ba tuần vô song xếp hạng thứ 10, mà Tuyệt Không Thần Vương xếp hạng thứ 8. Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần cũng đều là khóe miệng có chút co giật, trăm năm không gặp, Lăng Tiêu tên khốn kiếp này càng phát sẽ trăng bức, dĩ nhiên đem hai người bọn họ hoành hoang đều vung tới. Bất quá bọn hắn cũng không cảm giác được Lăng Tiêu là nói mạnh miệng, trái lại trong lòng tràn đầy mong đợi, muốn nhìn một chút này trăm năm qua, Lăng Tiêu đến tột cùng biến đến mạnh bao nhiêu. Rất tốt, Đao Ma, tiếp đó, ta muốn ra đao. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, vẻ mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh. Con, một đạo tranh tiếng kêu tiếng vang lên, lanh lảnh sáng sủa, như rồng ngâm giống như vậy, vang vọng trời cao. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay có một đạo trắng như tuyết đao quang nổi lên, lượn lờ sương mù hỗn độn, trên thân đao phảng phất tỏa ra tinh không sáng chói. Hắn bước ra một bước, đao quang nhẹ nhàng hướng về Đao Ma chém rơi xuống. Ngoại trừ vừa xuất đao lúc tranh tiếng kêu tiếng, đón lấy dĩ nhiên không có chút nào âm thanh phát sinh, bên trong đất trời đều là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia một đạo nhẹ nhàng đao quang, nhu hòa mà mờ mịt, như mặt trời mới mọc, tỏa ra một loại nhàn nhạt ấm áp. Mọi người ánh mắt phảng phất đều có chút mê ly, tất cả tâm thần đều bị một đao này hấp dẫn. Nhưng Đao Ma nhưng là nháy mắt cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm giác được toàn bộ người bị vô cùng vô tận hàn ý bao phủ, trong lòng sinh ra một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây là, A Tỷ Địa Ngục Táng Thiên Đao. Đao Ma điên cuồng hét lên một tiếng nói, trong phút chốc quanh thân mãnh liệt ma khí, như hỏa diễm một loại ầm ầm nổ ra. Mình mông đạo ý mãnh liệt mà ra, ở vòm trời bên trên phảng phất hóa thành một tòa cổ lão thần bí địa ngục. Sát khí, huyết quang, sát cơ, tử vong, hủy diệt, hắc ám.
tất cả mặt trái năng lượng toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đạo đao màu đen cương, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu mi tâm chém tới. A Tỵ địa ngục táng thần đao. Ở cảm thấy Lăng Tiêu thi triển ra là cấm kỵ chi đao thời điểm, hắn cũng là không chút do dự, tương tự thi triển ra cấm kỵ chi đao. Chương 3227, Bại Đao Ma, Âm Dương Đế Thành. Ầm ầm ầm, một đen một trắng hai đạo tuyệt thế ánh đao, ở trong hư không nháy mắt tự va chạm vào nhau. A Tỵ địa ngục táng thiên đao, chính là chém tâm chi đao. A Tỵ địa ngục táng thần đao, chính là chém thần chi đao. Hai thức cấm kỵ chi đao, đều là hư vô chi đao, không chém thực thể, chỉ chém đạo tâm nguyên thần, nhưng cũng so với đao pháp của hắn tăng thêm sự kinh khủng cùng hung hiểm, hơn nữa đao ra quyết chí tiến lên, tất yếu chém trúng mục tiêu, mới sẽ đình chỉ. Giống như là phía trước Triệu Nhật Thiên, ở đối mặt Sở Cuồng thời gian, tuy rằng Sở Cuồng trên người chỉ là bị phong ấn một đạo cấm kỵ chi đao ánh đao, nhưng vẫn là thương tổn tới Triệu Nhật Thiên nguyên thần. Bốn thức cấm kỵ chi đao, tất cả đều bá đạo cực kỳ, nhưng cũng các có diệu dụng. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay ánh đao, còn như sóng nước giống như vậy, nhẹ nhàng tràn ngập ra, lặng yên không một tiếng động, xem ra như lưu ly một loại óng ánh trong suốt, chiếu rọi ra đao ma cái kia một đôi cực kỳ ngưng trọng con mắt. Ánh đao hướng về đao ma chém tới, Lăng Tiêu vẻ mặt hờ hững, dĩ nhiên không có một chút nào muốn chống đối đao ma ý tứ. Lấy mệnh vật lộn mệnh sao? Vậy thì nhìn một chút là của ai mệnh cứng rắn đi. Đao ma nhìn thấy Lăng Tiêu không có một chút nào ngăn cản ý tứ, nhất thời trong con ngươi lộ ra cực kỳ điên cuồng vẻ mặt, quanh thân sát khí càng phát nồng nặc, đao ý sôi trào mà mãnh liệt, để cái kia một đạo ánh đao màu đen càng phát quỷ dị khó lường. Răng rác, Lăng Tiêu cái kia một đạo ánh đao bên trên, phảng phất có sáng chói tinh quang lấp loé, lại có thần bí hỗn độn ánh sáng lượn lờ, nháy mắt xuyên thấu đao ma hộ thể ma khí, trực tiếp chém tới đao ma trong cơ thể. Vô hình vô chất, đao ma trên người không có chút nào thương thế, nhưng hắn vẫn cảm giác được một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, như là vật gì đó xuất hiện vết rạn nứt. Mà cái kia một đạo ánh đao màu đen, cũng là đâm xuyên qua Lăng Tiêu mi tâm thức hải, hướng về Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần chém rơi xuống. Ở đã nhận ra cấm kỵ chi đao thời điểm, Lăng Tiêu trong óc cái kia 720 viên bản nguyên đạo quả, đồng thời tỏa hào quang rực rỡ, từng đạo thần bí kết giới đan dệt mà ra, đem Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần bao phủ lại. Đầy đủ 720 đạo kết giới, tản ra một loại bất hủ ánh sáng lộng lẫy, chắn cấm kỵ chi đao trước mặt. Ầm ầm ầm, cấm kỵ chi đao phá diệt tất cả, bản nguyên kết giới kịch liệt rung động, trong phút chốc tựu sụp đổ rồi ra. Từng đạo kết giới dồn dập phá diệt, cấm kỵ chi đao cự ly Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần cũng càng ngày càng gần. Trong khoảnh khắc, 720 đạo kết giới ầm ầm nổ tung ra. Tựu ở đằng kia một đạo cấm kỵ chi đao đã không có bất kỳ trở ngại nào, sắp chém ở Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần bên trên thời điểm, cái kia chút phá toái kết giới, ầm ầm hóa thành một mảnh hỗn độn bão táp, ẩn chứa đại phá diệt sức mạnh vô thượng, trực tiếp liền đem cái kia một đạo ánh đao màu đen bao phủ lại. Răng rác, ánh đao màu đen, chỉ là chống đỡ chốc lát, đã bị cái kia mảnh hỗn độn bão táp hoàn toàn tiêu diệt ra. Vỡ nát ánh đao, hóa thành từng đạo cực kỳ phù văn thần bí, ở trong hư không hơi rung động, trong phút chốc liền muốn tiêu tan ra. Nhưng này 720 đạo bản nguyên đạo quả, đồng thời phóng ra hào quang óng ánh, từng đạo xích thần trật tự quấn quanh mà ra, đem cái kia từng nét bùa chú đều bao phủ lại, sau đó nháy mắt tự thu vào Lăng Tiêu nguyên trong biển thần thức, tiến hành luyện hóa. Quả thế, Lăng Tiêu giống như là chứng thực trong lòng một cái nào đó suy đoán giống như vậy, ánh mắt sáng sủa cực kỳ. A phốc, nhưng đối diện đao ma, nhưng là cả người bỗng nhiên cự chiến, trong miệng phun mạnh một đạo máu đen mũi tên, khí tức nháy mắt liền biến được uể oải suy sụp lên. Ngươi dĩ nhiên phá cấm kỵ của ta chi đao. Đao ma trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi. Lăng Tiêu không phải chống lại rồi cấm kỵ chi đao, cũng không phải cứng rắn tiếp nhận được cấm kỵ chi đao, mà là đem cấm kỵ chi đao tan vỡ. Lăng Tiêu bản thân, không có chút nào thương thế. Cái này so với Lăng Tiêu cấm kỵ chi đao chảm phá hắn đạo tâm, để hắn càng thêm kinh hãi. Vô số kỷ nguyên tới nay, từ trước đến nay không có nghe nói ai có thể phá diệt cấm kỵ chi đao, đây là vượt qua cực đạo đế thuật sức mạnh, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng, hoặc là cứ thế bảo chống đối. Nhưng Lăng Tiêu nhưng tan vỡ cấm kỵ chi đao, thậm chí còn lấy ra bộ phận cấm kỵ chi đao đao ý, dẫn đến đao ma bị phản phệ, trực tiếp liền phun máu. Mọi người chung quanh đều là nhìn không hiểu ra sao, nhưng từng cái trong ánh mắt nhưng cũng đều là lộ ra khó tin vẻ kinh hãi. Vừa rồi Lăng Tiêu cùng đao ma cắt ra một đao, đao ma cấm kỵ chi đao tự nhiên là đại danh đỉnh đỉnh, có thể chém nguyên diệt thần, uy lực vô cùng, thanh thế vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu một đao kia, nhẹ nhàng, không có chút nào khói lửa, giống như là phàm nhân đao pháp giống như vậy, kém xa đao ma khủng bố. Nhưng kết quả lại là, Lăng Tiêu không phát hiện chút tổn hao nào,
mà đao ma phun máu tươi tung tóe. Một đao, đao ma tựu thất bại. Sao có thể có chuyện đó? Đao ma sau lưng những ma tộc kia cường giả, cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Cường đại đến một đời không ai bì nổi đao ma đại nhân, ở toàn bộ âm dương đế thành bên trong, cũng chính là vị kia tuyệt vô thần vương muốn so với đao ma hơn hẳn một bậc, nhưng hiện tại, đao ma đại nhân dĩ nhiên thất bại. Ngươi thất bại, Lăng Tiêu nhìn trước mắt đao ma, thản nhiên nói. Đao ma cả người run lên, tiếp xúc đến Lăng Tiêu cái kia bình tĩnh con ngươi như nước, trong phút chốc cảm giác được cả người tê dại, sâu trong nội tâm có một loại sợ hãi không cách nào khống chế dâng lên trên. Như không phải hắn tâm trí kiên định, e sợ Lăng Tiêu một câu nói này, đều phải để hắn chạy đi mà chạy. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Đao ma trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Muốn biết sao, đón thêm ta một đao, ta có thể nói cho ngươi. Bất quá đến thời điểm, ngươi có thể hay không nghe được, vậy sẽ rất khó nói rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn lăng không đạp hư, đứng chắp tay, khí tức kỳ ảo mà thần bí, tự có một loại cực kỳ khí chất thần bí, để người không dám nhìn gần. Tự liền Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần không thừa nhận cũng không được, Lăng Tiêu chiêu thức ấy nhất thời đem tất cả mọi người chấn động rồi. Liền đao ma đều tiếp không hạ hắn một đao, Lăng Tiêu thực lực đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Đao ma khóe mặt giật một cái, sâu sắc nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Lăng Tiêu, hôm nay ta vấp ngã. Nhưng đón lấy hư vô cảnh giới, ngươi và ta còn có một trận chiến. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này, hắn cũng minh bạch nói ra câu nói này phía sau, tự đại diện cho hắn đã yếu thế. Nhưng hắn bây giờ trạng thái đã không thích hợp tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tiếp tục chiến đấu xuống, rất có thể sẽ vẫn lạc trong này. Không sai, nhưng hạ một trận chiến, sẽ phải phân sống chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hừ, chúng ta đi. Đao ma sắc mặt âm trầm cực kỳ, nháy mắt xoay người ngang trời, mang theo một đám như chó mất chủ ma tộc cường giả, rời đi Tử Khô Lâm. Đao ma không đánh mà chạy. Đông đảo người thí luyện đối với đao ma phản ứng, càng là giật mình. Vừa rồi chỉ là một đao giao chiến mà thôi, đao ma cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hắn dĩ nhiên tự cam tâm như vậy rời đi. Tuy rằng rất nhiều người đều không rõ sở dĩ, nhưng bọn họ nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, đều là tràn đầy nồng nặc vẻ kính sợ. Lăng Tiêu, người tại sao phải để cho chạy cái này đao ma? Trực tiếp một đao chém chết hắn không thì phải. Côn Bằng tiến tới gần, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đừng nói chuyện, nhanh ngăn cản ta nếu không được rồi. Lăng Tiêu truyền âm cho Côn Bằng đạo, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Cái gì? Côn Bằng cả người giật mình một cái. Giật mình, nhìn phía xa vẫn chưa đi xa đao ma đám người, nhất thời như là làm tặc giống như vậy, chạy đến Lăng Tiêu dưới chân, sau đó cuồn cuộn không dứt lực lượng bản nguyên độ vào đến Lăng Tiêu trong cơ thể. Hô, thiếu chút nữa thì lòi, thật là bá đạo cấm kỵ chi đao. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười khổ một tiếng nói. Hắn vừa rồi tuy rằng ấn chứng nào đó loại suy đoán, nhưng cũng ra một ít bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, đao ma A Tỷ Địa Ngục Táng Thần Đao bị phá diệt phía sau. Cái kia 720 viên bản nguyên đạo quả dĩ nhiên giữ lại bộ phận đao ý, giờ khắc này ở hắn nguyên thần bên trong, đã hóa thành một đạo ánh đao màu đen, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Vì giữ lại này một đạo đao ý, Lăng Tiêu cả người tu vi cùng sức mạnh hầu như đều bị giam cầm lên, hắn thiếu chút nữa thì muốn từ trong hư không ngã rơi xuống đi. Sở dĩ, hắn vừa rồi căn bản không phải không muốn để lại hạ đao ma, thật sự là hữu tâm vô lực a. Lăng Tiêu, ngươi không sao chứ? Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần cũng đều là ánh mắt lóe lên, như là nhìn ra gì đó, vội vã bay tới, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Ta không sao, chính là ngắn ngủi không cách nào điều động tu vi, nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Lăng Tiêu nhìn xung quanh cái kia chút vẫn chưa hoàn toàn tản đi người thí luyện nhất nhãn, truyền âm cho Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần nói. Tốt, bọn họ đều là gật gật đầu, ở bề ngoài dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, cùng Côn Bằng đồng thời rời đi Tử Khô Lâm. Hướng về âm dương đế thành bay đi. Mà Tử Khô Lâm bên trong, kết quả của trận chiến này giống như là dài ra cánh vai giống như vậy, nhanh chóng truyền về tới âm dương đế thành bên trong. Toàn bộ âm dương đế thành, triệt để chấn động, Triệu Nhật Thiên cùng Sở Cuồng một trận chiến, kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Sở Cuồng chết ở Triệu Nhật Thiên trong tay. Nhưng càng khiến người ta khiếp sợ là, chứng đạo bảng 36 vị kia sát vương Lăng Tiêu, đã trở về. Tử Khô Lâm bên trong, Lăng Tiêu một đao chém bị thương đao ma. Dùng được đao ma không thể không tránh né mũi nhọn, thổ huyết rút đi. Tin tức này truyền về âm dương đế thành, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lăng Tiêu, cái kia chứng đạo bảng thứ 36 Lăng Tiêu đã trở về. Hắn còn đánh bại đao ma. Này, làm sao có khả năng? Đao ma đứng hàng chứng đạo bảng thứ 18,
Lăng Tiêu là làm sao làm được? Cái kia Lăng Tiêu có thể không phải người bình thường, hắn tuy rằng không phải cổ chi thiên kiêu, nhưng là kỷ nguyên này thiên tuyển chi tử. Hơn nữa, có người nói vị trí lấy hắn bị liệt là chứng đạo bảng thứ 36, là bởi vì hắn tiến vào hỗn độn trong hoang dã, bằng không hắn xếp hạng chỉ sẽ càng cao hơn. Nhưng này Đao Ma, đã từng ở tại thượng cổ kỷ nguyên bước lên đỉnh cao nhất, bị xưng làm một tuyệt vương giả cũng không quá đáng, dĩ nhiên thua ở Lăng Tiêu trong tay. Nhất tuyệt vương giả thì lại làm sao? Đại tranh chi thế, thiên kiêu tranh đấu, cổ nhân không hẳn tự vượt qua người thời nay, ta nhìn rất nhiều mùi bước vào chứng đạo bảng người, cũng có chứng đạo bảng thực lực. Âm Dương Đế Thành bên trong, đông đảo người thí luyện nghị luận sôi nổi, đều bởi vì Lăng Tiêu trở về mà kinh ngạc. Mà giờ khắc này, bọn họ trong miệng nghị luận Lăng Tiêu, đã tiến vào Âm Dương Đế Thành bên trong. Ta dựa vào 720 viên bản nguyên đạo quả, lại có thể lấy ra Đao Ma bộ phận đao ý. Tuy rằng còn không hoàn chỉnh, nhưng ta đã có thể sử dụng tới A Tị Địa Ngục Táng Thần Đao. Lăng Tiêu trong lòng tối thầm than nói, cấm kỵ chi đao, được xưng là siêu thoát chi đao, quỷ dị khó lường, uy lực vô cùng, so với cực đạo đế thuật càng cường đại hơn. Dĩ vãng kỷ nguyên bên trong, xuất hiện cấm kỵ chi đao truyền nhân, hầu như đều có thể đi tới vĩnh hằng đế lộ tận đầu, bước lên đỉnh cao nhất, thành là đỉnh cao nhất vương giả. Giống như là Đao Ma, tuy rằng thực lực bản thân vô cùng khủng bố, nhưng cũng là dựa vào A Tị Địa Ngục Táng Thần Đao, thành là một cái kỷ nguyên đỉnh cao nhất vương giả. Lăng Tiêu trước cùng Đao Ma một trận chiến, đem Đao Ma làm là đá mài dao thành phần lớn hơn một chút, tự là muốn dùng Đao Ma đến xác minh hắn này gần trăm năm nay suy đoán. Đúng như dự đoán, cái kia 720 viên bản nguyên đạo quả tụ hợp lại một nơi, bộc phát ra khủng bố sức mạnh, vượt xa ra Lăng Tiêu tưởng tượng, thậm chí ngay cả cấm kỵ chi đao đều chặn lại rồi. Nếu như 3.000 bản nguyên đạo quả hội tụ, 3.000 đại đạo gia trì thân thể ta, cái kia e sợ mới thật sự là sức mạnh vô thường chứ. Đến thời điểm, coi như là đại đế, cũng có thể giết. Lăng Tiêu trong con người thần mang trong vắt, trong lòng âm thầm suy đoán nói. Hắn đem cái kia một đạo cấm kỵ chi đao đao ý luyện hóa phía sau, tu vi mới khôi phục như lúc ban đầu. Giờ khắc này, Lăng Tiêu, Côn Bằng, Triệu Nhật Thiên cùng Diệp Lương Thần đều đi tới Âm Dương Đế Thành, tiến vào một nhà tên là đỉnh cao nhất tử lâu. Đỉnh cao nhất lầu, lấy tự đặt chân lên đỉnh cao nhất tâm ý, chính là Âm Dương Đế Thành bên trong thổ dân sinh linh mở, bên trong có thật nhiều mỹ vị món ngon, hoa quả tươi kỳ chân, tất cả đều là vĩnh hằng đế lộ bên trên vật hy hãn. Lăng Tiêu, không nghĩ tới trăm năm không gặp, thực lực của ngươi càng phát sâu không lường được. Cả kia Đao Ma đều thua ở trong tay ngươi, chỉ sợ ngươi coi như là đối mặt vị kia tuyệt vô thần vương, cũng có sức đánh một trận chứ. Triệu Nhật Thiên nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, nhẹ thở dài một cái nói. Trong lòng hắn xác thực có một tia cảm giác bị thất bại. Truy đuổi lâu như vậy, kết quả đến hiện tại phát hiện, hắn cùng Lăng Tiêu trong đó vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhật Thiên huynh, ta tu vi không bằng ngươi, bất quá ta đạo có chút đặc thù, cùng các ngươi cũng khác nhau. Ngươi nói tuyệt vô thần vương lại là người nào? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, lại có chút hiếu kỳ hỏi. Tuyệt vô thần vương, đây chính là chứng đạo bảng xếp hạng thứ 8 tuyệt đại thiên kiêu, bây giờ cũng là Âm Dương Đế Thành chủ nhân. Truyền thuyết hắn là tam tuyệt vương giả, đã từng xưng bá 3 cái kỷ nguyên vĩnh hằng đế lộ. Diệp Lương Thần chen miệng nói, chứng đạo bảng lại là ai xếp hàng? Trước dĩ nhiên đem Lăng Tiêu xếp hạng chứng đạo bảng thứ 36, xem ra này chứng đạo bảng một chút cũng vô căn cứ. Côn Bằng một cái tay cầm lấy một con nướng nước mỡ đùi dê quá nhanh cắn ăn, một cái tay cầm lấy chén thủy tinh uống rượu, trong miệng mơ hồ nói không rõ. Chứng đạo bảng là 12 đế thành một ít ẩn thế cường giả đứng hàng, căn cứ vĩnh hằng đế lộ bên trên đông đảo thiên kiêu biểu hiện. Cộng có 36 người lên bảng, nhưng phần lớn đều là một ít cổ chi thiên kiêu yêu nghiệt, cái này kỷ nguyên người cực nhỏ, chỉ có vẻn vẹn mấy người. Tỷ như Lăng Tiêu, đã bị xưng là sát vương, đứng hàng người thứ 36. Chứng đạo bảng tuy rằng không tính hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng cơ bản có thể nhìn ra đông đảo thiên kiêu trong đó thực lực chênh lệch. Chí ít chứng đạo bảng trên 12 người đứng đầu cường giả, thực lực siêu tuyệt, hầu như đều là đỉnh cao nhất vương giả, bây giờ cũng là 12 đế thành chi chủ. Triệu Nhật Thiên chậm rãi nói ra, đem chứng đạo bảng tin tức tương quan giới thiệu một lần. Lăng Tiêu, ngươi nghĩ không muốn trở thành là Âm Dương Đế Thành chi chủ. Chỉ cần ngươi đánh bại tuyệt vô thần vương, ngươi chính là Âm Dương Đế Thành chi chủ. Diệp Lương Thần bỗng nhiên nói ra, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc mong đợi. Âm Dương Đế Thành chi chủ, Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, 12 đế thành không có chấn thủ sứ, dĩ nhiên sẽ có chủ nhân. Chương 3228, tuyệt vô thần vương. 12 đế thành không có chấn thủ sứ, nhưng lại có thể có chủ nhân. Tuy rằng 12 đế thành chủ nhân, không cách nào như chấn thủ sứ như vậy, có thể mượn thiên đạo lực lượng chấn áp kẻ địch,
nhưng lại có thể thu được thiên đạo tán thành, có thể tham diễn 3000 đại đạo bản nguyên, thu được cực nhanh tốc độ tu luyện. Triệu Nhật Thiên nhìn Lăng Tiêu giải thích, tham diễn 3000 đại đạo bản nguyên, Lăng Tiêu mắt hơi sáng ngời, nếu như thành là đế thành chủ nhân, còn có thể có tốt như vậy nơi, đúng là để hắn có chút tâm chuyển động. Dù sao, Lăng Tiêu đi đường vốn là và những người khác bất đồng, hắn cần tham diễn 3000 đại đạo, hội tụ 3000 đại đạo bản nguyên, mới có thể cực điểm thăng hoa, bước ra cái kia bước cuối cùng. Nhưng nghĩ muốn tập hợp đủ 3000 đại đạo bản nguyên, khó khăn cỡ nào. Lăng Tiêu trong cơ thể 720 viên bản nguyên đạo quả, hắn tự thân tìm hiểu ngưng tụ bất quá là mấy viên thôi, cái khác đại bộ phận đều là từ một ít người thí luyện cùng cường đại hồng hoang hung thú trong cơ thể lấy được. Hơn nữa, càng là cường đại đại đạo bản nguyên, thì càng khó tìm hiểu. Nếu như để Lăng Tiêu một mình tìm hiểu, coi như là cho hắn một cái kỷ nguyên thời gian, chỉ sợ hắn không có khả năng tập hợp đủ 3000 đại đạo bản nguyên. Không thể không nói, Triệu Nhật Thiên nói đế thành chi chủ chỗ tốt, đúng là để hắn động lòng. Hơn nữa, nghe nói thành vì đế thành chi chủ, đợi đến hư vô cảnh giới mở ra, cũng có thể so với người khác càng dễ dàng đến thế giới tận đầu, bước lên đỉnh cao nhất con đường. Lăng Tiêu, cái này cơ hội ngươi nhất định phải bắt được. Diệp Lương Thần chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói ra, cái kia tuyệt vô thần vương nếu là tam tuyệt vương giả, chỉ sợ thực lực rất mạnh chứ. Các ngươi cứ như vậy tin tưởng, Lăng Tiêu có thể đánh bại hắn. Côn Bằng có chút hiếu kỳ hỏi, không thử xem làm sao biết, huống hồ, chúng ta xác thực đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin. Hơn nữa, cái kia tuyệt vô thần vương đối với nhân tộc 10 phần căm thù, có người nói trong tay lây dính không ít nhân tộc cường giả máu tươi, hắn cùng đao ma có chút giao tình, đến thời điểm coi như là chúng ta không đi tìm hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ tới tìm chúng ta. Diệp Lương Thần chậm rãi nói ra, không sai, này âm dương đế thành chi chủ, người xác thực muốn tranh một chuyến. Một đạo lãnh khốc thanh âm đạm mạc vang lên, từ đỉnh cao nhất lầu ở ngoài, vào một cái thanh niên mặc áo đen. Ma chủ, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nhưng ngoài mặt vẫn là làm bộ một bộ thần sắc mừng rỡ nói. Thanh niên mặc áo đen, chính là Hắc Ám Lăng Tiêu. Là ta, Lăng Tiêu huynh, đã lâu không gặp, Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là thản nhiên nói. Các ngươi quả nhiên nhận thức, Triệu Nhật Thiên một bộ ta đã sớm xem thấu dáng dấp của các ngươi. Ma chủ huynh, ngươi rốt cục xuất quan, nếu không phải là Lăng Tiêu, ta cùng Triệu Nhật Thiên lần này nhưng là thật muốn thảm. Cái kia đao ma không phải thứ gì, bất quá cũng còn tốt hắn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Diệp Lương Thần cũng là cực kỳ hưng phấn nói. Hắc Ám Lăng Tiêu ra hiệu mọi người ngồi hạ, tương tự là ngồi ở Lăng Tiêu đối diện, trong con ngươi tràn đầy tàn nhẫn mà lãnh khốc vẻ mặt, quanh thân sát khí tràn ngập, lạnh lẽo thấu xương. Hắn tu vi, dĩ nhiên so với Lăng Tiêu còn cao hơn một ít, đã đạt đến đế quân cảnh 8 tầng. Lần này đột phá tu vi, hơi có thu hoạch, sở dĩ trì hoãn. Bất quá các ngươi yên tâm, cái kia đao ma mệnh, là của ta. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Ma chủ huynh vừa rồi nói để ta tranh cướp đế thành chi chủ. Lăng Tiêu nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu nói. Đây là hắn phân ra Hắc Ám phân thân phía sau, mấy trăm năm qua lần thứ nhất cùng Hắc Ám Lăng Tiêu gặp lại. Mặc dù biết trước mắt phân thân cũng là chính mình, nhưng Lăng Tiêu trong lòng vẫn có một loại cảm giác kỳ dị. Hắc Ám Lăng Tiêu, tuy rằng cùng Lăng Tiêu đồng tông đồng nguyên, nguyên thần đều là Lăng Tiêu một nửa nguyên thần biến thành, nhưng bây giờ xem ra, Hắc Ám Lăng Tiêu phảng phất nhiều một chút ý thức tự chủ. Giống như là Hắc Ám Lăng Tiêu trên người có chút bí mật, coi như là Lăng Tiêu đều không rõ ràng lắm. Hắn không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu, nhưng nhìn trước mắt đến, hết thảy đều còn ở trong khống chế. Không sai, trước ngươi chém 4 đại đế thành trấn thủ sứ, nguyên thần bên trong cũng đã ngưng tụ ra thiên đạo châu đi. Bây giờ coi như là xưng ngươi là thiên đạo chi tử cũng không quá đáng, mà thiên đạo châu đối với tuyệt vô thần vương tới nói, là khó có thể chịu được mê hoặc, coi như là ngươi không đi tìm hắn, vì thiên đạo châu, hắn cũng sẽ tới tìm ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, đương nhiên, hắn cùng Lăng Tiêu trong đó giao lưu, ở nguyên thần nơi sâu xa cũng đã trao đổi qua, Hắc Ám Lăng Tiêu nói như vậy, bất quá là nói cho Triệu Nhật Thiên mấy người sau khi nghe xong. Ma chủ huynh nói không sai, Lăng Tiêu, thiên đạo châu rơi ở tuyệt vô thần vương trong tay, có thể để hắn càng thêm nhanh chóng cảm ngộ thiên đạo bản nguyên, tích lũy càng nhiều hơn gốc gác, thực lực cũng sẽ cường đại hơn. Triệu Nhật Thiên cũng là gật đầu nói, như vậy xem ra, ta cùng cái kia tuyệt vô thần vương trong đó, nhất định có một trận chiến. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, trong con ngươi lộ ra một tia sáng chói tinh mang. Tựu ở Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đám người ở đỉnh cao nhất trong lầu trò chuyện thời gian, đao ma đi tới âm dương đế thành nơi sâu xa. Ở đây có một tòa thật to phủ đệ, bị xưng là thần vương phủ, như hoàng cung một loại vàng son lộng lẫy, cổ xưa hùng vĩ, chính là âm dương đế thành chi chủ, tuyệt vô thần vương chỗ ở. Thần vương phủ trung ương nhất,
có một tòa thông thiên triệt địa tháp cao, như một tòa lợi kiếm xuyên thẳng bầu trời, đầy đủ có trên cao vạn trượng. Đây là thông thiên tháp, Tuyệt Vô Thần Vương tựu trên thông thiên tháp tiềm tu. Thông thiên tháp chi đỉnh, như một mảnh hỗn độn vân hải, thủy khí bốc hơi, điềm lành rực rỡ, từng đạo xích thần trật tự đan dệt, trong mơ hồ phảng phất nổi lên một mảnh thần bí hải dương. Một người mặc màu tím long bào người trung niên, ngồi xếp bằng ở hỗn độn trong mây, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, quanh thân đều tản ra một loại tịch diệt cùng hư vô khí tức. Mi tâm của hắn phóng ra hào quang óng ánh, trong miệng đang phun ra nuốt vào hỗn độn, từng đạo xích thần trật tự liên tiếp mi tâm của hắn thức hải, phảng phất ở truyền đạt nào đó loại thiên địa ảo diệu, đại đạo chí lý. Đao ma đi thẳng tới thông thiên tháp chi đỉnh, ở hỗn độn trong mây thấy được áo bào tím bóng lưng của trung niên nhân, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc vẻ hâm mộ. Đây chính là đế thành chi chủ tạo hóa, trước mắt áo bào tím người trung niên, tự nhiên chính là Tuyệt Vô Thần Vương. Đao ma, người đã đến rồi. Hờ hững mà mờ mịt âm thanh ở hỗn độn trong mây vang vọng. Thần Vương, người hẳn phải biết ta chuyến này ý đồ đến đi. Đao ma chậm rãi nói ra, âm thanh có chút khàn khàn. Người đạo tâm đã xuất hiện vết rạn nứt, ồ, cái kia Lăng Tiêu có như vậy mạnh sao? Tuyệt Vô Thần Vương khẽ ồ lên một tiếng đạo, chậm rãi xoay người lại, trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc. Hắn thân là âm dương đế thành chi chủ, từ Khô Lâm chuyện xảy ra, tự nhiên có người bẩm báo ở hắn. Hắn có A Tỵ Địa Ngục Táng Thiên Đao, bốn thức cấm kỵ chi đao bên trong, thần bí nhất cũng cường đại nhất một thức. Đao ma nhìn Tuyệt Vô Thần Vương nói ra, chẳng trách như vậy, chém tâm chi đao, xác thực phòng không thể phòng. Bất quá cái kia Lăng Tiêu thực lực nhất định cũng là cực mạnh, chỉ cần hắn không đến trêu chọc ta, ta tự nhiên sẽ không đi tìm hắn phiền phức. Ngươi tới gặp ta, chỉ sợ là tìm lầm người chứ. Tuyệt Vô Thần Vương thản nhiên nói, có thật không, thần vương chẳng lẽ đối với Thiên Đạo Châu không có hứng thú sao? Đao ma tựa như cười mà không phải cười nói, Thiên Đạo Châu, vậy cũng cần không ít thiên đạo khí vận, Lăng Tiêu tuy rằng chém bốn đại đế thành trấn thủ sứ, nhưng trong cơ thể thì chưa chắc có Thiên Đạo Châu chứ. Tuyệt Vô Thần Vương trầm mặc chốc lát nói, thần vương lời ấy cũng có chút lừa mình dối người, đế thành trấn thủ sứ trong cơ thể thiên đạo khí vận đến tột cùng có bao nhiêu, người so với ta rõ ràng. Trong cơ thể hắn nhất định có Thiên Đạo Châu, hơn nữa còn có một cái ngươi không thể không giết hắn lý do. Đao ma cười lạnh một tiếng nói, cái gì lý do, trong cơ thể hắn bản nguyên đạo quả, chỉ ít vượt qua 300 viên, hơn nữa tất cả đều là viên mãn phẩm chất. Bằng không, hắn căn bản không thể hoàn hảo không hao tổn ngăn trở ta A Tỵ Địa Ngục Táng Thần Đao. Cái gì, Tuyệt Vô Thần Vương bỗng nhiên một hồi đứng lên, hắn chính là kiếp đạo giả, phảng phất là đã nhận ra trong lời nói của mình vấn đề. Tuyệt Vô Thần Vương thản nhiên nói, hắn không thể nào là kiếp đạo giả. Nhưng trong cơ thể hắn vì sao sẽ có nhiều như vậy viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả? Ngươi nói không sai, hắn xác thực không phải kiếp đạo giả, hắn cùng hơi thở của ngươi không giống nhau, bằng không ta có thể cảm giác được. Đao ma tựa như cười mà không phải cười nhìn Tuyệt Vô Thần Vương nhất nhãn, sau đó lời nói thanh âm nhất chuyển, vị trí lấy trong cơ thể hắn có nhiều như vậy viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả, còn kia có hai loại khả năng. Một loại là trong cơ thể hắn có hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp, một loại chính là hắn đi rồi cái kia một con đường. Cái kia một con đường, Tuyệt Vô Thần Vương trong con ngươi phong mang lóe lên, gật gật đầu lại lắc đầu nói, không có khả năng lắm, cái kia một con đường sớm đã bị chứng minh là một cái tuyệt lộ, rất nhiều người đều thất bại. Nhưng nếu là trong cơ thể hắn có tạo hóa ngọc điệp, cũng không phải là không thể. Bất kể là cái nào một khả năng, nhưng trong cơ thể hắn tóm lại là có lượng lớn viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả, đây là trốn không thoát. Thần vương thật chẳng lẽ không động lòng? Đao ma cười nhạt một tiếng nói. Tốt, Lăng Tiêu mệnh, là của ta rồi. Đao ma, ngươi lại muốn cái gì? Tuyệt Vô Thần Vương không chần chờ chút nào, ánh mắt bá đạo mà bén nhọn nói ra. Ta đương nhiên là muốn trong cơ thể hắn cấm kỵ chi đao. Thần vương, Lăng Tiêu thực lực không thể khinh thường, để bảo đảm không có sơ hở nào, hay là chúng ta đồng thời liên thủ tốt, đến thời điểm ta chỉ cần cấm kỵ chi đao, những thứ khác tất cả thuộc về ngươi. Đao ma thật sâu nhìn Tuyệt Vô Thần Vương một cái nói. Tốt, ngươi tới tìm ta còn một nguyên nhân khác chứ. Ngươi đạo tâm muốn nghĩ cấp tốc khôi phục, chỉ có mượn thiên đạo lực lượng. Tuyệt Vô Thần Vương nhìn Đao ma một cái nói. Thần vương mắt sáng như đuốc. Đao ma thản nhiên cười một tiếng nói, không chút nào ẩn giấu mục đích của chính mình. Cũng được, ta tới giúp ngươi, hy vọng cái kia Lăng Tiêu sẽ không để ta thất vọng. Tuyệt Vô Thần Vương gật đầu một cái nói. Chính hắn cũng minh bạch, có thể một đao chém nứt Đao ma đạo tâm. Cái kia Lăng Tiêu thực lực xác thực mạnh mẽ vô cùng, chỉ dựa vào một mình hắn cũng không an toàn. Có Đao ma ở, hai người bọn họ đồng thời ra tay, nhất định có thể đem Lăng Tiêu chém giết. Thông thiên tháp bên trên, Tuyệt Vô Thần Vương bắt đầu giúp đỡ Đao ma chữa thương.
Mà thần vương phủ bên trong, từng đạo cường đại bóng người bay lượn mà ra, hướng về Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đám người vị trí nhào tới. Mục đích của bọn họ dĩ nhiên không phải đối phó Lăng Tiêu, mà là muốn giám thị Lăng Tiêu nhất cử nhất động. Âm Dương Đế Thành bên trong, Lăng Tiêu đi ở trên đường phố, chung quanh đông đảo người thí luyện, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Tử Khô Lâm trận chiến đó, truyền vào Âm Dương Đế Thành bên trong, để mọi người đối với Lăng Tiêu cường phần lớn đều là có sâu sắc nhận thức, sở dĩ không còn có người dám khinh thị hắn. Đồng thời, Lăng Tiêu lờ mờ có thể phát hiện đến, có lần lượt từng bóng người ở xung quanh dò xét ở hắn, tuy rằng khí tức hết sức mịt mờ, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra. Là Đao Ma người, vẫn là Tuyệt Vô Thần Vương người. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nhưng hắn ở bề ngoài nhưng không lộ ra vẻ gì, cái kia chút người bất quá là dám thị hắn thôi, nếu biết cùng Đao Ma, Tuyệt Vô Thần Vương trong đó cuối cùng có một trận chiến, Lăng Tiêu đối với loại này theo dõi cũng sẽ không thầm để ý. Thiên Đạo Các, đây là Âm Dương Đế Thành bên trong, một tòa phồn hoa nhất thương lâu, chính là một vị cường đại thổ dân sinh linh mở, vị kia thổ dân sinh linh thực lực sâu không lường được, có người nói không kém gì chứng đạo bảng trên cường giả. Sở dĩ, rất nhiều người thí luyện đều đồng ý tới đây mua một ít thiên tài địa bảo. Mặc dù bị xưng chi là Thiên Đạo Các, là sau lưng thổ dân sinh linh, có người nói cùng đế thành trấn thủ sứ có quan hệ. Lăng Tiêu vị trí trước đây đến Thiên Đạo Các, tự nhiên là muốn mua một ít bản nguyên đạo quả. Theo trong cơ thể hắn viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả càng ngày càng nhiều, muốn có được một ít chân quý bản nguyên đạo quả, tự càng ngày càng khó. Lăng Tiêu cũng là nghĩ tìm kiếm chút vận may thôi, vì để tránh cho phiền phức, Lăng Tiêu tiến nhập Thiên Đạo Các trước thậm chí che đậy khí tức, che giấu một ít dung mạo đặc thù, để người không nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Dù sao, hắn bây giờ ở Âm Dương Đế Thành bên trong nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, danh vọng to lớn, đuổi sát Tuyệt Vô Thần Vương. Vị quý khách kia, không biết nghĩ muốn mua gì đó. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, thấy được Lăng Tiêu phía sau, trực tiếp tiến lên đón. Lão trưởng, ta muốn mua một ít viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả, không biết quý các có thể có. Lăng Tiêu quay về ông lão chắp tay thi lễ, khẽ mỉm cười nói. Viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả, có đúng là có, bất quá quý khách chẳng lẽ là nghĩ muốn ở đột phá đến tuyệt thế đế quân phía sau, đi ra điều thứ hai đạo, thậm chí là điều thứ ba đạo sao? Ông lão quan sát Lăng Tiêu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi. Không sai, Lăng Tiêu gật đầu một cái nói. Thì ra là như vậy, không biết quý khách cần gì thuộc tính bản nguyên đạo quả? Ông lão hỏi. Ta tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, không bằng lão trượng mang ta nhìn một chút như thế nào. Như có để ta hài lòng bản nguyên đạo quả, tự nhiên sẽ mua xuống. Lăng Tiêu cũng sớm đã nghĩ xong lời giải thích, khẽ mỉm cười nói. Quý khách mời đi theo ta, ông lão ở Thiên Đạo Các bên trong thân phận, hiển nhiên không thấp, trực tiếp mang theo Lăng Tiêu đi tới lầu 2 trong một cái phòng, sau đó ra hiệu mấy cái khuôn mặt đẹp hầu gái, nâng mười mấy bạch ngọc bảo hạp đi vào. Ở đây tổng cộng có viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả 86 viên, quý khách nhìn có thể có hài lòng. Ông lão vung tay lên, nhất thời cái kia mười mấy bạch ngọc bảo hạp được mở ra. Trong đó từng viên một bản nguyên đạo quả tản ra óng ánh thần bí ánh sáng, có từng tia đạo vận tràn ngập ra, để trong cả căn phòng đều là bảo quang doanh doanh, khá là bất phàm. Lăng Tiêu trong lòng cũng là có chút mong đợi, này Thiên Đạo Các xác thực bất phàm, dĩ nhiên một hồi liền lấy ra 86 viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả. Bất quá khi Lăng Tiêu cẩn thận dò xét một phen phía sau mới phát hiện, này 86 viên bản nguyên đạo quả, có hơn nửa đều là thuộc tính ngũ hành, thường gặp nhất, mà còn dư lại cũng đều cùng Lăng Tiêu trong cơ thể bản nguyên đạo quả lặp lại. Cũng không có để hắn cần bản nguyên đạo quả. Lão trưởng, cũng chỉ có những thứ này sao? Này chút bản nguyên đạo quả tuy rằng đều là viên mãn phẩm chất, nhưng cũng quá mức tầm thường. Lăng Tiêu nhẹ thở dài một cái nói. Phảng phất thấy được Lăng Tiêu trong ánh mắt vẻ thất vọng, lão giả trong con ngươi tinh mang lóe lên. Bỗng nhiên cười nói, quý khách, ta chỗ này còn có một chút viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả, bất quá nhưng đều là mấy cái kỷ nguyên phía trước trong di tích tìm được, đại thể đều đã bị tổn thương, người muốn nhìn một chút sao? Mấy cái kỷ nguyên phía trước trong di tích tìm được, vậy ta đến muốn mở mắt một chút, Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng hơi động, khẽ mỉm cười nói. Chương 3229, 100 viên bản nguyên đạo quả. Mấy cái kỷ nguyên phía trước bản nguyên đạo quả, có thể bảo tồn đến nay, coi như là bị một ít tổn thương. Đó cũng là tuyệt đối không phải chí bảo. Hơn nữa, Lăng Tiêu minh bạch, đại đạo 3000, cái này kỷ nguyên thiên kiêu cường giả tu luyện đại đạo bản nguyên, đại thể đều so sánh tương tự, một ít so sánh hiếm thấy đại đạo bản nguyên, thậm chí cũng đã gần như thất truyền, muốn tìm được này loại viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả, nhất định muốn từ một ít di tích thời thượng cổ bên trong mới có thể tìm được. Nhân lực có lúc tận,
mà sức mạnh đất trời vô cùng tận. Giống như là Lăng Tiêu, nghĩ muốn đem 3.000 đại đạo bản nguyên toàn bộ tìm hiểu, hầu như tự là chuyện không thể nào. Trong cơ thể hắn có thiên cương địa sát 108 bí thuật, cùng này tương quan 108 loại bản nguyên đạo quả, chỉ phải hao phí một ít thời gian, hắn đều có thể tìm hiểu viên mãn. Nhưng một ít so sánh cổ xưa đại đạo bản nguyên, có lẽ cùng Lăng Tiêu bản thân chỏi nhau, không có chút nào lực tương tác, tự nhiên là không có tìm hiểu khả năng. Cứ như vậy, nhất định phải muốn mượn bản nguyên đạo quả. Bản nguyên đạo quả giống như là một hạt giống, mà viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả, ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo bản nguyên, có thể để Lăng Tiêu càng nhanh hơn thông hiểu đạo lý. Sở dĩ, ông lão trong miệng di tích thời thượng cổ bên trong bản nguyên đạo quả, ngay lập tức sẽ để Lăng Tiêu sinh ra nồng nặc hứng thú. Quý khách mời xem, ông lão khẽ mỉm cười, ống tay áo vung lên, nhất thời hào quang óng ánh nở rộ ra, 10 cái bạch ngọc bảo hạp hiện ra. Cái kia 10 cái bạch ngọc bảo hạp xem ra đều hết sức cổ lão, tràn ngập một loại năm tháng tang thương khí tức, mở ra phía sau, mỗi cái bạch ngọc bảo hạp bên trong đều có 10 viên bản nguyên đạo quả. Tổng cộng 100 viên bản nguyên đạo quả, bất quá cái kia 100 viên bản nguyên đạo quả, xem ra giống như là khô đét hạt giống như vậy, không có chút nào đạo vận gợn sóng, hết sức không đáng chú ý. Những thứ này, Lăng Tiêu cả người chấn động, nhất thời vung tay lên, một cái bạch ngọc bảo hạp rơi ở trong lòng bàn tay. Hắn cẩn thận dò xét một phen, đây đúng là viên mãn phẩm chất bản nguyên đạo quả, hơn nữa tích chứa trong đó một tia cực kỳ tinh thuần đạo vận, chỉ có điều phảng phất trải qua vô số năm tháng, dẫn đến bản nguyên đạo quả héo rút, bị tổn thương. Quan trọng nhất là, này 100 viên bản nguyên đạo quả, cùng Lăng Tiêu trong cơ thể cái kia 720 viên bản nguyên đạo quả, không có một viên trùng điệp. Lăng Tiêu mắt nhất thời sáng lên lên, có này 100 viên bản nguyên đạo quả, hắn tu vi có lẽ là có thể đột phá đến đế quân cảnh 8 tầng. Quý khách, này 100 viên bản nguyên đạo quả tuy rằng có tổn thương, nhưng cũng không phải là không thể nghịch, chỉ cần lấy thiên đạo khí vận đến uẩn nhưỡng, tự có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất là nhìn thấu Lăng Tiêu trong lòng trần trờ, ông lão khẽ mỉm cười nói. Lấy thiên đạo khí vận đến uẩn nhưỡng sao? Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, những thứ này đều là bản nguyên đạo quả, chính là đại đạo bản nguyên cụ tượng, thiên đạo khí vận đối với bản nguyên đạo quả tới nói, giống như là sinh mệnh chi thủy giống như vậy, xác thực có thể khiến chúng nó sống lại. Bất quá, thiên đạo khí vận so với bản nguyên đạo quả càng khó khăn được, người bình thường chỉ sợ là sẽ không dùng thiên đạo khí vận đi tầm bổ bản nguyên đạo quả. Ngươi nhìn thấu thân phận của ta, Lăng Tiêu sâu sắc nhìn ông lão nhất nhãn, bình tĩnh nói. Lấy ra 100 viên di tích thời thượng cổ bên trong bản nguyên đạo quả, còn nói có thể dùng thiên đạo khí vận đến uẩn nhưỡng, nhất định là nhìn thấu Lăng Tiêu thân mang thiên đạo khí vận, Lăng Tiêu như còn không biết ông lão nhìn thấu thân phận của hắn, cái kia chính là người ngu. Không sai. Lăng Tiêu các hạ, lão phu Chu Uyên, chính là này thiên đạo các chi chủ. Lão phu một người bạn thân, chính là Kim Ô Đế Thành trấn thủ sứ, sở dĩ từ chỗ của hắn biết được các hạ khí tức dấu ấn. Lão giả râu tóc bạc trắng đứng dậy, quay về Lăng Tiêu chắp tay cười nói. Chu các chủ, người lấy ra này chút bản nguyên đạo quả, nghĩ muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Lăng Tiêu ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhàn nhạt hỏi. Nếu nói là Chu Uyên đừng không mưu đồ, hắn là không tin. Này 100 viên di tích thời thượng cổ bên trong bản nguyên đạo quả, bất kể là để ở nơi đó, đều cũng coi là vô thượng chí bảo. Đặc biệt là đối với kiếp đạo giả tới nói, càng là có thêm sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Lăng Tiêu các hạ, ngươi nên nhìn ra, ta tu vi bây giờ bất quá là đế quân cảnh 7 tầng, nhưng một tháng trước, ta tu vi là đế quân cảnh 9 tầng. Mà hết thảy này, đều là bại tuyệt vô thần vương ban tặng. Chu Uyên có chút cắn răng nghiến lợi nói ra, trong ánh mắt lộ ra nồng nặc sự thù hận. Theo hắn giảng giải, Lăng Tiêu cũng từng bước hiểu rõ ra, nguyên lai Chu Uyên ở một tháng trước, phát hiện một chỗ di tích thời thượng cổ, hư hư thực thực là vô số kỷ nguyên phía trước một cái thánh địa di chỉ, đồng thời ở trong đó phát hiện không ít bảo vật. Nhưng tuyệt vô thần vương lại đột nhiên xông vào đi vào, không chỉ đoạt đi rồi đại lượng bảo vật, càng là đem Chu Uyên trọng thương, đánh nát Chu Uyên đạo cơ, dẫn đến Chu Uyên tu vi rơi xuống. May là Chu Uyên có bảo toàn tính mạng lá bài tẩy, nếu không thì muốn chết ở nơi di tích kia chi bên trong. Hơn nữa, Chu Uyên có đổi khí tức bí pháp, tuyệt vô thần vương tuy rằng bị thương nặng hắn, nhưng lại không biết thân phận chân thật của hắn, sở dĩ mặc dù là về tới âm dương đế thành, tuyệt vô thần vương cũng không tìm được hắn. Nhưng bởi vì chuyện này, Chu Uyên nhưng đối với tuyệt vô thần vương hận thấu xương. Bất quá loại này chuyện giết người đoạt bảo, Lăng Tiêu nghe được nhiều lắm, ở bề ngoài lại không có lộ ra chút nào vẻ mặt. Này 100 viên bản nguyên đạo quả, ta đồng ý không trả giá đưa cho Lăng Tiêu các hạ. Chỉ cầu Lăng Tiêu các hạ báo thù cho ta, giết tuyệt vô thần vương. Chu Uyên hướng về Lăng Tiêu sâu sắc thi lễ một cái, ngôn từ khẩn thiết nói ra. Lăng Tiêu nhìn Chu Uyên nhất nhãn,
thản nhiên nói, ngươi dựa vào cái gì tự nhận thức là, ta có thể giết được Tuyệt Vô Thần Vương. Hơn nữa, coi như là ta có thể làm được, ta lại vì sao phải giúp ngươi? Ngươi sẽ không nhận thức là còn con này 100 viên bản nguyên đạo quả, là có thể mua xuống chứng đạo bảng thứ 8 thiên kiêu mạng chứ? Chu Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền vội vàng nói, Lăng Tiêu các hạ, ngài ở Tử Khô Lâm bên trong một đao chém thất bại đao ma sự tình, đã truyền khắp 12 đế thành. Cái kia Tuyệt Vô Thần Vương tuy rằng chứng đạo bảng xếp hạng thứ 8, nhưng ta tin tưởng ngài nhất định có thể đủ giết được hắn. Mấu chốt nhất là, ngài khẳng định sẽ giết hắn, bởi vì lúc trước ở trong di tích, ta chiếm được này 10 cái bạch ngọc bảo hạp, nhưng còn có 90 bạch ngọc bảo hạp rơi ở Tuyệt Vô Thần Vương trong tay, trong đó có 900 viên bản nguyên đạo quả. Hắn nhìn thấy Lăng Tiêu không có lập tức từ chối, liền biết có hy vọng, sở dĩ không để lại dư lực bắt đầu khuyên nói, đồng thời nói ra một cái Lăng Tiêu đều trong lòng khiếp sợ bí mật. 900 viên bản nguyên đạo quả, Lăng Tiêu cả người chấn động, cũng là có chút không bình tĩnh. Thêm vào này 100 viên bản nguyên đạo quả, đó chính là đầy đủ 1.000 viên. 1.000 viên di tích thời thượng cổ bên trong phát hiện bản nguyên đạo quả, hơn nữa tất cả đều là viên mãn phẩm chất, đến tột cùng có thể để Lăng Tiêu tu vi tăng lên tới trình độ nào. Thời khắc này, Lăng Tiêu lập tức tự làm ra quyết định, vô luận như thế nào nhất định muốn chiếm được 1.000 này viên bản nguyên đạo quả. Lăng Tiêu đại nhân, ta tuyệt không dám lừa gạt ngài. Chỉ cần ngài giết Tuyệt Vô Thần Vương, đến thời điểm trong tay của ngài tự có 1.000 viên bản nguyên đạo quả. Chu Uyên tư thế càng thấp hơn, thậm chí xưng hô cũng đã cải biến, quay về Lăng Tiêu nói ra. Lăng Tiêu sâu sắc nhìn Chu Uyên một chút, không nói một lời, chốc lát phía sau hắn đứng lên, đem 10 cái bạch ngọc bảo hạp đều cất vào đến. Cuộc mua bán này, ta tiếp rồi. Lăng Tiêu để lại một câu nói, nhưng mà sau đó xoay người rời đi Thiên Đạo Các. Nhìn thấy Lăng Tiêu bóng lưng rời đi, Chu Uyên nhất thời như chút được gánh nặng, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia vẻ chờ mong. Ra ra, hắn thật sự có thể giết được Tuyệt Vô Thần Vương sao? Trong hư không ánh sáng lóe lên, một cái quần tím nữ tử, dung nhan tuyệt lệ thoát tục, xuất hiện ở Chu Uyên trước mặt, trong ánh mắt có một tia sâu sắc vẻ lo âu. Ở không thấy trước hắn, ta còn không xác định, nhưng nhìn thấy hắn phía sau, ta mới xác định, cái này Lăng Tiêu đúng là sâu không lường được, coi như là giết không được Tuyệt Vô Thần Vương, cũng có thể đánh cho trọng thương, đến thời điểm ta Chu gia mới có hy vọng a. Chu Uyên nhẹ thở dài một cái nói, hy vọng hắn thật có thể làm được đi, nếu không thì, đến thời điểm chính là chúng ta Chu gia tai họa. Quần tím nữ tử cắn môi một cái, ánh mắt phức tạp nói ra. Có ý tứ, nghĩ muốn lợi dụng ta giết Tuyệt Vô Thần Vương sao? Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, này Thiên Đạo Các sau lưng, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Thiên Đạo Các bên dưới, Lăng Tiêu thật sâu nhìn Thiên Đạo Các một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn mới sẽ không đơn giản nhận thức là, Chu Uyên để hắn giết Tuyệt Vô Thần Vương là nếu muốn báo thù Tuyết Hận, này sau lưng nhất định còn có những nguyên nhân khác. Chỉ có điều, Chu Uyên không muốn nói, hắn cũng không muốn tra cứu. Bất kể như thế nào, này 100 viên bản nguyên đạo quả đối với Lăng Tiêu tới nói, đúng là khó được chí bảo. Viên kia Thiên Đạo Châu đúng là có đất dụng võ, chỉ là không biết có đủ hay không tầm bổ này 100 viên bản nguyên đạo quả. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ chờ mong, xoay người hướng về đỉnh cao nhất lầu đi đến. Hắn đã ở đỉnh cao nhất trong lầu, định ra rồi một chỗ biệt viện, giờ khắc này Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên đám người, đều ở biệt viện chi bên trong nghỉ ngơi. Trở lại trong biệt viện, Lăng Tiêu đem 100 viên bản nguyên đạo quả lấy ra ngoài. 100 viên bản nguyên đạo quả, giống như là 100 hạt giống, tuy rằng trong đó có hơi yếu đạo vận, nhưng xem ra hết sức khô quắt, bình thường không có gì lạ, chỉ có mặt trên đan vào hoa văn, còn có thể hiển hiện ra một ít chỗ bất phàm. Lăng Tiêu giữa chân mày ánh sáng óng ánh. Phảng phất xuất hiện một mảnh thôn vệ vòng xoáy, đem cái kia 100 viên bản nguyên đạo quả toàn bộ đều nuốt vào đến rồi mi tâm trong óc. Lăng Tiêu trong óc, một viên Thiên Đạo Châu óng ánh, đan sen thần bí xích thần trật tự, tản ra một loại mờ mịt thần bí sóng sức mạnh. Theo Lăng Tiêu hơi suy nghĩ, viên kia Thiên Đạo Châu, nháy mắt tự hướng về 100 viên đạo quả bay qua. Hy vọng viên này Thiên Đạo Châu, có thể đem này 100 viên bản nguyên đạo quả tất cả đều uẩn nhưỡng đi ra đi. Lăng Tiêu trong lòng tràn đầy mong đợi. Cứ việc viên này Thiên Đạo Châu vô cùng thật đắt, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói nhưng hào không đau lòng, chỉ cần có thể uẩn nhưỡng ra này 100 viên bản nguyên đạo quả, chính là thu hoạch lớn nhất. Phảng phất là cảm thấy Thiên Đạo Châu sức mạnh, cái kia 100 viên bản nguyên đạo quả, đều là ong ong run rẩy vang lên. Từ Thiên Đạo Châu bên trong, mịt mờ ra từng tia một thần bí khí vận, bắt đầu chậm rãi dung nhập vào bản nguyên đạo quả bên trong. Nguyên bản cực kỳ khô đét bản nguyên đạo quả, chợt bắt đầu có hào quang nhỏ yếu tản mát ra. Quả nhiên có dùng, Lăng Tiêu là trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhất thời không lại có chần chờ chút nào,
bắt đầu thôi thúc thiên đạo châu bên trong minh mông thiên đạo khí vật, không ngừng tràn vào đến bản nguyên đạo quả bên trong, bắt đầu tẩm bổ bị tổn thương bản nguyên đạo quả. 100 viên bản nguyên đạo quả, đều là bắt đầu tản mát ra hào quang óng ánh, đồng thời có từng tia đạo vận tràn ngập ra. Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần phóng ra hào quang óng ánh, ngồi xếp bằng vô lượng hư không, chung quanh 720 viên bản nguyên đạo quả đều là theo hơi rung động, đan dệt ra thần bí đại đạo bản nguyên lực lượng. Mà giờ khắc này, cái kia 100 viên bản nguyên đạo quả, cũng là có hơi yếu đạo vận, bắt đầu chậm rãi tràn vào đến rồi Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần bên trong. Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần, cũng bắt đầu tìm hiểu cái kia 100 viên bản nguyên đạo quả bên trong đại đạo bản nguyên. Tự ở Lăng Tiêu bế quan phía sau, Âm Dương Đế Thành tuy rằng sóng ngầm mãnh liệt, nhưng ở bề ngoài nhưng hiện ra được hết sức bình tĩnh. Mà Lăng Tiêu xuất hiện ở Âm Dương Đế Thành tin tức, cũng bắt đầu chậm rãi truyền vào 12 đế thành bên trong. Cứ việc 12 đế thành lẫn nhau trong đó cự ly cũng không gần, hơn nữa nghĩ muốn đi tới cái khác đế thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng đối với cái kia chút cao cấp thiên kiêu yêu nghiệt tới nói, cũng không coi vào đâu. Tiến vào 12 đế thành bên trong thiên kiêu người thí luyện, đều đang chờ chờ cuối cùng hư vô cảnh giới mở ra. Đông đảo thiên kiêu tuy rằng thời gian có chinh chiến, nhưng ở không có tiến vào hư vô cảnh giới trước, đều giữ vững nhất định khắc chế. Lăng Tiêu từ hỗn độn trong hoang dã trở về, để hắn một ít bản cũ cũng đều đã bị kinh động. Luân hồi đế thành, Lăng Tiêu ở Âm Dương đế thành, ha ha ha, ta liền biết, người này mạng rất lớn, khẳng định không chết được. Lão Sơn Dương cùng Bạch Long Mã đều là vô cùng hưng phấn, miệng đều sắp cười sai lệch, trong ánh mắt vui sướng không cách nào che giấu. Chúng nó tuy rằng trong ngày thường miệng tiện, nhưng trên thực tế đối với Lăng Tiêu đều vô cùng lo lắng, nghe được Lăng Tiêu từ hỗn độn trong hoang dã trở về phía sau, nhất thời an tâm. Lăng Tiêu không chỉ đã trở về, hơn nữa ở Âm Dương đế thành ở ngoài, còn một đao chém thất bại chứng đạo bảng thứ 18 đao ma, ta nhìn hắn thực lực chân chính, chỉ ít ở chứng đạo bảng 10 vị trí đầu. Vô Lương đạo nhân cũng là khẽ mỉm cười nói, chứng đạo bảng, ta nhổ vào, này cái gì chó má bảng danh sách, ngay cả chúng ta cùng Độc Cô tiền bối đều không có đứng vào, còn dám nói là cái gì chứng đạo bảng. Chúng ta nhanh đi Âm Dương đế thành tìm Lăng Tiêu đi. Lão Sơn Dương xì một tiếng đạo, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia vẻ chờ mong. Tốt, chờ Độc Cô tiền bối xuất quan, chúng ta tự đi tìm Lăng Tiêu. Vô Lương đạo nhân gật đầu cười nói, lần này, huynh đệ chúng ta quét ngang Âm Dương đế thành, đến thời điểm Lăng Tiêu thành Âm Dương đế thành chi chủ, chúng ta đồng thời giết vào đến hư vô cảnh giới, chẳng phải nhanh thay. Bạch Long Mã cũng là tràn đầy mong đợi. Sinh tử đế thành, Bá Đao cùng Cơ Phi Huyên, cũng đã tiến vào sinh tử đế thành bên trong, giờ khắc này cũng đều là nghe được Lăng Tiêu tin tức. Đại ca tự ở Âm Dương đế thành, nữ đế bệ hạ, ta chuẩn bị đi tìm Hoa đại ca. Bá Đao chăm chú nhìn Cơ Phi Huyên nói, ngươi đi đi, nhưng ta tạm thời e sợ không đi được Âm Dương đế thành, đón lấy ta sẽ bế quan một quãng thời gian, xuất quan phía sau ta chuẩn bị đi thử xem sinh tử đế thành chi chủ thực lực. Cơ Phi Huyên áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, cười nhạt một tiếng nói. Tiến vào sinh tử đế thành phía sau, nàng tu vi khí tức càng phát sâu không lường được, để tu vi đạt tới đế quân cảnh 8 tầng Bá Đao, đều là cảm giác được khiếp đảm không ngớt. Vị này nữ đế bệ hạ tuy rằng rất ít ra tay, thậm chí không có bị xếp vào chứng đạo bảng bên trên, nhưng Bá Đao lại biết, Cơ Phi Huyên thực lực, e sợ không kém gì vị kia sinh tử đế thành chi chủ. Cơ Phi Huyên nghĩ muốn thành là sinh tử đế thành chi chủ, chỉ sợ không phải việc khó gì. Cũng tốt, nữ đế bệ hạ, vậy chúng ta tự hư vô chi cảnh gặp lại sau. Bá Đao hướng về Cơ Phi Huyên chắp tay thi lễ nói. Hư vô chi cảnh gặp, Cơ Phi Huyên cười nhạt một tiếng, quanh thân tản ra bàng bạc sinh mệnh khí tức, xoay người biến mất ở trong hư không. Hỗn độn đế thành, có ý tứ, cái kia Lăng Tiêu dĩ nhiên từ hỗn độn trong hoang dã đi ra sao? Hờ hững mà mờ mịt âm thanh vang lên, một cái hồ đồ thân bao phủ ở tiên quang bên trong, thụy khí bốc hơi, thần bí siêu nhiên người trẻ tuổi từ một tòa cung điện bên trong cất bước mà ra, quanh thân phảng phất có thế giới sinh diệt cảnh tượng kỳ dị nổi lên. Cửu hoàng tử điện hạ, ngài đã vào chứng đạo bảng thứ hai, coi như là chứng đạo bảng đệ nhất cái kia người, e sợ đều không phải là đối thủ của ngài. Lăng Tiêu lại đáng là gì, cũng đáng được ngài quan tâm sao? Một cái vóc người anh vĩ thiên kiêu người thí luyện, hướng về người trẻ tuổi kia sâu sắc thi lễ một cái đạo, khắp khuôn mặt là cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Tiên tộc cửu hoàng tử điện hạ, chứng đạo bảng thứ hai tuyệt thế thiên kiêu. Hắn bị xưng là đương thời vô địch tuyệt thế yêu nghiệt, chính là kỷ nguyên này chí cường giả, mà người theo đuổi của hắn nhiều vô số kể, thậm chí có chứng đạo bảng trên thiên kiêu. Cửu hoàng tử điện hạ người theo đuổi đều nhận thức là cửu hoàng tử điện hạ tuy rằng bị liệt là chứng đạo bảng thứ hai, nhưng coi như là đối mặt chứng đạo bảng đệ nhất vị kia, cũng không phải không có chiến thắng khả năng. Các ngươi không hiểu,
cái này Lăng Tiêu không phải người bình thường. Cái kia Âm Dương Đế Thành chi chủ, là Tuyệt Vô Thần Vương chứ. Hắn lần này, sợ rằng phải đá vào tấm sắt lên. Cửu hoàng tử cười nhạt một tiếng nói, Tuyệt Vô Thần Vương là chứng đạo bảng thứ 8, chẳng lẽ còn không đánh lại cái này Lăng Tiêu sao? Chung quanh đông đảo thiên kiêu, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuyệt Vô Thần Vương, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Ta rất hiếu kỳ, Lăng Tiêu đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Hy vọng hắn sẽ không để ta thất vọng. Cửu hoàng tử nhẹ giọng nói, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian hỗn độn, thấy được Âm Dương Đế Thành bên trong chính đang bế quan tu luyện Lăng Tiêu. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy mong đợi.